hoa gian lệnh kể về mối hôn sự được định sẵn từ bé giữa idol số một trốn kinh thành mỹ nam vang danh phan việt và vị tiểu thư xinh đẹp nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với tử thi dương thái vi ngỡ là một mối duyên môn đang hộ đối bất ngờ vào một ngày gia tộc của dương thái vi bị cuốn vào vòng xoáy ân oán bí ẩn gia đình nàng bị vu hãm và toàn bộ người thân nàng đều bị giết dương thái vi nghi ngờ vị hôn phu được hứa hôn từ nhỏ của nàng phan việt có liên quan đến cái chết của những người thân trong gia đình mình để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc điều tra dương thái vi thay đổi thân phận tiếp cận Phan Việt và tìm mọi cách để lấy được bằng chứng xác nhân của vị hôn phu thổi bé, báo thủ cho gia đình. Nhân dịp Tết Thượng Tị, Trường Lạc Quận Chúa, Lưu Thiến tổ chức một buổi thi tranh thu hút nhiều thư sinh và công tử quyền thế tham gia. Trong đó, có Phan Cối. Phan Cối là con trai thứ của Phan Đình Úy Phan Cẩn và vợ cả, thuộc dòng chính nhà họ Phan. Nhằm tạo ấn tượng với quận chúa, Phan Cối đã gian lận bằng cách cho người hầu cận của hắn trao đổi bức tranh đang vẽ thành bức tranh khác. Bức tranh gây được sự chú ý và khen ngợi của nhiều người đang xem cuộc thi. Tuy nhiên, quận chúa có vẻ chẳng mấy mặn mà. Nhang tính thời gian sắp cháy hết thì một chiếc xe ngựa bất chợt tiến vào khu vực thi gây chú ý, phu xe là Thượng quan Lan, vị công tử của cải đầy nhà. Mọi người khao nhau, phải là nhân vật lợi hại cỡ nào mới khiến một người giàu có bậc nhất trốn kinh kỳ Thượng quan Lan cũng phải khiêm nhường làm kẻ đánh xe. Bước xuống xe ngựa trong sự ngưỡng mộ và cảm thán của tất cả các cô nương đang có mặt tại cuộc thi là vị nam tử phong lưu nhất kinh thành, ngựa sử vừa được thăng chức không lâu, Phan Việt. Phan Việt là con vợ lẽ, anh trai cùng cha khác mẹ với Phan Cối và là một thứ tử khác của nhà họ Phan. Phan Việt chào hỏi quận chúa và ngỏ ý tham gia tranh tài, tuy nhiên nhận được sự nhắc nhở của quận chúa Lưu Thiến rằng thời gian đã sắp hết, Phan Việt vẫn bình tĩnh, xin phép thử sức. Nhang Tàn, giữa lúc công công hầu cận dâng tranh của Phan Việt lên cho quận chúa xem qua, Phan Cối lên tiếng bình phẩm tranh của anh trai chẳng qua chỉ là một bức phong cảnh bình thường. Xong, sau khi xem qua bức tranh, quận chúa mỉm cười gật đầu, ngầm xác nhận với công công về người chiến thắng cuộc thi. Bức tranh được đưa ra trước công chúng phan việt dùng những hình ảnh núi non trùng điệp suối nước cỏ cây lồng ghép với nhau tạo nên chân dung quận chúa ý chỉ dung mạo nàng xinh đẹp thi vị chứa đựng phong tình tựa cảnh sắc của thiên nhiên cuộc thi tranh kết thúc phan việt rời đi dưới ánh nhìn căm tức của phan cối về đến phủ đệ nhà họ phan phan việt đối mặt với cơn thịnh nộ của phan đình úy phan cẩn cũng chính là phụ thân chàng mặt khác vị đệ đệ phan cối lên tiếng chỉ trích anh cố ý gây sự khi phá hỏng cơ hội gặp gỡ quận chúa của hắn phan cẩn lúc này ngăn phan cối lại và bảo hắn ra ngoài sau đó ông chỉ trích phan việt phá hỏng mối hôn sự giữa phan cối và quận chúa cũng như chỉ ra ông biết được phan việt tìm cách kết nối với các triều thần khác chống lại thế lực của ông ta trên triều hai cha con tranh cãi kịch liệt phan việt đe dọa sẽ chấp nhận lời mời đi ngắm hoa cùng quận chúa và yêu cầu cha mình cho biết thông tin về một người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nhưng bị phan cẩn tìm cách làm khó dễ lo sợ con trai mình là phan cối bị cướp mất cơ hội liên hôn cùng quận chúa phan cẩn cuối cùng cũng đồng ý cho phan việt thông tin về người anh tìm kiếm tuy nhiên đổi lại cha con bọn họ cũng như nhà họ Phan và Phan Việt sẽ cắt đứt qua hệ kể từ đây. Phan Việt đồng ý, về đến phòng riêng, Phan Việt vẽ lại chân dung một vị cô nương và tự nhủ sắp được gặp lại nàng sau 10 năm xa cách. Lúc này, tại một bãi tha ma hoang vắng, hai tên đào trộm mộ đang hí hửng sắp kiếm món hời khi tìm tới mộ phần của vị hoa khôi vừa chết của Thúy Vân Lâu. Chợt nghe thấy thanh âm nữ tử giữa đêm tại bãi tha ma vắng người, nhìn thấy một cô gái bước ra từ quan tài đã mở nắp. Khung cảnh vô cùng dị thường khiến hai tên trộm mộ sợ hãi la hét, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Cô nương quỷ dị này không ai khác chính là Dương Thái Vi, người duy nhất còn sống của Dương gia sau biến cố nhiều năm về trước. Dương Thái Vi nói chuyện với thi thể vị hoa khôi Thúy Vân Lâu đang nằm một góc tại bãi Tha Ma. Cô tự giới thiệu bản thân là người thu dọn xác nghĩa trang, đến để an tán cho hoa khôi và an ủi thi thể hoa khôi an tâm yên nghỉ vì quan tài rất vừa vặn. Cô đã nằm thử trước rồi. Ra khỏi bãi Tha Ma, Dương Thái Vi trên mặt có vết sẹo dài, đầu đội nón lá rộng vành bị mọi người trên đường chỉ trỏ khinh miệt, gọi cô là kẻ xấu xí. Dương Thái Vi bị ném rau cải thối vào người và bị xua đuổi. Vô tình, cô làm rơi miếng ngọc bội và được một cậu bé tốt bụng nhặt trả lại. Dương Thái Vi trở về nghĩa trang, nơi cô đang sống cùng sư phụ. Ông lão vốn là một pháp y của huyện nha, nhưng có vẻ ông thần trí ông đã không còn minh mẫn. Ông coi xác một con ếch thành xác người và hưng phấn phân tích nguyên nhân tử vong cho đồ đệ Vương Thái Vi. Đương lúc hai thầy trò vừa trò chuyện xong, có quan binh đến nghĩa trang gọi Vương Thái Vi đi xử lý xác của nhà họ Lý. Cô lập tức kéo xe lên đường, vừa bước vào cửa nhà họ Lý, Vương Thái Vi trông thấy cả gia đình họ Lý đều đã chết trong đó có cậu bé đã từng nhặt được ngọc bội cô đánh rơi dây chuyền khóa trường mệnh trên cổ cậu bé được dương thái vi nhặt lại dương thái vi đầy thắc mắc về cái chết uẩn khúc của gia đình họ lý không lâu sau quan binh đến hiện trường vụ án vương thái vi tình cờ giáp mặt toán quan binh và nghe được chuyện ma quỷ hiện hồn giết người ở hòa dương và biết được đương chủ nhà họ lý đã chết là đường chủ ngân vũ lâu nơi ăn chơi lớn nhất hòa dương do đó quan binh nơi này theo lệnh một vị gọi là tôn đường chủ buộc phải tìm ra hung thủ đứng sau cái chết của nhà họ lý sau khi bị quan binh đang đi điều tra bắt gặp dương thái vi đánh bạo nói với họ nghi hoặc của cô sau khi khám nghiệm tử thi của các thành viên lý gia dương thái vi cho chín mạng người nhà họ lý đều tự sát mà chết mà nguyên nhân họ tự sát là do không chịu nổi sự đau đớn nào đó tuy vậy tên quan dẫn đầu nhóm quan viên không những không tin tưởng dương thái vi mà còn gán tội cho cô nhằm nhanh chóng kết thúc vụ án dương thái vi bị đưa về công đường dùng hình ép điểm chỉ nhận tội ngay lúc dương thái vi kiệt sức sắp ngất đi ngự sử phan việt đến kịp lúc xử lý tên quan tra án và cứu cô về phủ sau khi tỉnh lại dương thái vi nhìn thấy bức tranh thiếu nữ phan việt vẽ trên án thư và cầm lên xem phan việt mở cửa vào phòng hỏi về thân thế dương thái vi và miếng ngọc bội mà cô đang cất giữ liệu cô có phải là con gái dương ra 10 năm về trước đã từng gặp gỡ phan việt dương thái vi nói dối ngọc bội là do bản thân vô tình nhặt được phan việt nói với dương thái vi nếu chủ nhân của ngọc bội đã không cần thì ngọc bội này cũng có thể bỏ đi rồi ngay sau đó dương thái vi liền ném miếng ngọc trên tay vào hồ sen trước gian phòng đưa một đồng tiền thuốc thang rồi lập tức rời đi về đến Nghĩa Trang, khi vào trong xem xét tình hình của sư phụ, sợi dây chuyển khóa trường mệnh của cậu bé mà cô giữ lại, đột nhiên rơi ra khiến Dương Thái Vi quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cả nhà họ Lý. Trời về khuya, Dương Thái Vi lẻn vào trạch viện Lý gia, hiện trường vụ án cũng là nơi để thi thể chín người họ Lý để khám nghiệm tử thi. Dương Thái Vi phát hiện người nhà họ Lý trúng độc mà chết, cô nghi ngờ cùng lúc hạ độc được nhiều mạng người như thế, có khả năng do thức ăn có độc. Phan Việt được hầu cận báo cho việc Dương Thái Vi lén đến trạch viện Lý gia nên tìm tới và bắt gặp cô ở đây nhìn thấy quá trình dương thái vi khám nghiệm thi thể phan việt không nhịn được buồn nôn hai người nghe được tiếng động lạ trên trần nhà giống ma quỷ ở hòa dương trong lời đồn đãi phan việt liền dùng kiếm chặt vào khoảng trên xà nhà thì phát hiện ra một lồng chuột lang nhốt cùng chống bỏi tạo ra những âm thanh kỳ quái lúc này hai người bị nhiều mũi tên từ ngoài bắn vào tập kích nhiều nhân thủ áo đen che mặt đang nhắm vào hai người bọn họ bắn tên phan việt ôm dương thái vi tránh thoát bay ra khỏi nhà họ lý phan việt đưa cho dương thái vi xem miếng lệnh bài ngân vũ lâu mà anh lấy được trên người một trong số nhóm sát thủ họ gặp ở lý gia dương thái vi suy đoán có người trong nội bộ ngân vũ lâu muốn ngăn việc điều tra của họ phan việt nhắc nhở cô đang là mục tiêu của một nhóm người nào đó trong ngân vũ lâu nếu muốn yên ổn thì nên chạy trốn càng sớm càng tốt dương thái vi không đồng ý khi đang bị vu oan giết người mà lại chạy trốn thì khác nào tự mình nhận tội cô nhờ vào phan việt giúp đỡ phan việt đưa ra hai điều kiện cô buộc phải chấp thuận để tiếp tục điều tra án ở lý gia tự rửa oan cho mình Điều kiện thứ nhất, Phan Việt yêu cầu Dương Thái Vi trở lại hồ sen tìm ra miếng ngọc bội cô đã vứt, mất một lúc lâu dưới hồ, Dương Thái Vi cuối cùng cũng tìm được ngọc bội. Khi cô hỏi về điều kiện thứ hai, Phan Việt nói rằng đợi tra án xong sẽ nói. Sáng hôm sau, cả hai cùng ngồi trên xe ngựa đi trên đường đông người đến lý trạch gây ra nhiều bàn tán. Tại tăng lễ lý gia, Dương Thái Vi bị ngăn lại trước cửa và bị một người gọi là Trần Hương chủ chĩa mũi kiếm định giết cô trả thù cho lý gia. Phan Việt chặn lại mũi kiếm rồi cùng Dương Thái Vi vào bên trong gặp được vị tôn đường chủ trong lời đám quan binh lúc trước tại linh đường người nhà lý gia phan việt và dương thái vi yêu cầu được công khai khám nghiệm thi thể người nhà họ lý và nhận được sự đồng ý của tôn đường chủ dương thái vi lần lượt lấy từ các thi thể ra những phần thịt bò có cỏ độc còn sót lại tuy nhiên khi xét nghiệm đến thi thể của một nha hoàn dương thái vi lại không tìm thấy phần thịt bò nào sót lại nhưng móng tay của cô nương này lại biến thành màu đen dương thái vi nói ra sự nghi ngờ của cô đối với trần hương chủ do người này liên tục tìm cách ngăn trở việc khám nghiệm tử thi và có nhiều điểm đáng ngờ Thải Vi yêu cầu Trần Hương Chủ tự mình ngâm tay vào nước để kiểm tra, do cỏ độc trong thịt bò gặp nước sẽ biến đen. Trần Hương Chủ có hơi do dự, nhưng cũng làm theo để chứng minh bản thân trong sạch, hắn vén tay áo, để lộ hình xăm của Ngân Vũ Lâu, nhúng tay vào nước nhưng đầu ngón tay cũng không có biến đổi gì. Phan Việt và Dương Thái Vi đạt được mục đích kiểm tra, cùng nhau nói rõ chân tướng vụ án cho Tôn Đường Chủ. Về việc hai người tìm thấy chuột và chống bỏi trên xà nhà họ Lý tạo ra âm thanh giả thần giả quỷ, gia sản. Nhà cửa của vị Lý Đường Chủ đã chết đều được sang tên cho Trần Hương Chủ, đồng thời tìm thấy lệnh bài ngân vũ lâu trên người sát thủ vào đêm bọn họ đến trạch viện lý ra trả án. dương thái vi giải thích nhà hoàng có phần móng tay bị đen là người trần hương chủ mua chuộc để độc chết nhà họ lý sau đó trần hương chủ muốn giết người này diệt khẩu nên đã xiết cổ cô đến chết cô nương này ra sức dãy ruộng cào vào hình xăm trên cánh tay trần hương chủ nên có dính lại phần da thịt màu đen của hình xăm vết cào này trùng khớp vết trên cánh tay trần hương chủ khi hắn vén tay áo lên ngâm tay sau khi bị vạch trần trần hương chủ định dơ kiếm tấn công dương thái vi và phan việt nhưng bị tôn đường chủ một kiếm rạch ngang cổ giết chết. Sau đó, cả hai người cùng nhau đi đến nơi chôn cất người nhà họ Lý. Khi nói chuyện, Phan Việt nói rõ việc đã biết Dương Thái Vi đúng là cô bé 10 năm trước hứa hôn cùng mình và lấy ra hai mảnh ngọc bội lồng khớp vào nhau. Phan Việt nhắc lại hôn ước và ngỏ ý muốn lấy Dương Thái Vi. Bối cảnh chuyển đến phủ thượng quan, tiểu thư thượng quan chỉ xinh đẹp, kiều điểm xuất hiện, đem lòng mến mộ Phan Việt. Mà thượng quan Lan, người đánh xe ngựa đưa Phan Việt đến thi vẽ tranh dịp Tết thượng tị chính là anh trai nàng khi thượng quan chỉ đến hỏi thăm thượng quan lan về tin tức của phan việt nàng giật lấy được tờ thông báo kết hôn của phan việt và dương thái vi thì vô cùng tức giận tại nghĩa trang lúc này dương thái vi mơ thấy cảnh cha mẹ mình bị giết trên thuyền và bản thân cô thì bị kiếm chém vào khuôn mặt rơi xuống sông bừng tỉnh sau giấc mơ dương thái vi nhớ lại khi cô gặp nạn đã đến phan phủ tìm phan việt nhưng bị người hầu của phan phủ đuổi đi phủi sạch quan hệ hầu cận của phan việt đến mời dương thái vi khi gặp phan việt dương thái vi liền từ chối việc kết hôn và nói rằng dung mạo mình xấu xí không xứng với vị mỹ nam này. Không từ bỏ ý muốn kết hôn, khi Dương Thái Vi trên đường tới chợ quỷ vào ban đêm để tìm linh xà chữa bệnh cho sư phụ. Phan Việt ngỏ ý đưa cô đi, do chợ quỷ cấm qua nhân nên Phan Việt cải trang thành lão trung niên đưa Dương Thái Vi cùng đi. Tại chợ quỷ, hai người ngồi cho một ông lão mù vẽ tranh, đồng thời gặp một vài người bạn của Dương Thái Vi, trong đó có Tiểu Sinh. Ở hy viên phủ của Phan Việt, thượng quan chỉ tìm đến và thấy được hạ nhân trong phủ đang trang hoàng cho lễ cưới, nàng ta tức giận vô cùng. Trở lại chợ quỷ, Dương Thái Vi lần nữa từ chối hôn sự với Phan Việt. Phan Việt nói rằng anh vẫn sẽ đợi Dương Thái Vi đến để tiến hành lễ cưới. Về đến phủ đệ, thượng quan chỉ cầu xin Phan Việt cưới mình, dù có làm thiếp nàng ta vẫn chấp nhận nhưng bị Phan Việt một mực từ chối. Thượng quan chỉ tìm đến nghĩa trang, bắt cóc Dương Thái Vi định cháo hồn đổi xác để thay Dương Thái Vi kết hôn với Phan Việt. Vài ngày sau, hôn lễ được tiến hành, thượng quan chỉ cũng thành công hóa đổi thân xác với Dương Thái Vi và thay cô kết hôn với Phan Việt. Ở dưới vực sâu, đoàn người đi theo thượng quan chỉ hung đổi hồn xác đều đã chết dương thái vi tỉnh lại muốn đi ngăn cản hôn lễ lại vô tình nhìn thấy phan việt ra tay giết chết thượng quan chỉ lúc này đang trong thân xác của cô thượng quan lan cũng phái người đi tìm em gái mình khi nhận được bức thư thượng quan chỉ chuẩn bị từ trước dương thái vi kiệt sức ngất đi sau khi chạy trốn khỏi phủ phan việt một nhân vật thần bí khác xuất hiện với bức thư thông báo dương thái vi đã chết trong thân xác thượng quan chỉ dương thái vi tỉnh lại ở thượng quan phủ gặp thượng quan lan dương thái vi giả vờ mất trí nhớ dương thái vi quyết định dùng hình hài của thượng quan chỉ bắt đầu điều tra Phan Việt sau khi tận mắt nhìn thấy Phan Việt giết thân xác của bản thân. Tuy nhiên, Thượng Quan Lan mong muốn huynh muội họ sẽ cùng nhau trở về kinh thành. Dương Thái Vi tìm cớ lừa người hầu, trở lại nghĩa trang tìm sư phụ. Đồ đạc trong nghĩa trang bị lật tung, nhưng sư phụ không còn ở đây nữa. Ngoài ra, còn có vết máu vương lại trên nền đất. Cô lo lắng sư phụ gặp chuyện không may. Mặt khác, tình cờ nhìn thấy Phan Việt cưỡi ngựa đi trên phố, là tân huyện lệnh của Hòa Dương, có khả năng trở thành phò mã tương lai, Dương Thái Vi càng mang nhiều nghi ngờ cô nghĩ phan việt cưới và giết hại mình là vì muốn dẹp đường thuận lợi tiếp nhận cuộc hôn nhân do tiên hoàng ban cho nhớ lại những lời thề hẹn trước đó phan việt nói với mình cô thất vọng và đau buồn mong muốn ở lại hòa dương tìm ra chân tướng nhìn thấy em gái buồn bã ngồi ở góc chợ thượng quan lan đồng ý cho muội muội ở lại hòa dương trước gương dương thái vi tự nói chuyện với chính mình hy vọng thượng quan chỉ đã chết thay cô cho phép cô được dùng thân xác thượng quan chỉ tiến hành tiếp cận phan việt để tìm ra chân tướng dương thái vi tìm hiểu sở thích tính cách của thượng quan chỉ thông qua những vật dụng và cách bài trí trong khuê phòng thượng quan chỉ ngày trước biết được thượng quan chỉ thích hoa tươi tính tình kiêu ngạo thích khoe mẽ và trương diện dương thái vi quyết dùng những đặc điểm tính cách này để diễn tiếp vai diễn thượng quan chỉ tiếp đó dương thái vi tìm lại người bạn tiểu sinh ở chợ quỷ cho mời tiểu sinh đến gần xe ngựa nói muốn mua trang sức tuy nhiên dương thái vi cố tình thả rơi làm vỡ chiếc vòng mà tiểu sinh bán đồng thời vạch trần tiểu sinh buôn bán trang sức kém chất lượng từ chợ quỷ Tiểu Sinh bất ngờ không hiểu sao vị tiểu thư xa lạ này lại biết được nguồn gốc trang sức mình buôn bán. Đang định tranh cãi, Dương Thái Vi nói rõ thân phận của mình và nhờ tiểu Sinh giúp đỡ. Tiếp đó, Bảo Nha Hoàn đưa gấp 10 tiền bồi thường cho tiểu Sinh vì mình bất cẩn làm vỡ vòng ngọc của tiểu Sinh. Tối hôm đó, biết Phan Việt đến tìm ca ca, Dương Thái Vi xin lỗi Phan Việt, tìm cớ để được theo Phan Việt đến huyện Nha, thuận tiện cho việc điều tra. Dương Thái Vi trưng ra mấy bức huyết thư nói bản thân thành tâm viết để nhận lỗi với Phan Việt cô xin phan việt bỏ qua cho sự lỗ mãng của thượng quan chỉ khi trước phan việt nhìn thấy vệt máu còn vương trên ngón tay cô thì bước tới mời rượu trong lúc dương thái vi từ chối ly rượu vô tình rượu đổ khiến cô bị lộ là bôi mực lên ngón tay nhằm tỏ vẻ đáng thương khi cùng phan việt nói chuyện riêng dương thái vi chất vấn phan việt né tránh mình là vì muốn nhanh chóng kết hôn cùng quận chúa thuận lợi tiến chức tham quan dương thái vi nhắc đến cái chết của thượng quan chỉ trong thân xác mình rằng liệu cái chết của vị dương cô nương đó có phải chỉ là đá lót đường của phan việt chỉ trích phan việt miệng nói không quan tâm sang hèn dung mạo đẹp xấu nhưng thực chất chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi phan việt nổi giận hai người xảy ra tranh cãi đèn lồng nơi hành lang rơi xuống thượng quan lan chạy đến khuyên ngăn phan việt bảo vệ em gái khi dương thái vi rời đi vô tình đánh rơi túi thơm khiến phan việt nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của vị hôn thê mà không hề biết rằng người chết hôm đó thực chất là thượng quan chỉ cùng với sự khuyên can của thượng quan lan phan việt đồng ý cho dương thái vi cơ hội đến huyện nha phụ việc đồng thời muốn làm rõ cái chết của vị hôn thê Thượng quan Lan trở lại kinh thành một mình, để lại nhiều vàng bạc và gia nô cho em gái ở Hòa Dương. Dương Thái Vi lúc này yêu cầu người hầu mang theo tất cả những thứ cần thiết chuyển đến huyện nha Hòa Dương. Gặp Phan Việt ở cửa huyện nha, cả hai cùng nhau vào trong thì thấy cảnh một đám quan binh đang cùng nhau ăn uống, đánh bạc. Phan Việt ra lệnh cho Dương Thái Vi phạt roi tên tham quan cầm đầu, Dương Thái Vi vui vẻ thi hành. Đến nhận phòng ở tại huyện nha, phòng của Dương Thái Vi được xếp đối diện phòng Phan Việt dương thái vi được phan việt giao cho nhiệm vụ hỗ trợ ghi chép các vụ án và thông báo của huyện nha dương thái vi có cảm giác bản thân mình cũng đang bị phan việt ngấm ngầm quan sát khi phan việt hỏi vì sao sau hôm dương thái vi rời khỏi đám cưới ở phủ phan việt lại biến mất dương thái vi nói dối rằng do quá sốc khi tận mắt thấy đám cưới của phan việt cô đã chạy đi và gặp một đám cướp tất cả tùy tùng đều bị giết còn cô may mắn ngất đi nên vẫn còn sống sót và tìm về được mặt khác biết được các vụ án trong thành được ghi chép và lưu giữ ở phòng hồ sơ dương thái vi nghĩ cách tiếp cận phòng hồ sơ để tra lại sự việc thượng quan chỉ trong thân xác của mình rơi từ trên lầu xuống chết vào đêm tân hôn tiếp đó phan việt cùng dương thái vi và đoàn quan binh huyện nha đến bia di tích huyện để tuyên cáo nhậm chức trên đường đoàn người bị một người phụ nữ đang mắng chửi chặn lại phan việt bước xuống xe ngựa nói chuyện với nàng ta giữa lúc đó một nam nhân là tôn vạn tài chạy đến giới thiệu rằng hắn là phu quân của người phụ nữ tôn vạn tài chắp tay xin lỗi phan việt hắn xin được đưa nương tử về nhà người phụ nữ vẫn tiếp tục mắng chửi cố tình nâng tay chỉ trỏ để lộ ra những vết bầm tím trải dài trên cánh tay. Phan Việt sau khi nói chuyện với Tôn Vạn Tài, biết được hắn là một trong tứ đại gia tộc làm nhiễu nhương huyện Hòa Dương, liền gai bẫy bắt hắn về nha phủ. Sau khi Tôn Vạn Tài bị bắt, người phụ nữ kia dập đầu cảm tạ Phan Việt, đoàn người tiếp tục đi đến bia di tích huyện thông cáo nhậm chức, nhiều nhà quyền quý tại Hòa Dương tranh thủ tặng quà có giá trị làm thân với Phan Việt, đều được Phan Việt cho người ghi lại. Trở lại huyện nha, Dương Thái Vi lẻn vào phòng lưu trữ hồ sơ tìm kiếm ghi chép về vụ án của thượng quan chỉ nhưng được biết hồ sơ đã bị Phan Việt đem đi, nhân lúc Phan Việt không có ở tư phòng. Dương Thái Vi lẻn vào phòng anh tìm kiếm hồ sơ vụ án nhưng chỉ tìm ra một dương gỗ đã bị khóa lại và nhìn thấy vết sẹo mới trên người Phan Việt khi anh về phòng thay y phục. Đại hội tứ đại gia tộc Hòa Dương sắp diễn ra, các vị đương chủ của các gia tộc tụ họp lại Ngân Vũ lâu, gồm có: Cố Ung, đương chủ Tế Thiện Đường, Thái Thăng, Phương chủ Sinh Tử Phường, Thanh Đế, cung chủ Bách Hoa Cung riêng trác thiếu chủ của ngân vũ lâu không có mặt do rời thành hòa dương vẫn chưa về ba vị đương chủ của các gia tộc bàn nhau về cách đối phó với vị huyện lệnh mới của hòa dương sáng hôm sau dương thái vi liên lạc với tiểu sinh nhờ tiểu sinh tìm giúp một vò rượu mạnh bách bộ hương tiểu sinh cũng cho thải vi biết đã nghe được tin tức của sư phụ cô ở một tiệm thuốc thải vi vui mừng vì sư phụ vẫn còn sống lúc trở về huyện nha cô cầm theo vò bách bộ hương và nghe lén được cuộc nói chuyện giữa một trong tứ đại gia tộc đến tặng quà cho phan việt mong anh sớm thả tôn vạn tài tối đó Dương Thái Vi đem bách bộ hương ra chuốc say mọi người trong phủ. Tiếp đó, viện cớ dìu Phan Việt về phòng, Dương Thái Vi lấy trộm chìa khóa, mở chiếc dương kia ra, tìm thấy bức tranh khi xưa của hai người ở chợ quỷ và ghi chép về vụ án. Tuy nhiên, ghi chép cho thấy khi thượng quan chỉ chết, không có người khác có mặt tại hiện trường. Khi Dương Thái Vi trả lại chìa khóa dương gỗ và rời khỏi tư phòng Phan Việt, anh hoàn toàn tỉnh táo mở mắt ra. Về phía Dương Thái Vi, cô liên tục suy đoán về cái chết của thượng quan chỉ sau khi xem được hồ sơ vụ án. Lo lắng thi thể đã dần mục giữa, cô suy nghĩ về nơi Phan Việt có thể chôn cất thi thể. Hôm sau, Phan Việt đưa Dương Thái Vi đi nhận diện đám cướp ngày cô biến mất. Cha hỏi tên trộm đã từng đem cầm lệnh bài của nhà thượng quan và thấy được chiếc xe ngựa và hôm thượng quan chỉ tìm đến nghĩa trang nơi Dương Thái Vi sống cùng sư phụ. Khi bị hỏi tên trộm có phải là một trong số những kẻ cướp không, Dương Thái Vi nói rằng cô không nhớ rõ do đám cướp đều bịt mặt. Tuy vậy cỗ xe vẫn nguyên vẹn cùng vết đất chỉ có ở nghĩa trang nơi Dương Thái Vi từng sống là điểm mà Phan Việt nắm bắt được để buộc cô nói ra sự thật ngày hôm đó. Phan Việt đưa cô đến nơi vách núi mà thượng quan chỉ từng bắt cô đến để hoán đổi hồn xác, liên tục tra hỏi. Dương Thái Vi đánh liều định nhảy xuống vách núi thì được Phan Việt kéo lại. Hai người nhìn thấy thi thể của một trong số những tùy tùng hộ tống thượng quan chỉ hôm đó. Dương Thái Vi khóe léo bịa chuyện, lồng ghép những điều chính mình muốn nói, kể lại chuyện xảy ra hôm đó cho Phan Việt, bước đầu loại bỏ được hiềm nghi của Phan Việt đối với cô về cái chết của thượng quan chỉ. Trở lại Hoài Dương, vị thiếu chủ Ngân Vũ lâu đã về, đang cùng ba gia tộc còn lại bàn tính cách loại bỏ Phan Việt. Tiểu Sinh dẫn Dương Thái Vi tìm được đến nơi sư phụ cô đang ở tạm, thầy cho gặp lại nhau, vui mừng ôm nhau khóc. Dương Thái Vi hỏi sư phụ cô về đêm thành hôn. Sư phụ kể lại có kẻ mặc áo tân lang che mặt tìm đến muốn giết mình, nhưng may mắn nhờ uống thuốc từ linh xà mà Thái Vi tìm được ở chợ quỷ. Thần chí ông đã khôi phục, nhân lúc kẻ này không để ý, ông trốn thoát khỏi nghĩa trang. Lời kể của sư phụ càng làm cô tin rằng thượng quan chỉ là do Phan Việt sát hại. Cô lên kế hoạch tìm nơi chôn cất cái xác để khám nghiệm tử thi, mong muốn nhanh chóng vạch trần Phan Việt, lấy lại thân phận Dương Thái Vi của mình. Sáng hôm sau, Ngân Vũ Lâu sai người đến báo án, tố cáo Phan Việt giết vợ. Ngân Vũ Lâu yêu cầu Phan Việt tra lại án và cho dân chúng câu trả lời thỏa đáng trong thời hạn 7 ngày. Phan Việt đồng ý, nhân cơ hội lật lại vụ án, Dương Thái Vi gợi ý có thể khám nghiệm tử thi, nhưng Phan Việt nói rằng bản thân tự có cách xử lý trong vòng 7 ngày và không tiết lộ thêm. Theo dõi Phan Việt, Dương Thái Vi lấy được phần bị cháy còn sót lại của bức thư Bách Hoa Cung chủ gửi cho Phan Việt nên tìm đến Bách Hoa Cung. Trà trộn vào dàn ca kỹ, nghe lén cuộc nói chuyện của cung chủ Bách Hoa Cung và Phan Việt. Cung chủ Bách Hoa Cung kể về thiếu chủ Trác Lan Giang của Ngân Vũ Lâu cho Phan Việt. Năm Trác Lan Giang 20 tuổi, đã từng thanh trừng tất cả mọi người ở Kim Thủy Bang. Bách Hoa Cung chủ đề nghị được góp sức cùng Phan Việt chống lại các đại gia tộc khác trong tứ đại gia tộc ở Hòa Dương. Đổi lại, Phan Việt đòi hỏi cung chủ Bách Hoa Cung thể hiện thành ý khi anh đồng ý cuộc giao dịch với nàng. Hai người nhỏ giọng nói về món quà mà cung chủ cung Bách Hoa đã chuẩn bị cho Phan Việt. Dương Thái Vi ngồi xa không nghe được họ đã trao đổi món đồ gì một phút lơ đãng đàn sai nốt nhạc dương thái vi bị phan việt phát hiện anh giải nguy đưa cô về phủ để nhanh chóng tìm ra thi thể dương thái vi cùng tiểu sinh cải trang đến sòng bạc tung tin chắc thiếu chủ vân hòa lâu đã tìm thấy thi thể dương phu nhân vợ phan việt ý đồ khiến phan việt phải lộ ra nơi chôn cất thi thể trên đường về huyện nha dương thái vi tình cờ gặp lại một người bạn cũ say khướt ở quán rượu người bằng hữu này từng được cô cứu khi bị trọng thương cô cùng tiểu sinh sắp xếp đưa người này đi tin tức chắc thiếu chủ của ngân vũ lâu tìm thấy thi thể dương thái vi tới tay phan việt dương thái vi yêu cầu tín nữ chuẩn bị cho mình một túi phấn hoa sau đó cô đem túi phấn hoa này chọc thủng treo lên bên hông ngựa của phan việt đêm đến phan việt một mình cưỡi ngựa đến vườn đào nơi đặt di hải thê tử mình dương thái vi lần theo dấu vết phấn hoa mà cô chuẩn bị sẵn đeo bên hông ngựa của phan việt tìm đến vườn đào cô nhớ lại bản thân từng nói với phan việt khi mình chết cô mong muốn mình có thể được chôn ở vườn đào sau khi đến kiểm tra tình trạng thi thể của vợ mình Phan Việt lên ngựa trở về phủ. Dương Thái Vi núp sau tán cây, đợi Phan Việt đi khuất, mở cửa tiến vào căn phòng Phan Việt đã vào. Cô nhìn thấy bài vị và thi thể của chính mình. Phan Việt đặt thi thể cô trong một căn phòng lạnh, trên người Dương Thái Vi vẫn còn mặc bộ hỷ phục đỏ, mắt còn mở. Thân thể được giữ nguyên vẹn, Dương Thái Vi bắt đầu tiến hành khám nghiệm cái xác, nhưng không tìm thấy thương tích nào, nhớ đến lời sư phụ. Nếu kinh mạch phần đầu của người chết bị tổn thương, có khả năng dẫn đến liệt cơ mắt, khiến mí mắt không thể nhắm lại được. Xét kỹ phần đầu của thi thể, dương thái vi rút ra được một cây kim vàng rất mảnh và dài đương lúc cô xem xét kỹ cây kim phan việt đột nhiên mở cửa bước vào dương thái vi nhanh chóng cất giấu cây kim và giải thích rằng bản thân chỉ muốn làm rõ cái chết của thượng quan chỉ không liên quan tới mình nên tìm cách tra rõ nhằm tự minh oan cho bản thân khiến phan việt phải tự mình xin lỗi cô phan việt hỏi cô đã tìm ra được manh mối gì chưa nhưng phan thái vi nói rằng chỉ mới vừa đến xem thi thể không tìm thấy gì bất thường sau khi nghe lời giải thích phan việt để cô rời đi sáng hôm sau dương thái vi nhìn thấy người của quận chúa đưa thư tới huyện nha cho phan việt dương thái vi ra ngoài ăn cơm cùng các vị quân lính ở huyện nha tìm hiểu thông tin về những vụ án ly kỳ có liên quan đến hung khí đặc biệt như chiếc kim vàng cô tìm được trên thi thể mình không dương thái vi nghe ngóng được về tiệm vàng hoa thắng một tiệm trang sức có tay nghề chế tác cao ở hòa dương nên quyết định sẽ đến đây xem thử tình cờ phan việt cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và đám quân lính huyện nha cùng lúc này vị bằng hữu dương thái vi và tiểu sinh đưa đi ở quán rượu cũng tỉnh nhìn thấy cách băng bó trên tay giống như dương thái vi đã từng băng cho hắn trước kia liền đi tìm người cứu mình đến tiệm vàng giữa lúc dương thái vi đang tìm kiếm đồ vật giống như cây kim vàng kia phan việt bước vào chọn một chiếc châm nhỏ đầu nhọn đề nghị đeo cho cô dương thái vi hết sức căng thẳng khi nghĩ tới thượng quan chỉ có thể đã chết do bị phan việt dùng kim vàng ghim vào đầu sự căng thẳng cùng những biểu hiện khác thường của dương thái vi khiến phan việt nghi ngờ cô đã tìm thấy manh mối gì đó trên thi thể vợ mình phan việt đe dọa dương thái vi nếu biết được gì đó mà không nói chính là cản trở công vụ có thể bị xử tội dương thái vi đành đưa ra cây kim vàng mình tìm được trên thi thể phan việt chất vấn lý do dương thái vi không nói với anh về cây kim vàng ngay từ đầu có phải do nghi ngờ anh hay không dương thái vi tìm cách trả lời lấp liếm tránh được hiểm nghi dương thái vi viết thông báo nói rằng phan huyện lệnh đang tìm châm vàng tặng quận chúa sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho tiệm vàng nào được chọn các tiệm vàng ở hòa dương kéo nhau tới quán trà để phan việt lựa chọn trong quá trình chọn lựa hai người tìm được danh tính người thợ thủ công kim lục lang có khả năng là người đã chế tác ra cây kim vàng tuy nhiên người này cũng vừa qua đời cách đó không lâu phan việt và dương thái vi cùng nhau tìm đến nhà kim lục lang để tra án gặp được một người phụ nữ khiếm thị cũng là mẹ của kim lục lang bà kể cho hai người nghe chuyện của con trai sau khi hoàn thành một đơn đặt hàng giá trị cao kim lục lang đi uống rượu vào buổi tối và hôm sau bị phát hiện chết đuối ở sông dương thái vi và phan việt được bà đưa đến mộ của con trai để khám nghiệm tử thi nhận thấy bà lão có vẻ bài xích mình phan việt quyết định để dương thái vi ở lại điều tra còn mình thì rời đi trước lúc này bà lão tiết lộ với dương thái vi rằng bà từng gặp qua người khách đã đến đặt hàng đơn hàng trước khi kim lục lang chết tuy không nhìn rõ nhưng bà khẳng định giọng nói và ngữ điệu của người này rất giống phan việt bà lão trở về dương thái vi nhanh chóng đào mộ kim lục lang để kiểm tra lúc này phan việt trở lại dương thái vi nói rõ nghi ngờ của mình cô nghĩ phan việt là hung thủ giết thượng quan chỉ và kim lục lang để làm rõ nghi ngờ của dương thái vi phan việt cho quân lính đào mộ kim lục lang và để cô chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi họ tìm thấy rất nhiều bạc trong bụng thi thể cùng với nửa miếng thẻ cực trị giá một nghìn lượng tiền cực của sinh tử phường từ đó suy đoán rằng trong khi hung thủ bắt kim lục lang nuốt bạc nhân lúc hắn không để ý kim lục lang đã nuốt nửa miếng thẻ cực này để lại manh mối hy vọng có người tìm ra chân tướng cái chết oan ủng của mình khi phan việt và dương thái vi về đến huyện nha người bạn cũ được cô cứu ở quán rượu cũng đã tìm thấy cô. Tại nơi để thi thể Dương Thái Vi, Phan Việt thừa nhận bản thân đã hại nàng. Quay lại Phan Phủ trước đó 2 tháng, Phan Việt đến chất vấn cha mình về cái chết của Dương Thái Vi. Phan Cẩn kể lại cho Phan Việt thảm kịch nhà họ Dương 10 năm về trước. Khi đó, Phan Cẩn là trợ thủ bên cạnh đình úy Dương Tế An, cũng là cha ruột của Dương Thái Vi. Một lần, Dương Tế An kể với Phan Cẩn ông nhận được một bức thư tố giác thế lực phản loạn lớn mạnh ngấm ngầm ẩn náu trong triều đình. Mọi manh mối nhắm về thành Hòa Dương, do đó, Đình Úy Dương Tế An ngầm điều tra Hòa Dương. Khi về đến kinh thành thì bị người khác hãm hại, lưu đầy đến lĩnh Nam rồi cả nhà bị giết tại đây. Sau khi Dương gia gặp nạn, Phan Cẩn lên chức đình úy, do sợ bị liên lụy, ông giả vờ không biết gì về tổ chức này và cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Dương. Phan Cẩn nói với Phan Việt, chính vì anh cứ cố chấp đi tìm, nên Dương Thái Vi mới bị tổ chức kia tìm ra và sát hại, diệt trừ hậu họa, khóc thương trước linh đường Dương Thái Vi, Phan Việt bị một toán quan binh vây đánh, anh bị đâm vào bên hông và ngất đi. Quay lại hiện tại, hành tung của phan việt bị theo dõi kẻ đứng đầu tổ chức thần bí ra lệnh cho thủ hạ giết phan việt gian cảnh giống như cái chết của người nhà họ dương nhiều năm về trước phan việt đến sinh tử phường lần theo manh mối kim lục lang để lại rồi gặp dương thái vi cũng đang ở đây do quy tắc nghiêm ngặt của sinh tử phường hai người cướp lệnh bài của hai người khách và cải trang thành khách quen để trà trộn vào trong họ được đưa vào một gian riêng trên lầu cao bên dưới là các cô nương ở trong một lồng gỗ lớn thi xem ai là người đánh thắng sói để khách đến chơi đặt cược trên lầu sau khi uống trà được sinh tử phường chuẩn bị Dương Thái Vi bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Cô đến chỗ trưởng quầy yêu cầu đổi nửa miếng thẻ cược một nghìn lượng thành tiền, thu hút sự chú ý của mọi người đến cá cược ở Sinh Tử Phường và buộc hung thủ giết Kim Lục Lang lộ diện. Sau khi kích động mọi người ở Sinh Tử Phường, Dương Thái Vi gặp ảo giác do chén trà cô đã uống trước đó, hôn nhẹ lên mặt Phan Việt. Phan Việt ở bên cạnh chờ cô uống nước giải độc trà. Dương Thái Vi ngại ngùng nhớ lại, cô chạy vào nhà xí chỉnh trang lại phục sức thì bất ngờ giáp mặt tên hung thủ nắm giữ nửa miếng thẻ cược còn lại. Trong lúc chạy khỏi hắn. Dương Thái Vi bị ngã xuống nơi các cô nương và con sói được thả vào, Phan Việt thả cước bay xuống đánh nhau với con sói và bị thương ở lưng. Hai người bắt được tên hung thủ giết thượng quan chỉ và Kim Lục Lang. Hắn thừa nhận mình đã giả làm Phan Việt, giết chết thượng quan chỉ và lợi dụng việc mẹ Kim Lục Lang bị mù, giả giọng Phan Việt để đổ tội cho anh. Đang lúc Phan Việt tra hỏi tên hung thủ về kẻ chủ mưu đằng sau sai khiến hắn sát hại thượng quan chỉ, tên này nuốt độc giấu sẵn trong răng tự sát. Trước khi chết, hắn muyền rủa Phan Việt đã đụng tới người không nên đắc tội và sẽ chết thảm hơn cả hắn phương chủ sinh tử phường thái thăng đến hiện trường cá cược rút ra con dao trên người vị cô nương đã chết một dao cứa cổ trưởng quầy ra lệnh cho thuộc hạ nội trong một canh giờ phải tìm ra phan việt và dương thái vi nếu không muốn có kết cục giống vị trưởng quầy nọ lúc này vị bằng hữu mà dương thái vi từng cứu cũng có mặt tại sinh tử phường đến báo nguy cho hai người rồi nhanh chóng rời đi dương thái vi đột nhiên nhớ ra điểm bất thường trên thi thể tên hung thủ nên quay lại kiểm tra nhìn những vết sẹo kỳ lạ trên người hung thủ Dương Thái Vi rạch mở lớp ra trên ngực hắn và tìm ra một tấm lệnh bài được giấu bên trong. Tấm lệnh bài có khắc chữ lục và hoa văn sóng nước quen thuộc Dương Thái Vi từng nhìn thấy lúc nhỏ. Cô nhớ đến lời cha mình năm đó, cũng từng vẽ ra hoa văn sóng nước giống hệt trên lệnh bài và nói rằng đó là ký hiệu của một tổ chức vô cùng tà ác, bí hiểm đã giết qua vô số người. Ông hy vọng sẽ từ từ bắt được những thành viên của tổ chức này và rồi tóm chọn cả ổ. Hồi tưởng lại khiến Dương Thái Vi nghi ngờ nguồn gốc tấm lệnh bài có liên quan tới cái chết của Thượng Quan Chỉ và cha mẹ mình. Lúc này, người của sinh tử phường đã tìm ra hai người chúng bắn tên liên tục vào trong phòng một trong số những mũi tên đó xuyên chúng vào người dương thái vi may thay mũi tên ghim chúng vào vị trí gần đai lưng nơi cô cất tấm lệnh bài phan việt bàn với dương thái vi về động cơ của phường chủ sinh tử phường anh đoán rằng hai hành tung của anh và dương thái vi đã bị theo dõi từ trước kẻ đứng sau muốn mượn cơ hội vu oan giá họa tạo hiềm khích giữa họ với sinh tử phường chủ thái thăng phan việt thăm dò thái độ của thái thăng sau một hồi rằng co nói chuyện phan việt tán thưởng thái phường chủ mong muốn dùng tính mạng của bản thân đặt cược với thái thăng nếu anh sơ sẩy bị bắt lại sinh tử phường sống hay chết bản thân sẽ tự gánh chịu nhưng nếu phan việt có thể rời khỏi sinh tử phường thái thăng phải đồng ý việc làm ăn của sinh tử phường về sau sẽ không lấy sống chết của con người ra để cược nữa sinh tử phường sẽ an phận thủ thường ngừng cùng huyện nhà đối chọi thái thăng cười khẩy đồng ý hắn cho phan việt thời gian trong vòng một nén nhang để viết di thư qua hết một nén nhang ván cược giữa họ sẽ chính thức bắt đầu phan việt trở vào phòng cùng dương thái vi nói qua kế hoạch thoát khỏi sinh tử phường là mục tiêu chính của ván cược phan việt sẽ phụ trách cầm chân lực lượng người của sinh tử phường để dương thái vi có thời gian đến phòng thái thăng tìm chiếc chìa khóa đuôi cá sau khi tìm được chìa khóa hai người sẽ lên nóc nhà gặp nhau một nén nhang qua mọi thức diễn ra theo kế hoạch của phan việt anh một mình đánh với đông đảo người của sinh tử phường dương thái vi tìm được chìa khóa đuôi cá trong phòng thái thăng phan việt và dương thái vi cùng chạy lên lầu chốt cửa bên trong phan việt tranh thủ thời gian giải thuốc nổ khi thái thăng và đám thủ vụ sinh tử phường phá cửa vào tới anh lập tức cho nổ tầng lầu nhân lúc hỗn loạn kéo theo dương thái vi nhảy qua vách nhà bị nổ lớn một lỗ ra bên ngoài hai người đáp xuống chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị sẵn rời khỏi sinh tử phường thái thăng thừa nhận bản thân đã thua cược để hai người phan việt và dương thái vi rời đi trên thuyền nhỏ mỗi người một suy nghĩ về phía phan việt anh nghi ngờ thượng quan chỉ trước mặt có nhiều điểm quá giống dương thái vi về tính cách cũng như hiểu biết về khám nghiệm tử thi còn dương thái vi lúc này cũng phân vân liệu có nên nói ra chân tướng hoán đổi hồn xác giữa cô và thượng quan chỉ cho phan việt trở lại huyện nha sau một đêm dương thái vi suy nghĩ về hoa văn sóng nước và những kẻ đứng đằng sau tổ chức này vết thương của phan việt do sói cào ở sinh tử phường bị lở loét nghiêm trọng dương thái vi nhớ ra trong đống son phấn của thượng quan chỉ có sinh cơ tán loại dược liệu có khả năng điều trị cho phan việt liền quay về tìm thuốc đến tư phòng phan việt thượng quan chỉ giúp anh bôi thuốc tình huống ngại ngùng phát sinh giữa hai người họ lúc này hầu cận của phan việt là a trạch mang theo thư của quận chúa vào phòng dương thái vi trên hành lang nghe thấy a trạch và thị nữ lăng nhi nói chuyện biết được phan việt từng vì mình mà đoạn tuyệt với nhà họ phan về hôn sự của phan việt và quận chúa dương thái vi định sẽ không xen vào để phan việt trở lại đúng với cuộc sống của anh cô đem ngọc bội định ước lúc xưa của mình và phan việt trôn xuống góc vườn phan việt trong mơ nhìn thấy thượng quan chỉ giật mình tỉnh giấc lo lắng bản thân bị ảo giác do dùng thuốc trị thương hai người dương thái vi và phan việt bắt đầu né tránh nhau tối đến Phan Việt tìm tới Bách Hoa Cung để hỏi cung chủ Bách Hoa Cung về tấm lệnh bài có hoa văn sóng nước kỳ lạ kia. Thanh đế cung chủ né tránh trả lời chưa từng nhìn thấy lệnh bài kỳ lạ này. Mặt khác đảm bảo vụ án Phan Việt giết vợ do phía Ngân Vũ lâu cáo trạng đã được dàn xếp ổn thỏa, chỉ chờ kỳ hạn 7 ngày đến. Về phía Dương Thái Vi, cô tìm đến chợ quỷ gặp Tiểu Sinh nhờ hỏi thăm về hoa văn sóng nước trên lệnh bài. Người bạn cũ A Giang mà Dương Thái Vi từng cứu cũng nhìn thấy cảnh cô trao đổi với Tiểu Sinh, nghi ngờ thân phận của vị tiểu thư này. A Giang tìm gặp Tiểu Sinh sau khi Dương Thái Vi rời đi. A Giang đe dọa Tiểu Sen, gặng hỏi về thân phận của vị tiểu thư thượng quan chỉ, nhưng bị Tiểu Sen trả lời lấp liếm cho qua. Thời hạn 7 ngày tra án đã tới, mọi người ở huyện Nha lo lắng cho Phan Việt, lúc này tứ đại gia tộc Hòa Dương cùng kéo tới công đường huyện Nha xem kết quả xử án của Phan Việt. Phan Việt cho dẫn hung thủ mà anh và thanh đế cung chủ đã dàn xếp trước ra, người được dẫn tới là thuộc hạ của Trần Hương chủ ngày trước. Giữa lúc các gia tộc giữ người vì kết quả của vụ án, một nhân vật khác trong lời đồn xuất hiện, thiếu chủ của Ngân Vũ Lâu, Trác Lan Giang, cũng chính là vị bằng hữu A Giang của Dương Thái Vi. Trác Lan Giang tới huyện đường, lập tức rút kiếm đâm vào vai tên thuộc hạ của Trần Hương chủ đang quỳ trước công đường, tra hỏi hắn về cái chết của Dương Thái Vi. Lúc này, Thanh đế đứng ra giải thích lý do đưa người ra chịu tội cho vụ án giết vợ của Phan Việt là nhằm duy trì mối quan hệ hòa bình giữa Phan Việt, phò mã tương lai và tứ đại gia tộc Hòa Dương. Trần Lan Giang nghi ngờ Phan Việt mới là hung thủ thực sự giết hại A Nhân Dương Thái Vi của mình, sau khi cùng Phan Việt đối chất vài câu, hai người rút kiếm kề cổ nhau. Thấy tình hình không ổn, Dương Thái Vi chạy ra trước can ngăn, tìm cách ám chỉ cho Trác Lan Giang biết bản thân vẫn còn sống. Trác Lan Giang lập tức nhận ra ân nhân cũ, chấp nhận kết quả vụ quan và bỏ qua cho Phan Việt. Thấy Trác Lan Giang rời đi, vụ án xem như kết thúc, tứ đại gia tộc dẫn theo người lần lượt rời khỏi huyện nhà. Phan Việt vừa nổi giận với Dương Thái Vi vì cô tự ý hành động, mặt khác sai A Trạch phái thêm nhân thủ tăng cường bảo vệ Dương Thái Vi do lo lắng cô đã bị các gia tộc để ý khi đắc tội Trác Lan Giang trên công đường. Để ăn mừng vụ án kết thúc, thị nữ Lăng Nhi vào bếp nấu món ngon cho tiểu thư nhà mình và mọi người trong huyện nha. Lúc này, Dương Thái Vi nhớ đến hẹn định giữa mình và vị bằng hữu A Giang ngày xưa. Chắc Lan Giang đã biết được thân phận thực sự của cô, nên cô quyết định theo như hẹn cũ tìm Chắc Lan Giang. Mặt khác, nội bộ tứ đại gia tộc Hòa Dương đã bắt đầu có lục đục. Phan Việt sâu chuỗi lại những sự kiện xảy ra xung quanh tứ đại gia tộc và bắt đầu cho thủ hạ tiếp xúc điều tra tế thiện đường. Dương Thái Vi xem xét lệnh bài mà cô đang giữ, muốn tìm hiểu ý ngữ chữ lục khác trên lệnh bài nên tìm đến phòng hồ sơ huyện Nha và tình cờ gặp Phan Việt ở đây. Dương Thải Vi nhớ về kỷ niệm ngày còn bé giữa mình và Phan Việt, nhớ lại khi Hoàng thượng ban hôn cho hai đứa trẻ ngày đó, thầm mỉm cười. Tại Ngân Vũ Lâu, Trác Lan Giang lệnh cho thủ hạ chuẩn bị lễ vật, định đưa tới cho Dương Thái Vi ở huyện Nha. Quay lại phòng hồ sơ huyện Nha, Dương Thái Vi và Phan Việt cùng nhau tìm kiếm hồ sơ có liên quan tới lệnh bài hoa văn sóng nước và tổ chức thần bí đến tận đêm. Bất ngờ, họ tìm ra được thêm thông tin về vụ án mạng Chu Mạnh Thị và vụ án hội đèn có đề cập tới hoa văn kỳ lạ trên lệnh bài. Sáng hôm sau, Phan Việt cho gọi một vị bổ khoái trong huyện nha đến hỏi chuyện về hai vụ án, về những tấm lệnh bài được tìm thấy ở hiện trường những vụ án này đang ở đâu. Bổ khoái cho biết những tấm lệnh bài này đều đê đề ớ bị trộm mất, nguyên nhân do sự thất trách của Tôn Phương, bổ khoái đứng đầu chịu trách nhiệm điều tra những vụ án này. Vì đó, Tôn Phương đã bị cách chức, rồi rời khỏi huyện nha, không còn liên lạc từ nhiều năm. Phan Việt lệnh cho cấp dưới tìm kiếm Tôn Phương một cách âm thầm. Trác Lan Giang đưa theo lễ vật tìm tới huyện nha cầu thân Dương Thái Vi, Dương Thái Vi tỏ ra khó hiểu và nói cần thêm thời gian tiếp xúc. Trác Lan Giang đồng ý. Mặt khác, Trác Lan Giang cũng phát hiện được Dương Thái Vi vẫn chưa nói với Phan Việt về thân phận thực sự của mình. Bèn công kích Phan Việt có thể vẫn chưa nhận được sự tin tưởng của Dương Thái Vi. Hai người đối đáp qua lại, Dương Thái Vi cũng nói rõ rằng mình coi trọng sự thật, hy vọng sớm ngày tìm ra hung thủ đứng sau cái chết của mình. Trác Lan Giang hứa sẽ hết sức giúp đỡ Dương Thái Vi khi cô cần rồi rời khỏi huyện nha. Hội đèn thành Hòa Dương sắp đến, Phan Việt quyết định tra lại vụ án có liên quan đến tổ chức kia đã đi vào ngõ cụt 5 năm trước. Anh ra hạn trước ngày diễn ra hội đèn sẽ cho ra kết quả vụ án. Tuy nhiên, các vị bổ khoái huyện nha phản đối việc Phan Việt lật lại án cũ. Dương Thái Vi theo lệnh Phan Việt, ở trước mọi người trong huyện nha giải thích lại sơ lược về vụ án năm xưa. Hòa Dương vốn giáp sông, theo truyền thuyết, dưới sông có thùng luồng bị thương nên không thể hóa rồng ra biển. Khi thấy có người nô đùa hay đi thuyền trên sông, thùng luồng sẽ kéo người xuống nước và hút cạn máu. Hạ chí hàng năm, Hòa Dương tổ chức hội đèn để tế bái, cầu cho thùng luồng phi thăng hóa rồng, không gây hại cho thành Hòa Dương nữa hội đen dần trở thành dịp lễ được dân chúng Hòa Dương rất mong chờ. Tuy vậy, bắt đầu từ 5 năm trước, và hội đèn mỗi năm của thành Hòa Dương các vụ án mạng liên tục xảy ra, nạn nhân đều có điểm chung. Thi thể đều được phát hiện tại rừng cây hoặc nơi hẻo lánh và tất cả trong tình trạng sặc máu nghẹt thở mà chết. Trên các thi thể này có vết thương ở huyệt thiên đột sâu từ 2 đến 3 tấc, tựa như dấu răng dã thú. Tuy vậy, bề mặt thương tích bằng phẳng, lại có màu xanh tím, xung quanh trắng nhợt không hề lưu lại vệt máu nào. Hiện trường không tồn tại dấu vết xô sát hay đánh nhau, không thấy được sự kháng cự trước khi chết của nạn nhân. Quan phủ tiến hành điều tra nhưng không thu được kết quả gì. Thậm chí có năm, huyện lệnh cho lượng lớn binh lính trà trộn vào dòng người đi chơi hội, mong muốn bắt được hung thủ. Tuy vậy, năm đó không một động tĩnh lại xuất hiện thêm ba người chết. Dân chúng đồn nhau, những người này chết là do bị thường luồng câu hồn đoạt phách. Mọi người theo lệnh Phan Việt chia nhau ra, đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân đã chết trong vòng 5 năm tổ chức hội đèn. Ra đến cửa huyện nha, Dương Thái Vi gặp Trắc Lan Giang, họ cùng nhau đi đến nhà nạn nhân đầu tiên trên xe ngựa dương thái vi kể lại cho chắc lan giang quá trình bị hoán đổi hồn sắc với thượng quan chỉ ở một nơi khác cô ung đường chủ của thái thiện đường đang gặp mặt một người đàn ông bí ẩn trên đường đến nhà các nạn nhân chắc thiếu chủ chia sẻ về những ngày đen tối của mình ba năm trước bị người của kim thủy lâu tính kế hại chết khiến anh từ kinh thành buộc phải quay trở về hòa dương để tiếp quản ngân vũ lâu để chôn vùi nỗi đau mất cha chắc lan giang ép mình trở nên lạnh lùng vô cảm tuy nhiên sau khi được dương thái vi cứu giúp anh cảm nhận được sự ấm áp và thấu hiểu từ cô được cô xem như bạn bè tại nghĩa trang cả hai uống rượu và tâm sự chắc lan giang thổ lộ rằng dương thái vi là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh nhờ có cô anh mới có thể tìm lại niềm vui nhưng khi nhắc đến việc cô đã bỏ lại anh một mình khi say rượu tại quán rượu a giang tỏ ra thất vọng và cảm thấy mình không bằng ai trong lòng dương thái vi thậm chí không bằng kẻ lừa đảo phan việt dương thái vi vội vàng giải thích rằng cô trân trọng tình bạn với chắc lan giang và việc cô công khai thân phận với tiểu sinh chỉ là vì cấp thiết muốn tìm lại sư phụ của mình Chắc Lan Giang nhấn mạnh rằng anh đã được Dương Thái Vi cứu sống, nếu cần, anh sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình cho cô. Tuy nhiên, Dương Thái Vi chỉ trích Giang về sự thường xuyên nhắc về cái chết, mong anh và cô có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Chắc Lan Giang gật đầu nói đã biết. Về phía Phan Việt, anh đến cửa hàng làm đẹp của gia đình Điền Hoa, nạn nhân cuối cùng của vụ án thùng luồng, chết vào một năm trước. Phan Việt hỏi chuyện các vị cô nương làm việc ở đây về Điền Hoa thiếu gia. Các cô nương vẻ mặt lo sợ, khẳng định Điền thiếu gia vốn hiền lành, chưa bao giờ có hiềm khích với kẻ khác, nhưng đáng tiếc người tốt lại bị thùng luồng cắn chết thảm. trong số các cô nương làm việc tại cửa hàng làm đẹp của Điền Hoa có một cô nương tên là Tiểu Thúy. sau một cuộc trò chuyện, Phan Việt tra được Tiểu Thúy có mối quan hệ bí mật với nạn nhân và được Tiểu Thúy tiết lộ sự thật về tính cách xấu xa của Điền Hoa. khi Điền Hoa chết, mọi người đều cho rằng đó là báo ứng của hắn, nhưng khi thấy quan phủ điều tra thì lo sợ bị liên lụy tới mình, bèn thông đồng nói dối. rời khỏi tiệm làm đẹp, Phan Việt và bổ khoái cùng đến hiện trường vụ án. Dương Thái Vi và Trác Giang Lan cùng rời đường Ngân Vũ, bắt gặp Tiểu Sen ba người nói rõ với nhau về thân phận Dương Thái Vi, hẹn cùng nhau uống rượu. Tại hiện trường vụ án, khi Phan Việt và Bổ Khoái đi cùng đang xem xét hiện trường thì nhìn thấy hai người đi thuyền trên con sông gần đó đang bị thứ kỳ lạ dưới mặt nước tấn công. Phan Việt lệnh cho Bổ Khoái cứu người, còn bản thân thì đuổi theo thứ kỳ lạ dưới mặt sông. Một người nào đó đang theo dõi Phan Việt. Ở quán rượu, Tiểu Xê nhắc nhở Dương Thái Vi cẩn thận với Trác Lan Giang. Phan Việt đã trở về huyện Nha, nghe Bổ Khoái đi theo báo lại Dương Thái Vi vẫn chưa về thì vừa tỏ ra không quan tâm trở về tư phòng xem xét lại những ghi chép về vụ án nhưng vẫn lo lắng cho dương thái vi cùng lúc này a trạch tiến vào thông báo đã mất dấu dương thái vi đột nhiên một cỗ thi thể được đưa đến huyện nha có dấu hiệu tương tự những nạn nhân đã chết vì ác giao phan việt ra lệnh lập tức tiến hành khám nghiệm thi thể người chết phan việt lại lệnh cho những người khác lập tức chia ra gọi dương thái vi trở lại mọi người đang định chia ra hành động chắc lan giang dẫn dương thái vi đã uống say về đến huyện nha phan việt cho mọi người lui về nghỉ ngơi Dương Thái Vi đưa ra bản ghi chép điều tra được chắc Lan Giang giúp đỡ hoàn thành cho Phan Việt xem, nhưng anh nói rằng bản thân đã lo lắng thừa thải, rồi rời đi. Nghe thị nữ kể lại Phan Việt lo lắng cho mình, Dương Thái Vi lộ ra vui vẻ. Phan Việt vì quá lo lắng, làm động đến vết thương. Ngày hôm sau, lời đồn về ác giao lan ra khắp Hòa Dương, người dân cho rằng do Phan Việt lật lại vụ án hội đèn lồng nên đã khiến ác giao tức giận, bắt đầu hại người. Tại huyện Nha, Dương Thái Vi thấy Phan Việt có vẻ không thoải mái khi viết chữ, Cô chấp hỗ trợ anh ghi chép vụ án dù bị Phan Việt từ chối. Đang lúc hai người viết lại quá trình tra án, một vị bổ khoái vào thông báo bá tánh Hòa Dương đang quỳ trước công đường khẩn xin Phan đại nhân dừng việc tra án. Kết quả khám nghiệm thi thể hôm qua được đưa tới, Trần Ngỗ tác báo lại rằng cái chết của người này giống hệt các nạn nhân trước đó chết vì ác giao. Phan Việt hỏi lại, người chết hôm qua, toàn thân bê bết máu, sao lại so sánh với cái nạn nhân trước đó, thi thể sạch sẽ. Dương Thái Vi cùng Phan Việt đến nơi lưu giữ thi thể, xem xét lại họ phát hiện ra một số điểm khác biệt trong thi thể mới nhất so với các nạn nhân trước. Họ bắt đầu nhận ra rằng có một lực lượng nào đó đang theo dõi, cố gắng ngăn chặn họ khám phá sự thật. Cuộc đối đầu giữa sự thật và sự giấu giếm ngày càng trở nên căng thẳng và nguy hiểm hơn. Động cơ của kẻ đứng sau giống hệt lần ở sinh tử phường, nhân cơ hội hỗn loạn, giết tiểu thiếp của Thái Thăng, tạo hiểm khích giữa Thái Thăng và Phan Việt. Ra khỏi phòng chứa thi thể, Phan Việt thấy mọi người ở huyện Nha đang cung tế giao thần, Trần Tam đưa ra lý do. Nói Phan Việt không nên tiếp tục điều tra nữa, mọi người ở huyện nha cũng đồng lòng ngăn cản phan đại nhân phan việt tỏ vẻ đồng ý tuy nhiên anh lệnh cho dương thái vi về thư phòng lấy 100 đồng tiền dựa vào tung tiền để quyết định có tiếp tục tra án hay không nếu cả 100 đồng đều có mặt chữ hướng lên trên vụ án vẫn sẽ được tiếp tục quyết bắt được hung thủ giả danh ác giao hại người ai nấy đều chắc rằng phan việt chỉ đang tìm cớ để dừng tra án tuy nhiên kết quả lại khiến mọi người kinh ngạc toàn bộ 100 đồng đều là mặt chữ phan việt nói rằng ý trời đã định anh chỉ còn cách tuân theo nếu có ai trong huyện Nha cố tình tung tin làm lung lạc lòng dân, gây cản trở vụ án sẽ bị phạt nặng. Ở đường Ngân Vũ, tỉ muội Tam cô nương gặp khó khăn khi buôn bán ế ẩm do xuất hiện thêm người chết vì ác dao, mà đường Ngân Vũ lại gần bờ sông vắng vẻ, chắc Lan Giang tìm tới gặp họ. Dương Thái Vi nói rõ sự khác biệt giữa thi thể vừa mới xuất hiện so với những nạn nhân trước đó, cùng Phan Việt và mọi người ở huyện Nha nghiệm lại xem giữa các nạn nhân có điểm chung nào khiến họ bị hung thủ nhắm tới. Mọi người cùng tra lại hồ sơ các vụ án có liên quan và đặt ra giả thuyết về một kẻ gây án có chấp niệm lớn đối với hội đèn lồng. Trong bếp của huyện nha, A Trạch đến phụ Linh Nhi chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Trong công đường, tất cả mọi người tập trung tra lại hồ sơ những vụ án cũ, nhận thấy Phan Việt không khỏe do vết thương trở nặng. Khi ăn cơm, Dương Thái Vi hỗ trợ gắp đồ ăn cho anh. Sự thân thiết giữa họ khiến mọi người trong huyện nha chú ý, khi vụ án đang đi vào bế tắc do huyện lệnh trước đây chép án quá sơ sài, chắc Lan Giang dẫn người tới huyện nha. chắc Lan Giang đưa con gái của Cường Thúc người đầu tiên chết do ác giao đến huyện nha mời mọi người uống đồ uống ướp lạnh anh chuẩn bị cho dương thái vi một bát mật ong lạnh dương thái vi vui vẻ nhận lấy thuận tiện lấy thêm một bát cho phan việt anh không nhận lấy ngay bát đồ uống dương thái vi đưa mà nhấc tay lấy bát có mật ong chắc lan giang làm cho cô phan việt khiêu khích chắc lan giang dương thái vi hiện vẫn là chức vụ phụ việc nhỏ của huyện nha chưa phải là thiếu phu nhân ngân vũ lâu chắc lan giang nói rằng bản thân không vội chỉ cần thành tâm kiên trì sẽ đạt được mọi điều sau khi cùng phan việt châm chọc lẫn nhau Trác Lan Giang nói Ngân Vũ Lâu sẽ ra sức hợp tác cùng Phan Việt và huyện nha tìm ra chân tướng vụ án hội đèn lồng vì muốn tìm ra ai là kẻ gây rối ở địa bàn làm ăn của mình. Phan Việt từ chối lời đề nghị hợp tác này. Tuy vậy, Trác Lan Giang vẫn khẳng định bất kể huyện nha có đồng ý hợp tác hay không, Ngân Vũ Lâu vẫn sẽ nhúng tay vào vụ án vì muốn giúp đỡ cho Dương Thái Vi. Dương Thái Vi tiễn Trác Lan Giang ra về, Phan Việt bên này hỏi thăm tình hình buôn bán của Tam Cô Nương, thì biết được chị em cô buôn bán không mấy khả quan do ảnh hưởng của lời đồn về ác giao, hội đèn đã dừng tổ chức người qua lại ban đêm cũng ít đi. Tam cô nương hy vọng huyện nha có thể sớm ngày làm rõ chân tướng. Khi nhìn vào dòng chữ bị gạch trên sạp hàng, nhận ra điều gì đó, Phan Việt hỏi Tam cô nương về quan hệ giữa cha con bọn họ trước khi cường thúc gặp nạn. Tam cô nương biết không giấu được, bèn thừa nhận nỗi hận đối với phụ thân. Lúc này, tiểu muội Sương Sương chạy ra giải thích thay tỷ tỷ. Cô bé kể rõ Tam cô nương lưu lạc từ nơi khác đến Hòa Dương và được cường thúc trên danh nghĩa là nhận nuôi nhưng thực chất là bắt cô làm khổ sai cho ông ta. Khi còn sống, cường thúc hay say xỉn và đánh đập xương xương tỷ tỷ chính là người luôn bảo vệ con bé so với tỷ tỷ cô bé còn căm hận người cha này hơn khi ông ta chết cả hai chị em đều cảm thấy nhẹ nhõm nghe xong chuyện của hai chị em xương xương phan việt phát hiện ra điểm chung của các nạn nhân đã chết những người này đều là kẻ thích bạo lực ngược đãi người khác do đó khi những người này chết mọi người xung quanh đều cho rằng ác giao thay trời hành đạo để quan phủ không tiếp tục tra án mọi người đều che giấu những tình tiết này từ những điều đã suy luận Phan Việt và Dương Thái Vi khoanh vùng được vụ án khả nghi về một người tên là Bát Gia. Bát Gia khi còn sống, ép trẻ em, nam nữ dưới trướng đi hành khất, tên này sau đó bị phát hiện chết trên con đường hẻo lánh gần sông. Từ manh mối này, Phan Việt phân phó mọi người đi tìm những đứa trẻ từng bị Bát Gia ép đi ăn xin. Phía ngân Vũ lâu, Trác Lan Giang cũng bắt đầu phân phó thuộc hạ điều tra người mua nhanh, xương động vật và những thợ che trúc lành nghề có khả năng làm giả hình dạng ác giao. Theo gợi ý của Phan Việt, Lưu Bổ khoái tra xét ở các tiệm cầm đồ, bắt giữ nhiều đứa trẻ ăn xin từng làm việc cho bắt ra. Nhờ lời khai của đám trẻ, Phan Việt dẫn theo người của huyện Nha tìm đến nơi chôn cất thi thể bắt ra, tiến hành quật mộ, khám nghiệm tử thi. Trong quá trình khám nghiệm thi thể bắt ra, sự quen thuộc với nghĩa trang và hiểu biết về khám nghiệm tử thi của Dương Thái Vi khiến Phan Việt nghi ngờ. Thi thể bắt ra được đưa về huyện Nha tiếp tục kiểm tra. Trên đường về huyện Nha, hai người Phan Việt và Dương Thái Vi cùng nhau xuống xe đi dạo. Nhìn thấy quả trước đắng sau ngọt trên đường, Dương Thái Vi ăn thử rồi chia cho Phan Việt, rồi cùng ngắm cầu vồng sau mưa. Về đến huyện nha, Dương Thái Vi tự mình khám nghiệm lại thi thể và phát hiện sự bất thường liền nghĩ ra cách giả làm tổ sư gia của Trần Tam. Mỗ tác của huyện nha, cô để lại một mảnh giấy chỉ ra sự bất thường của thi thể trong phòng Trần Tam. Sớm ngày hôm sau, Trần Tam đến báo cáo với Phan Việt về phát hiện của bản thân, tuy nhiên không đưa ra được lời giải thích về hung khí gây ra vết tích trên người nạn nhân. Dương Thái Vi giúp hắn đưa ra gợi ý về hung khí gây án, Phan Việt yêu cầu cô vẽ lại và giải thích cách sử dụng loại binh khí này cho mọi người. Khi Dương Thái Vi vẽ và giảng giải cách dùng loại binh khí này giết người, các bổ khoái trong huyện Nha lên tiếng cười nhạo cô. Tuy nhiên, Phan Việt khá tin tưởng suy đoán của Dương Thái Vi, cả hai cùng đi kiểm chứng suy luận của cô. Hai người đến nhà lao, nơi giam giữ nhiều tội phạm nguy hiểm của Hoa Dương hỏi thăm về loại binh khí Dương Thái Vi đã vẽ. Tại đây, một tù nhân nhận ra hình dáng huyết kiếm, chính là loại binh khí được Dương Thái Vi vẽ ra trong tranh. Người này kể lại đã từng gặp một sát thủ sử dụng huyết kiếm trên đường cùng huynh đệ đi cướp ở vùng núi phía nam sát thủ này dùng huyết kiếm giết huynh đệ hắn đoạt mệnh kẻ khác dùng máu nuôi kiếm may mắn thay người này thoát được phan việt cho dương thái vi biết kẻ sử dụng huyết kiếm có thể là cố ung đường chủ của tế thiện đường tình nghi cố ung phan việt điều tra được ông ta vốn là kẻ coi trọng bề ngoài rất để ý chuyện ăn mặc và thường cho người đến nơi khác mua sắm phung phí anh cho dương thái vi xem sổ thu chi của cố ung mà bản thân đã tra được theo sổ thu chi cố ung dùng các giao dịch mua bán của tế thiện đường ngụy trang cho việc mua bán mạng người do có nhiều điểm nghi vấn Phan Việt định đến gặp Cố Ung. Bên phía Trác Lan Giang cũng thu được một số manh mối về thợ mộc mất tích và một kẻ mua bán xương sườn, xương đùi của châu ngựa liên quan tới tế thiện đường. Thuộc hạ dưới trướng Trác Lan Giang khuyên ngăn anh nếu tiếp tục điều tra, có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tứ đại gia tộc. Trác Lan Giang vẫn cương quyết điều tra Cố Ung đến cùng. Ở huyện Nha, Phan Việt sắp xếp đến gặp Cố Ung, còn giao cho Dương Thái Vi cùng Lưu Bổ Khoái tra xét về lệnh bài sóng nước bí ẩn. Lưu Bổ Khoái cùng Dương Thái Vi đến gặp Tôn Bổ Đầu chịu trách nhiệm chính tra án, nhưng từng bị cách chức do không làm tròn chức trách năm đó vị bổ đầu hòa dương thành năm đó hiện chỉ là một tiểu nhị nhỏ ở khách điếm tôn phương kể lại về chiếc lệnh bài năm đó dưới áp lực của tứ đại gia tộc khi ông gấp rút tìm kiếm manh mối vụ án biết được tấm lệnh bài là vật chứng quan trọng mà hung thủ làm rơi ở hiện trường tôn phương cho tăng cường phòng bị trong ngoài huyện nha song vẫn bị một kẻ bịt mặt trẻ tuổi dáng người không cao nhưng võ công thì cao cường đến cướp mất lệnh bài mặt khác trác lan giang và phan việt đồng thời cải trang đến tế thiện đường điều tra cố ung và gặp nhau bên trong tế thiện đường là cảnh tượng mua bán lấy cớ tìm người thực chất là họp chợ giết người thuê phan việt nói với chắc lan giang sau khi kết thúc vụ án anh sẽ cho tịch biên tế thiện đường hy vọng ngân vũ lâu sẽ không can thiệp chắc lan giang đồng ý vào sâu bên trong tế thiện đường phan việt và chắc lan giang đồng thời yêu cầu được gặp cố ung đường chủ bàn chuyện làm ăn lớn thuộc hạ tiếp đón hai người ra giá 500 lượng thì sẽ gặp được cố ung chắc lan giang đồng ý nêu ra yêu cầu cần tìm một vị quan viên chính là huyện lệnh hòa dương phan việt Trác Lan Giang và Phan Việt được mời vào phòng riêng, gặp được cô Ung, đường chủ tế thiện đường. Cô Ung sửa lời đón tiếp hai người họ, nói rằng trong họ có hơi quen mắt. Phan Việt nói, như thế càng chứng minh bọn họ có duyên gặp gỡ làm ăn. Theo giá cô Ung đưa ra, chắc Lan Giang lập tức trả 500 lượng bằng vàng cho tế Ung nói rõ muốn giúp Phan Việt. Cô Ung nhìn thấy tiền lập tức nhận lời, Phan Việt hỏi cô Ung tại sao không hỏi nguyên do bọn họ muốn giúp Phan Đại Nhân. Cô Ung nói tôn chỉ của tế thiện đường là giết người hóa giải thủ oán, giúp thiên hạ thái bính, không hỏi nguyên do. Đồng thời, nói thêm, tế thiện đường có thể chiều theo ý muốn khách hàng, cách giết người nào cũng làm được. Tuy nhiên, muốn lựa chọn những chiêu trò giết người này thì cần phải thêm tiền. Phan Việt lập tức ra giá thêm 500 lượng để cố ung giết anh bằng thanh huyết đao, giống như những vụ án người chết ở hội đèn lồng từ 5 năm trước. Khi bước đến gần cố ung giao tiền, Phan Việt cố tình đạp lên mũi giày ông ta. Nghe thấy lời đề nghị của Phan Việt, cố ung tỏ vẻ huyết kiếm không liên quan đến những vụ án kia, có lẽ do ai đó cố ý đồn đãi, còn ông ta đã rửa tay gác kiếm từ rất nhiều năm rồi. Phan Việt nghe xong, liền vạch trần Cố Ung trước mặt là giả mạo, yêu cầu Cố Ung thật ra gặp mặt. Bị vạch trần, Cố Ung giả tìm cớ rút xuống, thì bị Phan Việt giữ lại, lột xuống tấm mặt nạ của kẻ này. Chắc Lan Giang cũng cảm thấy bất ngờ, hỏi Phan Việt làm sao phát hiện được Cố Ung là giả mạo. Phan Việt nói Cố Ung đường đường là cao thủ trốn giang hồ, khi nói chuyện với họ lại chẳng chút phòng bị, chân lại rất to, bước đi kỳ quái, hơn nữa, trong những ghi chép mua sắm anh điều tra được của Tế Thiện Đường, mọi vật phẩm như giày dép áo quần đều được mua hai đôi từ đó chắc chắn rằng kẻ trước mặt là đồ giả giữa lúc kẻ giả mạo cố ung gọi thêm thủ hạ đến định xử lý hai người phan việt và chắc lan giang cả hai giật xuống lớp hóa trang của nhau công khai thân phận thực sự cả hai người được thủ hạ của tế thiện đường mời vào gian phòng bên trong lúc này mới gặp được cố ung thật sự chắc lan giang chất vấn cố ung lừa dối coi thường ngân vũ lâu giấu mặt thật khi các đại gia tộc gặp nhau cố ung giải thích là do giết người vô số nên việc giấu đi mặt thật là để đề phòng kẻ khác trả thù tuy nhiên mỗi kẻ mang danh cố ung đến hội họp đều truyền đạt đúng những gì ông ta muốn truyền đạt tới ngân vũ lâu phan việt bắt đầu hỏi cố ung về huyết kiếm ông ta nói huyết kiếm là bí mật gia truyền của cố gia không truyền cho người ngoài cố ung cũng nói rằng đã biết mục đích của phan việt và chắc lan giang tìm ông ta là gì phủ nhận có liên quan tới vụ án hội đèn phan việt yêu cầu cố ung cho xem huyết kiếm cố ung gọi người hầu mang huyết kiếm ra và giải thích cách kiếm hoạt động cho phan việt và chắc lan giang Phan Việt và Trác Lan Giang liên tục gặng hỏi Cố Ung về vụ kỳ án ác giao nhiều ăn trước. Tuy nhiên trước những câu hỏi và lời buộc tội của hai người, Cố Ung đều khẳng định mình không hề liên quan đến vụ án. Để chứng minh cho lời nói của bản thân, Cố Ung đưa ra bàn tay phải đã bị kẻ thù cắt đứt gân mạch từ mười mấy năm về trước, mà khi hội đèn bắt đầu xảy ra án mạng, ông ta cũng đã đón trước được bản thân sẽ bị vu oan, do đó cũng đã từng tự đi xem qua thi thể và thấy được hung thủ thực sự là kẻ dùng tay phải. Điều Cố Ung nói, trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi mà Dương Thái Vi từng cùng Phan Việt thảo luận. Phan Việt lại tiếp tục hỏi thêm rằng cố gia, ngoại trừ cố ung còn có người khác biết dùng huyết kiếm hay không. Cố ung nói rằng con trai mình, cố Sam cũng biết sử dụng thanh kiếm này, tuy nhiên cố Sam 5 năm về trước đã chết vì bệnh và chắc Lan Giang cũng biết chuyện này. Chắc Lan Giang xác nhận, sau khi tra vấn xong, Phan Việt và chắc Lan Giang xin phép cáo tử. Hai người vừa quay người ra cửa, tuân theo quy tắc làm ăn của tế thiện đường, đã nhận tiền và yêu cầu của hai người, cố ung đã dùng tay trái cầm kiếm định lấy mạng phan việt chắc lan giang chắn trước phan việt nói bản thân đã đổi ý muốn để phan việt sống cố ung cùng hai người phan việt và chắc lan giang rằng co căng thẳng chắc lan giang lấy tính mạng của anh ra uy hiếp cố ung nề mặt quan hệ giữa tứ đại gia tộc cố ung không hoàn lại tiền để hai người rời đi trên đường ra khỏi tế thiện đường hai người gặp phải một vị phu nhân tinh thần điên loạn liên miệng nói cố ung là hung thủ tên thuộc hạ giả mạo cố ung trước đó giải thích rằng vị phu nhân này kể từ khi con trai bà cố sa mất thì không chịu nổi đà kích nên mới trở nên như vậy trở lại huyện nha hai người cùng dương thái vi thảo luận về lời khai của cố ung và những gì họ đã chứng kiến ở tế thiện đường phan việt nói rằng những điều cố ung kể với họ đã loại trừ khả năng ông ta là hung thủ tuy nhiên chắc lan giang vẫn nghi ngờ vị đường chủ này của tế thiện đường anh cho rằng những điều ông ta kể với họ có thể chỉ nhằm rời lực chú ý của họ mà thôi người biết được chân tướng thật sự có thể là vị cố phu nhân thần trí đã không còn thanh tỉnh kia tuy nhiên rất khó để bọn họ có thể hỏi thăm vì nàng đã điên rồi nhìn thấy dương thái vi và chắc lan giang thân thiết cùng nhau đi ăn trước trong lúc về phòng đổi y phục phan việt cùng a trạch nói chuyện a trạch chỉ ra lẽ nào phan việt cũng thích dương thái vi anh liền lập tức bác bỏ rồi lại tưởng tượng ra cảnh dương thái vi sau khi kết hôn cùng chắc lan giang trở thành thiếu phu nhân ngân vũ lâu sẽ ỷ thế lên mặt bên này dương thái vi nói với chắc lan giang cô muốn có cơ hội tiếp xúc với vị phu nhân điên trong tế thiện đường do có kinh nghiệm ở cùng sư phụ điên của mình nhiều năm không chừng cô có thể hỏi ra manh mối lúc này Phan Việt cũng đã đổi xong y phục, cùng hai người vừa ăn vừa bàn kế hoạch. Chắc Lan Giang chịu trách nhiệm dụ Cố Ung ra khỏi tế thiện đường, còn Phan Việt sẽ cùng Dương Thái Vi vào trong tìm gặp Cố phu nhân. Tối đến, đúng như kế hoạch, Chắc Lan Giang vì giữ chân Cố Ung, tìm tới tế thiện đường, dùng rượu muốn tạ tội với ông ta, anh cũng đề ra yêu cầu Cố Ung kể về cái chết của cha mình năm xưa. Dương Thái Vi và Phan Việt lẻn vào trạch viện nơi Cố phu nhân ở, thấy được nô tỳ của Cố ra ép bà uống thuốc. Dương Thái Vi cho rằng, Cố ung cho phu nhân của mình dùng thuốc để làm bệnh tình của bà nặng hơn. Theo dõi cố phu nhân, Phan Việt và Dương Thái Vi tình cờ phát hiện ra một địa lao ngầm trong hoa viên Cố gia. Tại đây, hai người tìm thấy hình ảnh vẽ trên tường trùng khớp với vết thương lấy mạng của các nạn nhân trong vụ án hội đèn. Đồng thời, dựa vào dây xích đứt trên đất và vết máu trên nền đất, họ suy đoán địa lao bí mật này từng giam giữ một người nào đó không tầm thường. Người này tuy bị xích sắt xích lại, nhưng lại giật đứt thoát được ra khỏi địa lao. Nhìn thấy vết máu trên đất do cào cấu, vùng vẫy để lại phan việt chợt nhớ lại một mảnh ký ức xưa khi anh còn bé cũng từng bị cha mình trói nhốt lại dương thái vi cũng nhớ đến năm đó để nhanh trấn an phan việt cô đọc lên bài thơ ngày nhỏ phan việt dần bình tĩnh lại nghi ngờ hỏi liệu người bên cạnh có phải là người anh vẫn luôn thường nhớ phan việt dần lấy lại bình tĩnh hỏi dương thái vi có phải khi anh kích động là cô luôn ở bên hay không dương thái vi nói vốn trong địa lao cũng chỉ có hai người thôi dương thái vi cảm thương cho cuộc sống của phan việt những năm qua phía chắc lan giang anh hỏi vì sao khi cha mình còn sống được biết hai người là bằng hữu thân thiết nhưng gần như không hề thấy cha anh và cố ung có qua lại lấy cớ cha chắc lan giang đã không nói cho anh biết nguyên do cố ung tôn trọng bằng hữu đã khuất nên cũng sẽ giữ kín chuyện xưa không nói gì thêm giờ hẹn đã qua lâu mọi người theo kế hoạch rời tế thiện đường lúc dương thái vi và phan việt định ra khỏi địa lao bí mật vị cố phu nhân kia cầm theo thực hạp tiến vào hai người liền tìm chỗ ẩn nấp nhìn thấy cố phu nhân nói chuyện một mình với khoảng không gọi con trai cố sam hãy nhận tội với cố ung dù sao họ cũng là máu mủ Cô Ung sẽ tha cho con trai mà thôi. Cô Ung trở lại tìm phu nhân, nhưng bà đã không còn trong phòng. Ông ta lập tức cho người tìm kiếm. Lúc này, hầu cận tới bẩm báo cho ông ta đã phát hiện ghi chép mua sắm và việc mua bán xương động vật của tế thiện đường bị người điều tra. E là chuyện tế thiện đường làm giả ác giao đã bị lộ. Cô Ung hiểu ra kế hoạch kéo dài thời gian của nhóm Phan Việt, lệnh cho thuộc hạ tìm được Phan Việt trong phủ thì lập tức xuống tay. Chắc Lan Giang theo hẹn tới quán rượu thì chỉ thấy có mình Tiểu Sen ở đó. Hai người lại cãi nhau không ai nhường ai sau khi nghe chắc lan giang gọi toàn món dương thái vi thích tiểu sinh nhận ra chắc lan giang có tình cảm với dương tỷ tỷ của mình tiểu sinh nắm bắt cơ hội đề nghị giao dịch với chắc lan giang bản thân cô sẽ giúp tác hợp chắc lan giang với dương thái vi đổi lại chắc lan giang phải trả công cô bằng thanh kiếm của anh hai người lập thành giao dịch trong tế thiện đường thị nữ tìm được cố phu nhân trong căn địa lao liền dẫn bà ra ngoài phan việt và dương thái vi đã biết được kẻ từng bị nhốt ở đây là cố sam và người này vẫn chưa chết mà đã thoát khỏi địa lao hai người cũng định rời khỏi đây tuy nhiên họ phát hiện ra cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài, khói độc bắt đầu được phun vào. Trong quán rượu, nhận thấy đã qua giờ hẹn quá lâu mà Dương Thái Vi vẫn chưa đến, Tiểu Sinh và Trác Lan Giang trở về huyện nha tìm cô. Khói độc bao trùm căn địa lao, Phan Việt và Dương Thái Vi bộc bạch với nhau về sự hối hận khi đến Hòa Dương trả án. Phan Việt nói rằng, nếu anh không cố chấp tới Hòa Dương, có lẽ Dương Thái Vi đã không phải chết. Lúc này, Dương Thái Vi định nói ra thân phận thật sự với Phan Việt thì dần ngất đi. Phan Việt phát hiện trong căn địa lao có lối thông gió, ra sức đấm vào phiến đá che lấp, làm vỡ phiến đá, đưa Dương Thái Vi cùng trở lại huyện nhà. Chắc Lan Giang lo lắng, định đi tìm hai người họ, thì thấy Dương Thái Vi suy yếu được Phan Việt đưa về. Khuya đến, Phan Việt đến trước cửa phòng Dương Thái Vi định gõ cửa thì rời đi. Anh tìm đến vườn đào, nơi cất giữ thi thể thê tử của mình uống rượu. Nhớ lại thời gian hai tháng trước đó, khi anh còn bị giam ở Đại Lao Kinh Thành do từ chối hôn sự với Quận Chúa. Khi này, Quận Chúa và anh lập một giao kèo quận chúa yêu cầu anh phải tra ra chân tướng cái chết của Dương Thái Vi và Dương gia 10 năm về trước, từ đó tìm ra kẻ mưu đồ bất chính đang ẩn náu trong triều. Đổi lại, quận chúa sẽ giúp Phan Việt ra khỏi nhà lao và nói đỡ lời với hoàng thượng. Quay lại thực tại, Phan Việt cảm thấy hổ thẹn, phụ lòng tin của quận chúa và các bằng hữu tin cậy mình, vì án oan của Dương Thái Vi và Dương gia vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau thao túng. Thế lực ngầm trong triều vẫn chưa biết kẻ chủ mưu mà bản thân lúc này lại có tình cảm không nên có với thượng quan chỉ. Tế thiện đường chủ, cố ung đang ở một căn hầm bí mật, cùng người đàn ông bí ẩn nọ nói chuyện. Cô ung trách người này, hành tung của họ bị phát giác là do chắc Lan Giang góp phần giở trò. Người này đáp trả, cũng vì cô ung làm việc quá nóng vội, khiến Phan Việt tìm ra manh mối và biết được cô Sam còn sống. Hai lão già bàn nhau, trước mắt, bằng mọi cách phải tìm ra cô Sam, kẻ đang nắm giữ lệnh bài của tổ chức trước Phan Việt. Ở chợ quỷ, tiểu sinh cầm theo kiếm, giả danh chắc Lan Giang, đi đòi lại sạp vòng ngọc đã bị tịch thu. Hành động của tiểu sinh bị một người âm thành quan sát. Trở lại huyện Nha Hòa Dương, sau khi nhận ra sự để ý của bản thân đối với thượng quan chỉ hiện tại phan việt tạo khoảng cách với cô mặt khác họ nói cho mọi người ở huyện nha biết về cố sam và bắt đầu phân phó các vị bổ khoái binh lính huyện nha chia ra tìm kiếm người này dương thái vi lo lắng có kẻ mật thám trà trộn trong huyện nha song phan việt vẫn quyết định nói chuyện cố sam ra để huy động thêm người tìm kiếm mọi người nghĩ ra cách dẫn dụ cố sam tìm tới giết người tổ chức hội đèn lồng trở lại chọn ra một kẻ ưa bạo lực làm mục tiêu để cố sam chú ý và đề giết tuy vậy chỉ còn chưa tới ba ngày là hạ trí bắt đầu dương thái vi lo lắng không kịp chuẩn bị cho hội đèn lồng lúc này trác lan giang bước vào huyện nha đề nghị để ngân vũ lâu được góp sức tổ chức hội đèn lồng lần này một vấn đề khác được đặt ra là làm sao để xóa bỏ nỗi ám ảnh của dân chúng đối với ác giao để họ cũng tham gia vào lễ hội phan việt đưa ra ý kiến gián cáo thị cho nhân dân hòa dương biết rằng ác giao đã bị diệt trừ đồng thời dương thái vi nghĩ ra cách để lôi kéo dân chúng tích cực tham gia chính là để một người có sức hấp dẫn được nhiều người mến mộ đứng ra đảm nhiệm việc gặp gỡ tương tác với nhân dân. Sợ bị Phan Việt từ chối, Dương Thái Vi khiêu khích vừa nói rằng chắc Lan Giang chính là nhân vật phù hợp nhất cho vị trí này. Phan Việt liền cau mày, cho rằng danh tiếng khát máu của chắc Lan Giang có thể khiến dân chúng sợ hãi hơn, gây tác dụng ngược cho kế hoạch. Hiểu được tính cách hơn thua của Phan Việt, Dương Thái Vi khiến anh dễ dàng đồng ý trở thành nhân vật thu hút sự chú ý của nhân dân trong sự kiện hội đèn lồng năm nay. Thấy người của huyện Nha Gián cáo thị đã diệt được ác giao, cùng Ngân Vũ Lâu tổ chức hội đèn lồng. Ở một góc chợ, cùng tên Hầu Cận ở Tế Thiện Đường, cố sam lộ diện chuẩn bị ra tay tiếp tục giết người hành vi lợi dụng danh phận chắc thiếu chủ ngân vũ lâu đi lừa tiền trợ quỷ của tiểu sinh bị báo lại với chắc lan giang chắc lan giang bắt được tiểu sinh đang hí hửng chôn cất đống bạc cô đi lừa được trong rừng hai người đang nói chuyện thì bị tập kích bởi một đám cao thủ đeo mặt nạ tiểu sinh suýt bị chúng ám kích của đám người này may mắn được chắc lan giang bắt lấy nhìn lại món đồ trên tay chắc lan giang lộ vẻ kinh ngạc tiểu sinh trả lại kiếm cho chắc lan giang lúc này thuộc hạ của chắc lan giang đánh xe đến cứu hai người đám người bí ẩn vẫn đuổi theo sát xe ngựa của nhóm chắc lan giang và tiểu sinh kế hoạch dẫn dụ cố sam được tiến hành a trạch và linh nhi tiến hành diễn tập a trạch đảm nhiệm trọng trách làm kẻ thích bạo lực trở thành mục tiêu để cố sam tìm đến tuy nhiên a trạch vốn lương thiện chính trực diễn xuất quá tệ khó mà lừa được cố sam dương thái vi liền nhắm tới lưu bổ khoái cho nhiệm vụ này để lưu bổ khoái đồng ý dương thái vi đưa cho vị này ít bạc nhóm tiểu sinh và chắc lan giang sau khi bị truy đuổi bởi nhóm người bí ẩn đeo mặt nạ đã tạm lánh vào một gian trạch viện an toàn trong rừng trúc. Tiểu Sinh trách vì chắc Lan Giang mà mình mới gặp phải chuyện nguy hiểm. Chắc Lan Giang đáp trả nếu không tại Tiểu Sinh giả danh anh đi lừa gạt khắp chợ quỷ, anh đã không phải tự mình đi tìm cô, rồi gặp đám người tấn công họ. Chắc Lan Giang còn nghi ngờ Tiểu Sinh là đồng bọn của đám đeo mặt nạ, cố tình dẫn dụ anh vào chợ quỷ. Tiểu Sinh phản bác là chắc Lan Giang tự tìm tới cô, bản thân cô còn chẳng biết sẽ gặp phải anh ở chợ quỷ, mắng chắc Lan Giang không đáng mặt đàn ông. Thuộc hạ của Ngân Vũ lâu đến bẩm báo với chắc Lan Giang, đã điều tra được đám người đeo mặt nạ là người của Kim Thủy Bang. Bọn họ phát hiện được hình xăm thần lằn cá đuôi bảng trên thi thể một trong số những kẻ này ở ven sông chợ quỷ. Ngoài ra, thuộc hạ của Trác thiếu chủ còn tìm thấy một phong thư hẹn gặp anh ở chợ quỷ vào đầu giờ chiều. Sau khi đọc lời nhắn trong thư, Trác Lan Giang khẳng định Ngân Vũ lâu có nội gián. Tiểu Sinh cũng đồng tình. Toàn bộ thuộc hạ Ngân Vũ lâu cùng nhau quỳ xuống đề nghị để giữ an toàn, Trác Lan Giang nên tạm lánh lại vài ngày ở trạch viện. Dưới sự cương quyết của các thuộc hạ, Trác Lan Giang đành đồng ý tiểu Sinh lúc này cho rằng bản thân không liên quan đến ân oán của ngân vũ lâu định rời khỏi trạch viện tuy nhiên một trong số thuộc hạ ngân vũ lâu rút kiếm đe dọa do nghi ngờ cô có liên quan đến vụ tấn công này cũng như biết được căn cứ ẩn náu của ngân vũ lâu buộc tiểu sinh cũng phải cùng ở lại trạch viện lúc này chắc lan giang lệnh cho thủ hạ thả tiểu sinh đi hào cảm của tiểu sinh đối với anh cũng trở nên tốt hơn trong phủ huyện nha phan việt nhìn thấy dương thái vi và linh nhi thì lập tức trốn tránh dương thái vi cũng nhận được thư của Trác thiếu chủ nhắn rằng trong bang nhiều việc tạm thời không tiện gặp mặt, hẹn hôm sau sẽ đến giúp Dương Thái Vi và Phan Việt. Trong căn cứ ẩn náu của Ngân Vũ lâu, Tiểu Sinh cũng quyết định ở lại sau khi suy tính rõ ràng vì an toàn của chính mình. Tiểu Sinh hỏi Trác Lan Giang lý do anh tin tưởng cho cô đi. Trác Lan Giang nói rằng vào lần đầu họ gặp nhau ở chợ quỷ, tuy vô cùng sợ hãi anh, nhưng Tiểu Sinh vẫn quyết giữ bí mật về thân phận Dương Thái Vi, không bán đứng bạn bè. Tiểu Sinh cùng Trác Lan Giang trò chuyện về căn trạch viện họ đang tạm trú. Trác Lan Giang kể cho cô lúc nhỏ đã được cùng cha anh tới xây dựng nơi này. Đồng thời, khi tiểu sinh hỏi về lời đồn chắc Lan Giang lấy máu người của Kim Thủy Bang nhộn đỏ cả dòng sông có phải là thật không? Anh thừa nhận vì thủ đoạn hèn hạ của bọn chúng, bản thân đã giết rất nhiều người của Kim Thủy Bang. Nhớ lại, sự việc Kim Thủy Bang mượn cớ gặp mặt, dùng dầu hỏa thiêu cháy cha mình không còn xương cốt. Thiếu niên chắc Lan Giang năm đó chuẩn bị vào thái học ở Kinh Thành, buông bỏ việc cầm bút, một đường về hòa dương, cầm kiếm, báo thủ cho cha. Nghe chắc Lan Giang bộc bạch, tiểu sinh hỏi anh, nếu năm đó chắc Lan Giang ra tay tiêu diệt Kim Thủy Bang, thì sao người của kim thủy bang có thể truy sát họ hôm nay chắc lan giang nói rằng chúng là tàn binh bại tướng năm đó khi chắc lan giang điều tra bọn người này manh mối dẫn về giang nam tuy nhiên khi tới hòa dương hành tung của chúng lại bốc hơi không dấu vết hai tháng gần đây chúng xuất hiện trở lại tiểu sinh cũng xác nhận mốc thời gian dương thái vi gặp nạn cũng vào tầm hai tháng trước đó chắc lan giang quyết tìm ra bọn tàn dư kim thủy bang trả đủ thủ cũ hận mới hội đèn lồng chính thức diễn ra người dân hòa dương nô nức đi chơi hội dòng người vây xem xe hoa của Phan Việt. Cô Sam cũng lẫn trong dòng người quan sát, chắc Lan Giang lợi dụng sơ hở của thủ vệ Ngân Vũ Lâu, dẫn theo tiểu sinh ra khỏi trạch viện. Chắc Lan Giang phối hợp với thủ hạ Tâm Phúc gài bẫy, dụ được đám tàn dư kim thủy bang lộ diện, đồng thời bắt được tên nội gián đang ở trong Ngân Vũ Lâu. Sau khi lệnh cho thủ hạ đưa đám người kim thủy bang cùng tên nội gián về Ngân Vũ Lâu, chờ xử lý. Tiểu sinh cùng chắc Lan Giang đến hội đèn lồng, giúp đỡ Dương Thái Vi. Ngoại trừ Ngân Vũ Lâu, đường chủ ba đại gia tộc còn lại đang tụ họp, nghị luận về hội đèn lồng hội đèn lồng thu hút được không ít các cô nương đang vây kín chờ phan việt ném tú cầu trên lầu một quán rượu gần nơi tổ chức ném tú cầu phan việt nhìn thấy cố ung nâng chén rượu mời mình người đảm nhiệm vai diễn kẻ bạo lực lưu bổ khoái đúng lúc này lại bị đau bụng tú cầu được ném ra đã có chủ cô nương trẻ tuổi vui vẻ chạy lên cầu lúc này dương thái vi cầm theo roi ra bước lên cầu gây hấn với phan việt và vị cô nương nọ thu hút sự chú ý của đám đông vây xem diễn xong vai diễn kẻ bạo lực dương thái vi nghênh ngang rời đi khi thấy dương thái vi chỉ còn lại một mình cô sam lộ diện định ra tay lấy mạng cô may mắn chắc lan giang đến kịp lúc đánh gãy đòn tấn công của hắn khiến tên này tạm thời ngất đi phan việt cũng cùng lúc dẫn người của huyện nha đến nơi lo lắng cô ung tìm tới giết người diệt khẩu phan việt lệnh cho a trạch đưa cô sam đến y quán chữa trị canh gác nghiêm ngặt trên lầu cao cô ung nhìn thấy cảnh này tức tối quay vào trong bắt được cô sam mọi người vui vẻ cùng nhau đi chơi hội thấy dương thái vi và chắc lan giang thân thiết phan việt không vui viện cớ rời đi trước. Chắc Lan Giang cũng chào tạm biệt Dương Thái Vi, nói phải đi treo hoa đăng, nói rõ lòng mình với người anh thích, mời Dương Thái Vi đến xem anh thả đèn tỏ tình. Tiểu sinh ánh mắt thoáng buồn, còn Dương Thái Vi vẫn vô tư cỗ vũ Chắc Lan Giang. Phan Việt một mình đi dọc con phố, nhìn thấy chiếc đèn lồng ven đường, anh nhớ tới khi cùng Dương Thái Vi thoát ra khỏi địa lao bí mật của Tế Thiện Đường, hai người đã cùng nằm trên mãi cỏ ngắm sao. Tiểu sinh và Dương Thái Vi cùng nhau tản bộ, nhìn thấy đám trẻ chơi đùa trên phố, nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ cùng nhau viết ước mơ lên đèn. Khi được hỏi về ước mơ lúc nhỏ, Tiểu Sên nhớ tới chắc Lan Giang bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm. Gặp được sạp đồ uống lạnh của tỷ muội Tam Cô Nương, con gái nạn nhân đầu tiên trong vụ án đèn lồng 5 năm trước. Tam Cô Nương làm đồ uống cho Dương Thái Vi và Tiểu Sên, riêng bát của Dương Thái Vi, Tam Cô Nương còn đặc biệt cho thêm một muỗng đường. Hai người đến nơi chắc Lan Giang định tỏ tình, Tiểu Sên bảo Dương Thái Vi cứ một mình đến cổ vũ. Bên cầu, Phan Việt thả lên một chiếc lồng đèn trắng, Dương Thái Vi nhìn thấy thì quay đầu, định đến chỗ Phan Việt. Chắc Lan Giang bị bỏ lại, Tiểu Sinh cũng đến trên cầu ngắm chiếc đèn của chắc Lan Giang. Dương Thái Vi quay lại tìm Phan Việt thì cảm thấy không khỏe. Phan Việt đến y quán Hoa Thọ đường cho hỏi kẻ bị bắt và nhận ra kẻ bị bắt là chỉ là giả, Dương Thái Vi có thể gặp nguy hiểm. Dương Thái Vi vô thức đi đến nơi vắng vẻ cạnh bờ sông, một kẻ cầm huyết kiếm cũng xuất hiện trước mặt Dương Thái Vi định tiến tới gây án. Tam cô nương, con gái nạn nhân vụ án năm xưa xuất hiện, một thân võ công, giết chết tên này bằng một thanh băng có hình dạng tương tự huyết kiếm. Tam cô nương thừa nhận, mình chính là Cố Sam huyện nha lầm tưởng cố sam là con trai của cố ung thực chất cố sam là con gái ông ta đối mặt với cố sam dương thái vi cố gắng kéo dài thời gian phan việt gặp được muội muội xương xương của cố sam liền hỏi thăm cô bé có nhìn thấy thượng quan chỉ hay không cô bé kể lại sau khi thượng quan tiểu thư mua đồ uống ở sạp liền không còn thấy nữa phan việt nhìn lại bảng hiệu của sạp hàng nhớ lại khi cùng dương thái vi phân tích hình dạng vết thương của các nạn nhân anh nhanh chóng suy luận được tỉ tỉ của xương xương rất có thể chính là cố sam thực sự mà hung khí gây án có thể làm bằng bằng. Bên bờ sông vắng, cô Sam nói với Dương Thái Vi kể từ lần đầu gặp nhau ở đường Ngân Vũ, khi bị người của Ngân Vũ lâu trói lại cùng các thôn dân để tiện cho Dương Thái Vi điều tra. Đã thấy được Dương Thái Vi cậy quyền thế, ức hiếp người khác, cô Sam đã muốn giết Dương Thái Vi. Chạy đến gốc cây buộc đèn trang trí lớn nhất của hội đèn lồng, một bên nói chuyện với cô Sam, một bên lén lút dùng đá cắt dây. Dương Thái Vi nói cô Sam giết người, dùng bạo lực áp chế bạo lực như thế, cũng không khác gì cô Ung, người cha mà cô ta căm hận. Dương Thái Vi nói bản thân biết những chuyện cố Sam từng trải qua trong địa lao, tuy nhiên đó không nên là cái cớ để cố Sam ra tay giết người. Cố Ung là kẻ có ham muốn kiểm soát rất mạnh, chỉ có một người con gái là cố Sam, mà cơ nghiệp lớn mạnh của tế thiện đường lại không có con trai thừa kế, liền không cam tâm mà nuôi dạy cố Sam như con trai. Cố Sam trong hoàn cảnh đó hết mực chống cự, nên cố Ung đã dùng cách tàn nhẫn giày vào cố Sam sống không bằng chết trong địa lao để cố Sam phải khuất phục. Cố Sam bi thương thừa nhận, cố Ung từ trước đến nay không hề xem cô như người nhà thậm chí không xem cô như một con người mà đối đãi. Ông ta ép con gái mình cải nam trang, tiếp quản tế thiện đường, kế nghiệp nhà họ cố. Vì lo lắng cho mẹ, cô Sam tìm cách ở lại thành Hòa Dương. Dương Thái Vi hỏi lý do cô Sam lựa chọn đi theo cường thúc. Sương Sương bị chính cha ruột là cường thúc bạo hành, dù trong tình cảnh toàn thân đều là thương tích. Khi thấy cô Sam, con bé đã không ngần ngại chia cho cô một viên kẹo ngọt. Cô Sam nhớ lại bản thân mình ngày trước nên quyết định dùng dùi băng ra tay với cường thúc. Dương Thái Vi lại tiếp tục hỏi về lý do Cố Sam lấy đi lệnh bài hoa văn sóng nước, Cố Sam không định nói thêm, bước đến gần Dương Thái Vi. Dương Thái Vi lập tức lên tiếng chất vấn Cố Sam ỷ thế có võ công ức hiếp người yếu thế hơn, áp đặt quy tắc của cô ta lên người khác và cho rằng Cố Sam cũng chỉ là một kẻ sát nhân đáng thương mà thôi. Lời nói của Dương Thái Vi khiến Cố Sam kích động, tiến lên định hạ sát Dương Thái Vi. Vừa kịp lúc, sợi dây buộc đèn bị cắt đứt, lồng đèn rơi xuống. Cố Sam đuổi theo Dương Thái Vi, định đâm rùi băng giết Dương Thái Vi, Phan Việt đến đánh cô ta ngã xuống. Dương Thái Vi ngất đi trong lòng Phan Việt. Cô Ung nhận được tin kẻ mà ông ta sắp xếp giả làm cố Sam bị lộ, ra lệnh theo sát Phan Việt và đưa cố phu nhân đến. Dương Thái Vi tỉnh lại thấy bản thân ở cạnh Trác Lan Giang. Trác Lan Giang dẫn theo người của Ngân Vũ lâu kết hợp với mọi người ở huyện nha đưa cố Sam về huyện nha. Tin cố Sam bị bắt đến tay cố Ung, ông ta hạ lệnh vẫn làm theo kế hoạch, định giết cố Sam. Trên đường áp giải cố Sam về huyện nha, đoàn người Phan Việt và cố Ung rút kiếm định đính nhau. Trên nóc một căn nhà gần đó, một tên đeo mạng che mặt đang quan sát diễn biến giữa họ. cố sam sắp nói ra chân tướng về chiếc lệnh bài bí ẩn, cố ung liền cho người dẫn cố phu nhân đến đe dọa lấy mạng bà. cố sam thấy tính mẹ ruột bị uy hiếp liền đồng ý với đề nghị nào đó với cố ung. tuy nhiên để con gái có thể thoát khỏi không chế của cố ung, cố phu nhân tự mình cứ cổ chết. nhìn thấy cái chết của mẹ, cố sam vùng ra, giật lấy kiếm, lao vào đánh nhau với cố ung. lúc cận kề với thanh huyết kiếm của cố ung, cố sam tự nắm mũi kiếm, đâm vào cổ mình đồng thời dùng thanh kiếm bản thân đang cầm đâm vào bụng cố ung trước khi chết cố sam giao lại tấm lệnh bài hoa văn sóng nước có chữ tứ vào tay dương thái vi để cố sam an tâm nhắm mắt dương thái vi nói sẽ chăm sóc cho sương sương phan việt tức giận chất vấn cố ung tấm lệnh bài có gì lại có thể khiến cố ung hy sinh con gái mình đột nhiên có ám khí bắn về phía cố ung từ trên nóc căn nhà đối diện phan việt đuổi theo kẻ bắn ra ám khí chắc lan giang nhặt được ám khí của kim thủy bang tại hiện trường đoán rằng bọn chúng có liên hệ với tổ chức có hoa văn sóng nước liền lập tức trở về ngân vũ lâu ở một góc khác cung chủ bách hoa cung thanh đế đứng quan sát tình hình bên dưới thị nữ của thanh đế tán thưởng phan việt cho rằng anh là người đáng tin chắc lan giang cùng thuộc hạ đến địa lao của ngân vũ lâu định tra hỏi đám tàn quân của kim thủy bang tấn công mình trong rừng thì phát hiện tất cả người canh giữ địa lao đã chết những kẻ bị bắt của kim thủy bang đều biến mất ở huyện nha dương thái vi nhớ lại lúc tiểu sinh cùng cô trò chuyện khi đi dạo hội đèn lồng nhớ lại tình cảnh gặp nguy hiểm khi đối mặt với cố sam cô đã thoáng nhìn thấy bóng lưng phan việt đến cứu mình đột nhiên linh nhi hớt hải chạy vào thông báo với dương thái vi rằng muội muội xương xương của cố sam gặp chuyện dương thái vi lập tức tìm tới nhà xương xương và gặp phan việt cũng vừa đến trong gian nhà nhỏ của hai chị em ba tánh vì biết được cố sam là hung thủ nên tụ tập tìm đến đòi đem vứt thi thể phan việt ra mặt khiến đám người đang tụ tập giải tán rồi rời đi trước dương thái vi ở lại an ủi xương xương khi thấy cô bé khóc vì nhớ tỉ tỉ dương thái vi kể lại hoàn cảnh khi cô mất đi cha mẹ của mình 10 năm trước và dạy cô bé hát bài đồng giao cô từng hát để trấn an phan việt một đám nhóc ăn xin đi ngang thấy hai người họ đang đọc đồng dao cũng vui vẻ gia nhập đọc theo trong nhà giam huyện nha phan việt đến gặp cố ung cố ung muốn nhanh chóng kết thúc tất cả một đau mà chết không muốn giống như ai đó vì con trai mà sống dở chết dở nửa người nửa mà phan việt muốn hỏi người ông ta muốn ám chỉ là ai nhưng tạm dừng không truy cứu vấn đề này từ những câu trả lời của cố ung phan việt biết được ông ta và tế thiện đường chính là hung thủ ra tay với gia đình của đình úy dương tế an cũng chính là cả nhà dương thái vi 10 năm trước tuy nhiên khi đó do sơ xuất Cố Ung đã để Dương Thái Vi chạy thoát. Về cái chết của Dương Thái Vi trong ngày đại hôn có phải do Cố Ung phủ nhận có liên quan? Phan Việt lại hỏi, nếu không phải Cố Ung cho người ám sát Dương Thái Vi, tức là kẻ chủ mưu thực sự đích thân cử người để lấy mạng Dương Thái Vi. Cố Ung cười khẩy không trả lời câu hỏi này. Về tấm lệnh bài lấy được từ Cố Sam, Phan Việt nói trên đó có khắc chữ tứ, tức là trong tổ chức thần bí kia, trên Cố Ung còn có ba người khác. Cố Ung cố chấp không khai, ở một nơi nào đó, kẻ chủ mưu bí ẩn đang nghe thuộc hạ báo lại về tình hình ở huyện nha. Cố Ung đang được Phan Việt cho bảo vệ nghiêm ngặt, chưa thể giết được. Kẻ ngồi trên đài cao truyền lệnh tuyệt đối không được để Cố Ung có cơ hội sống sót khai ra bất cứ điều gì. Một mảnh giấy truyền tin đến tay một người chưa lộ diện ở huyện nha, ra lệnh tìm cách giết Cố Ung. Quay lại địa lao giam giữ Cố Ung, ông lão có nhiệm vụ coi quản phòng hồ sơ huyện nha đòi tiến vào kiểm tra danh mục phạm nhân. Dưới giám sát của A Trạch, nhóm quan binh canh giữ chăn ông lão lại do không có sự cho phép của Phan Việt. Một góc khác, Lưu Bổ Khoái cũng đang nghe ngóng tình hình bên trong. Sau thời gian suy xét, Cố Ung đồng ý giao kèo với Phan Việt, điểm chỉ vào giao ước, khi đã an toàn, ông ta sẽ nói ra chân tướng về tổ chức kia cho Phan Việt. Phan Việt nói với Dương Thái Vi sẽ tìm cách đưa Cố Ung về kinh, để người của quận chúa tiếp nhận và bảo vệ. Dương Thái Vi lo lắng chuyến đi này sẽ tạo cơ hội cho hung thủ Hoa Văn Sóng Nước ở Hòa Dương giết Cố Ung. Phan Việt nói cho Dương Thái Vi sẽ để đám thế thân của Cố Ung đang bị nhốt trong huyện nha thay thế ông ta, đánh lạc hướng bọn người của tổ chức Hoa Văn Sóng Nước. Dương Thái Vi nhắc nhở Phan Việt cẩn thận nội gián trong huyện nha khi được người của huyện nha dẫn ra ngoài phan việt gọi cố ung vào phòng tiến hành trao đổi với kẻ khác tuy nhiên cố ung giả vừa ra khỏi cửa trong phòng cố ung thật nôn ra máu mà chết không kịp để lại bất cứ manh mối hữu ích nào về tổ chức kia dương thái vi và phan việt chú ý đến ngón tay dính mực điểm chỉ của cố ung chắc lan giang lúc này đang ở trước mộ cha kể lại tình hình của ngân vũ lâu nói với cha anh đã tìm được người mình thích có cơ hội sẽ đưa cô nương đó đến gặp ông tin tức cố ung đã bị diệt khẩu truyền tới ngân vũ lâu ở huyện nha Phan Việt nghi ngờ kẻ giở trò vô cùng quen thuộc với quy trình làm việc của huyện nha, lệnh cho A Trạch tiến hành điều tra nội bộ huyện nha. Tại một góc hành lang, Dương Thái Vi gặp một nha binh cầm theo một ít quần áo định đem vứt theo lệnh Phan Việt. Vô tình người này làm rơi chiếc áo ngày đó Phan Việt mặc lúc cứu Dương Thái Vi khỏi cố sam. Dương Thái Vi nhặt được chiếc, lập tức tìm Phan Việt hỏi anh vì sao không nói anh chính là người cứu cô ở hội đèn lồng. Phan Việt nói rằng cô gặp nguy hiểm khi tra án, bảo vệ cô là trách nhiệm phải làm của huyện nha, không đáng để rêu rào phan việt cũng nói qua vài hôm nữa sẽ cho a trạch đưa ít đồ về kinh bảo dương thái vi cùng theo a trạch trở về dương thái vi không đồng ý muốn tiếp tục ở lại tìm ra kẻ đứng sau tổ chức hoa văn sóng nước phan việt không đồng ý lấy cớ tra án nhiều nguy hiểm khó lường nếu để cô gặp bất chắc anh sẽ khó lòng giải thích với thượng quan lan chắc lan giang bước vào nghe được đề nghị để dương thái vi theo mình về ngân vũ lâu ở lại hòa dương tiếp tục trả án dương thái vi bị phan việt từ chối tổn thương cô nói với phan việt sẽ không tiếp tục ở lại huyện nha đeo bám anh nhưng vẫn sẽ theo vụ án tới cùng. Đồng thời, Dương Thái Vi cũng từ chối lời đề nghị của Trác Lan Giang, nói mình sẽ không tới Ngân Vũ lâu. Dương Thái Vi cùng Lăng Nhi chuẩn bị rời khỏi huyện nha, A Trạch đến đưa cho Lăng Nhi một túi bánh to mà Lăng Nhi thích, chào tạm biệt hai người. Trác Lan Giang đưa Dương Thái Vi và Lăng Nhi trở lại hy viên của gia đình thượng quan. Dương Thái Vi cùng Trác Lan Giang uống rượu rồi tâm sự lòng mình cho Trác Lan Giang nghe. Cô hổ thẹn vì cuộc sống bản thân đang có được chỉ là trộm từ thượng quan chỉ, biết Phan Việt đã có quận chúa nhưng vẫn lần thứ hai yêu anh cho rằng bản thân không có tư cách nói yêu, hận với Phan Việt, nói cô chính là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời. Chắc Lan Giang nghe cô gái mình thích bộc bạch về tình cảm với người đàn ông khác, nén lại nỗi buồn, ở bên cạnh an ủi Dương Thái Vi. Ở huyện Nha, A Trạch báo lại với Phan Việt, Dương Thái Vi đã về hy viên, cùng chắc Lan Giang uống rượu đến khuya. A Trạch hỏi Phan Việt vốn không nỡ rời xa Dương Thái Vi, sao lại nỡ để cô đi thì bị Phan Việt đuổi ra ngoài. Phan Việt xem lại bức tranh mình và Dương Thái Vi được vẽ ở chợ quỷ ngày xưa, Trầm Tư nghĩ rằng hẳn là cô sẽ rất thất vọng. A Trạch đến báo Cố Sam đang được bồi táng. Phan Việt đến nơi chôn cất Cố Sam, gặp Dương Thái Vi và Trác Lan Giang. Một cơn mưa bất chợt kéo tới, Trác Lan Giang che ô cho Dương Thái Vi, lướt qua Phan Việt. Tận dụng mạng lưới cơ nghiệp của nhà Thượng Quan, Dương Thái Vi bắt đầu cho tìm kiếm manh mối về Hoa Văn sóng nước. Tiểu Sinh do lén mua trục thuyền phu, dùng thuyền của Ngân Vũ lâu chở hàng riêng, bị người của Ngân Vũ lâu bắt giữ. Trác Lan Giang công khai với người trong bang Dương Thái Vi là thiếu phu nhân tương lai để người trong bang bỏ qua cho tiểu sinh ba người hẹn nhau tối đó cùng đi uống rượu vì không cản trở chắc Lan Giang và Dương Thái Vi tiểu sinh tìm cớ từ chối chắc Lan Giang chính thức bày tỏ tình cảm của anh với Dương Thái Vi tuy nhiên cô nói rõ chỉ xem anh là bạn bè Phan Việt ở huyện Nha muốn tìm hiểu nguyên do kẻ bí ẩn ở kinh thành vì sao lại nuôi dưỡng thế lực ở Hòa Dương đồng thời nghi ngờ ngoài Tế Thiện Đường đã bị diệt trừ trong tứ đại gia tộc vẫn còn thế lực của tổ chức thần bí kia tại Bách Hoa Cung thanh đế cung chủ đang nâng niu cầm một chiếc khăn thêu, thở dài rằng đã 9 năm trôi qua rồi. Nghe được hồi báo của thị nữ về tình hình Hòa Dương hiện tại, Thanh Đế quyết định hành động để thúc đẩy quá trình điều tra của Phan Việt. Đại Lao huyện Nha bị người phóng hỏa, Phan Việt tức tốc đến kiểm tra hiện trường thì phát hiện đây là một chỉ dẫn có liên quan tới vụ án về tổ chức Hoa Văn Sóng Nước. Nhìn thấy trên tường phòng giam của một phạm nhân vẽ lại hình ảnh sóng nước, Phan Việt bắt đầu lật lại vụ án có liên quan đến kẻ này, án ma chơi bắt hồn. Hồ sơ tại huyện Nha ghi lại, thư viện Tân Trịnh Hòa Dương xây dựng ở nơi dựa núi dựa sông, sau núi bị đồn có quỷ, thường xuyên có người đi vào rồi mất tích. Thời gian một năm trước, bốn đồng môn Trần Phú, Liêu Ca, Liễu Sử, Thẩm Từ cùng đến sau núi thi xem ai gan dạ. Thẩm Từ bị một sợi dây mắc ngang cổ, kéo đi mất. Ba người còn lại bị một tụ khói kỳ dị tấn công, may mắn về được tới thư viện. Cả nhóm đồng môn của thư viện Tân Trịnh tối đó kéo nhau đi tìm Thẩm Từ nhưng không có kết quả. Mọi người đều nghĩ Thẩm Từ đã chết. Tuy nhiên, sáng hôm sau, Thẩm Từ trở về, cả người lấm lem, đôi mắt trắng dã kể lại đã bị ác quỷ kéo đi, nhưng vùng vẫy thoát được trong rừng có quá nhiều khí độc khi hắn trở ra thì phát hiện mắt đã không còn nhìn thấy một tháng sau cả ba người còn lại là trần phú liêu ca và liễu sử cũng lần lượt bị mù sau đó không ăn uống gì rồi trở nên điên loạn cha trần phú cũng là trưởng viện của thư viện tân trịnh mời danh y khắp nơi trần bệnh cho con trai nhưng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh đến một đêm một vị đồng môn khác thức dậy đi nhà xí vào ban đêm thì ba người nọ lững thững cùng nhau đi vào rừng theo ánh lửa xanh lập loè khắp dọc đường người đồng môn này tò mò đi theo thấy được ba người lần lượt đi đến vách núi rơi xuống. Anh ta sợ hãi quay về thư viện, gọi các đồng môn cùng nhau dọi đèn đi tìm ba người kia, tìm được cả ba đều đã chết dưới núi. Trước khi chết, con trai trưởng viện Trần Phú liên tục gọi tên Thẩm Từ. Trưởng viện cho bắt trói Thẩm Từ lại, đưa đến huyện nha, tố cáo Thẩm Từ sử dụng yêu thuật hại chết con trai ông. Thẩm Từ phủ nhận bản thân không có liên quan tới cái chết của các vị đồng môn. Ở Hy Viên, Trác Thái Vi tâm sự cùng Bạch Tiểu Sinh, quyết định cắt đứt liên hệ với Phan Việt và cho biết cô cũng nói rõ với Trác Lan Giang chỉ muốn làm bạn. Phan Việt đến Đại Lao gặp Thẩm Từ, thấy thẩm tử chia cho chuột một phần màn thầu của hắn và cùng chuột nói chuyện lệnh cho lưu bổ khoái cởi dây xích chân của thẩm tử anh vào trong gian tử lao hỏi thẩm tử về hoa văn sóng nước hắn vẽ trên tường thẩm tử nói rằng chỉ cần phan việt có lòng tra án đến cùng sẽ biết ý nghĩa hoa văn này chắc lan giang cũng không còn ngần ngại thể hiện rõ sự quan tâm của anh đối với dương thái vi sai người lén lút đêm đồ ăn rượu ngon đến hy viên phan việt trên đường đi lấy bức tranh của anh và dương thái vi vô tình nghe được Sương Sương và mấy đứa trẻ ăn xin hát bài đồng dao Dương Thái Vi từng hát mình nghe ngày còn bé. Liên kích động hỏi Sương Sương về nguồn gốc bài đồng dao, cô bé trả lời là Dương Tỷ Tỷ đã dạy mình. Nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ của thượng quan chỉ từ sau ngày đại hôn của mình, Phan Việt nhận ra có thể thượng quan chỉ hiện tại chính là Dương Thái Vi. Anh vui mừng chạy đến hy viên, tuy vô cùng vui mừng khi biết Dương Thái Vi còn sống, Phan Việt lại lo sợ nếu làm lộ thân phận thật sự của cô, Dương Thái Vi có thể lần nữa đối mặt với cái chết. Anh nói rằng chỉ đến để báo tin vụ án về lệnh bài hoa văn sóng nước có tiến triển mới, rồi rời đi. Sáng hôm sau, Phan Việt chỉnh trang y phục đợi Dương Thái Vi trở về huyện nhà. Phan Việt và Dương Thái Vi cùng nhau bàn về vụ án của thẩm tử. Phan Việt muốn rút ngắn khoảng cách với người thương mà anh nhung nhớ đã lâu, nhưng bị Dương Thái Vi lầm tưởng anh vẫn có thành kiến với cô. Hai người mạch não lệch pha, rơi vào tình trạng giờ khóc giờ cười, anh tiến tôi lui. Dương Thái Vi đi cùng Phan Việt đến thư viện Tân Trịnh để trả án. Tại đây, dương thái vi gặp được thư sinh năm đó từng một mình đi theo nhóm thư sinh gặp nạn trong vụ án ma chơi bắt hồn muốn hỏi thăm sự việc năm đó người này lo sợ nói bản thân không biết gì rồi rời đi phan việt và dương thái vi cũng gặp được trần phú trong phòng riêng bên ngoài phủ màn đen trưởng viện nói từ khi gặp nạn trần phú thần trí bất ổn luôn tự tìm tới nơi có ánh sáng dương thái vi xem qua cho trần phú người này nằm bất động không ngừng chảy rãi mắt đã mù trưởng viện tỏ vẻ đau khổ khi con trai mãi không khỏi nói rằng bản thân đã nhiều lần vào đại lao cầu xin thẩm từ tha cho trần phúc nhưng thẩm từ lòng dạ sắt đá không đồng ý trên xe ngựa trở lại huyện nha phan việt nói ra sự nghi ngờ của hai anh đối với trưởng viện đồng thời các thư sinh trong thư viện như được sắp xếp từ trước đọc bài văn quá tần luận bài văn nói về kẻ sĩ chỉ được phép lắng nghe phải im lặng không được phản bác dương thái vi đề nghị cùng đến sau núi điều tra chắc lan giang cũng gió giết điều tra về đám người đã tẩu thoát khỏi nhà lao ngân vũ lâu một tên trong số đó đã bị kẻ nào đó vai phải có vẻ bất thường giết chết Trác Lan Giang nhớ tới Tôn Đường chủ Ngân Vũ Lâu, người này là con nuôi từ bé của cha anh, cũng có tật ở vai phải, khi Kim Thủy Bang xuất hiện, ông ta luôn tìm cách cầm chân, ngăn Trác Lan Giang tra án liên quan tới tổ chức Hoa Văn Sóng Nước. Trác Lan Giang thử so chiêu với ông ta, đối mặt với những chất vấn của Trác Lan Giang về Kim Thủy Bang, Tôn Đường chủ báo lại bọn chúng liên hệ với gian tế là lính gác, lấy được chìa khóa địa lao, đã chạy khỏi Hòa Dương. Trác Lan Giang sai thủ hạ theo sát Tôn Đường chủ. Phan Việt và Dương Thái Vi vào rừng dương thái vi dùng dao khám nghiệm đánh dấu đường trên thân cây thì phát hiện họ chỉ đi vòng tròn tại một chỗ để hai người không bị tách ra phan việt dùng dây buộc tóc của phan thái vi buộc tay hai người lại với nhau dương thái vi bị nhánh cây máng vào cổ kéo lê đi phan việt nhanh chóng chặt đứt nhánh cây cứu cô họ đồng thời phát hiện trên cổ dương thái vi nơi nhánh cây mắc vào lưu lại dấu vết thuốc nhuộm vải quỷ hồn bay lượn trong rừng cũng chỉ là hình nộm do con người tạo ra cả khu rừng cằn cỗi nhưng ở một góc rừng lại có hoa dại mọc un um tùm nghi ngờ bên dưới có vật gì đó cả hai người đào đất khu vụ này lên thì phát hiện một bộ xương người đưa bộ xương về lại huyện nha khám nghiệm người chết do bị ngạt thở do dây thừng nhờ tiện tay trộm về hồ sơ người của thư viện tân trịnh phan việt nói cho dương thái vi biết người chết có khả năng là mậu trang hồ sơ thư viện tân trịnh ghi lại người này qua đời ở thư viện do mắc bệnh dịch để thuận tiện cho dương thái vi tiến hành khám nghiệm tử thi cả hai người đồng thời viện cớ rời đi khi khám nghiệm dương thái vi xác định nạn nhân là nam cao tầm 6 thước chừng hai mươi tuổi thi thể nạn nhân ngoài vết thương ở cổ và một chiếc răng lạ thì không thấy có bất thường nào. Phan Việt lệnh chuẩn bị bàn đồ ăn và rượu muốn cùng Dương Thái Vi ăn tối, nhưng chắc Lan Giang lúc này cũng cho người đem rượu thịt đến huyện nhà. Thấy Dương Thái Vi cùng chắc Lan Giang thân thiết ngồi ăn cùng nhau, Phan Việt ghen ra mặt. Sau khi ăn xong, chắc Lan Giang đưa Dương Thái Vi về hy viên rồi một mình uống rượu ở góc đường thì gặp được Bạch Tiểu Sinh. Bạch Tiểu Sinh cùng chắc Lan Giang uống rượu rồi chạy đi mua màn thầu thì gặp lại gặp phải tên nhà giàu ngày xưa từng cho mẹ Tiểu Sinh 10 lượng bạc mua cô khi cô còn bé. Tiểu Sen kể về quá khứ mình đã cực khổ trốn khỏi nhà tên giàu có đó, lưu lạc đầu đường xó chợ, kiếm tiền trục thân. Chắc Lan Giang cho Tiểu Sen một viên kẹo ngọt để an ủi cô. Sáng hôm sau, Trần Mỗ Tác nhờ có chiêu trò giả làm sư tổ báo mộng của Dương Thái Vi, báo cáo lại kết quả khám nghiệm cho Phan Việt. Răng hàm của nạn nhân có một chiếc răng chuyển mài xỉn đen, phần giữa một chiếc răng này được chám lại từ thiết trắng, bạc và thủy ngân. Dương Thái Vi liền nói ra ý của Trần Mỗ Tác, Trần Tam có phải là trước khi chết không lâu, nạn nhân có thể đã đi chám răng. Dương Thái Vi tới Đại Lao tìm gặp Thẩm Từ đang bị giam, nói đã biết thân phận thực của hắn không phải Thẩm Từ, cũng biết hắn có oan khuất. Cô khuyên hắn nên hợp tác cùng Phan Việt để tra án vì Phan Việt là người đáng tin, có thể giúp hắn. Phan Việt trong huyện nha xem xét lại hồ sơ vụ án, biết được Trấn Thẩm, quận Nam là nguyên quán của Thẩm Từ đang bị giam trong ngục, dự định cùng Dương Thái Vi đến quận Nam tra thêm manh mối về thân phận người này. Tuy nhiên, Dương Thái Vi sợ Phan Việt thấy phiền, định cùng anh chia nhau ra đi điều tra. Một người đi điều tra thân phận Thẩm Từ, một người ở lại đi hỏi tham phương thuật bắt hồn. Vì muốn được đi cùng người thương, Phan Việt đem đồ ăn ngon của quận Nam ra dụ dỗ Phan Thái Vi, viện mọi lý do, cuối cùng tự quyết định hai người sẽ cùng đi. A Trạch đến báo cáo với Phan Việt đã tiến hành điều tra nội bộ huyện nha, tuy nhiên không phát hiện bất thường. Để qua mắt nội gián đang ẩn mình trong huyện nha, Phan Việt và Dương Thái Vi lấy cớ cùng đi hồ ngộ tiên chơi lan truyền cho mọi người trong huyện nha. Trên xe ngựa, vì để Dương Thái Vi không nghi ngờ việc anh đã biết thân phận thật của cô, Phan Việt đưa đồ ăn cô thích ra lấy cớ a trạch vì biết bọn họ diễn kịch muốn đi quận nam chơi nên mới chuẩn bị để gian tế trong huyện nha không nghi ngờ dương thái vi nói bản thân và chắc lan giang chỉ là bạn bè phan việt mừng thầm dương thái vi đem theo nhiều tài liệu để nghiên cứu về thuật đoạt hồn phách phan việt thấy cô đọc trúc thư bị mỏi tay liền giúp cô cầm cuộn tài liệu hai người trò chuyện về nội dung liên quan đến thuật câu hồn ghi trên trúc thư phan việt nói với dương thái vi sau này cần đến anh cứ y theo nội dung thuật câu hồn trên trúc thư gọi tên anh 17 lần anh sẽ đến kẻ bí ẩn đứng đầu của tổ chức Hoa Văn Sóng Nước nhận được mật báo từ huyện Nha về chuyến đi của Phan Việt và Dương Thái Vi. Tuy nhiên hắn cũng biết đó chỉ là cái cớ hai người dùng để tra án ma chơi. Tôn Đường chủ của Ngân Vũ lâu, Tôn Chấn là một trong những thuộc hạ dưới trướng người bí ẩn. Tôn Chấn nhận lệnh người này theo giết Phan Việt, sắp xếp sao cho giống cái chết năm xưa của cả nhà đình úy Dương Tế An, cũng chính là gia đình Dương Thái Vi. Khi Tôn Chấn dẫn theo người đi ra khỏi tổ chức, thủ hạ thân cận của Trác Lan Giang đã thấy hành tung của ông ta. Dương Thái Vi và Phan Việt trên đường đi gặp lễ hội địa phương, cùng nhau thổi kẹo đường như lúc nhỏ vừa lúc hai người chuẩn bị ăn cơn tối chắc lan giang cũng tìm đến nơi phan việt và chắc lan giang vẫn không ngừng công kích nhau dương thái vi cũng dần nhận ra sự quan tâm kỳ lạ của phan việt đối với cô hoàn toàn khác trước sau đưa dương thái vi về phòng phan việt đã chĩa kiếm tra hỏi chắc lan giang lý do theo dõi họ chắc lan giang cho biết tổ chức bí ẩn kia đang định ra tay với phan việt và dương thái vi phan việt chất vấn chắc lan giang vì sau ngày kết thúc vụ án cố sam khi thấy cố ung bị ám sát chắc lan giang đã lập tức rời đi phan việt hỏi chắc lan giang biết những gì về tổ chức bí ẩn chắc lan giang từ chối trả lời đồng thời nói rằng bản thân không cùng phe với bọn người kia tôn đường chủ dẫn theo thuộc hạ cũng nhận được tin chắc lan giang đã tới quán trọ gặp phan việt và dương thái vi mưa to dương thái vi hé cửa nhìn thấy một đoàn người xin vào trọ tránh mưa quay vào uống trà thì bị nóng quá giật mình phan việt và chắc lan giang đồng thời chạy vào xem tình hình thấy dương thái vi không sao mới trở lại phòng trong gian phòng của phan việt chắc lan giang cùng phan việt cùng nhau uống rượu tâm sự ngầm thừa nhận đã biết được thân phận thực sự của thượng quan chỉ là dương thái vi cả hai cùng nâng ly nói rằng nếu không cùng thích một cô nương có lẽ hai người có thể trở thành bạn tốt lúc này tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài quán trọ một đội quân đeo mặt nạ sắt bao vây quán trọ kẻ đầu sỏ ra lệnh cho bọn thuộc hạ xông vào quán trọ cướp của chắc lan giang bảo phan việt dẫn dương thái vi đi trước anh sẽ cho phan việt câu trả lời thỏa đáng phan việt định đưa dương thái vi rời khỏi quán trọ thì thấy nhóm người kia đánh tới anh chặn chúng lại để dương thái vi rời đi trước Dương Thái Vi trốn vào trong một dương gỗ sắp gặp nguy hiểm, đang thầm gọi tên Phan Việt 17 lần như họ đã hẹn thì Phan Việt kịp lúc tới cứu cô. Tôn Đường chủ đã bị lộ, đối mặt với Trác Lan Giang, Tôn Trấn nói rằng có những việc anh không nên biết, rồi dẫn người rút đi. A Trạch nhìn thấy cảnh này, báo lại cho Phan Việt. Trên xe, Dương Thái Vi bị sốt cao, họ dừng tạm ở một căn nhà hoang. Phan Việt sai A Trạch đi tìm đại phu lấy thuốc. Phan Việt chăm sóc Dương Thái Vi cả đêm, cô tỉnh lại thì thấy Phan Việt sắp tỉnh ngủ thì vừa nhắm mắt phan việt thức dậy kiểm tra nhiệt độ cho cô rồi cúi xuống nhẹ hôn lên má dương thái vi khi anh đi lấy thuốc dương thái vi bất ngờ khi đột nhiên bị phan việt hôn dương thái vi vô tình nghe được phan việt thừa nhận anh thích cô khi anh nói chuyện với a trạch cô vừa vui vẻ lại vừa phân vân không biết phan việt là thích mình hay thích thượng quan chỉ kia cộng thêm hôn ước của phan việt cùng quận chúa ở kinh thành cô càng không chắc chắn về tình cảm của anh dương thái vi giữ khoảng cách với phan việt nói rằng anh là phò mã tương lai nên có chừng mực phan việt biết cô hiểu lầm muốn nhanh chóng tìm cách hóa giải khúc mắc của cô lúc này xe ngựa sóc này bức thư quận chúa gửi phan việt rơi ra khỏi tay nải phan việt vừa nhắm mắt dương thái vi nhìn thấy bức thư thì tò mò cầm lên phan việt bảo cô muốn xem cứ xem dương thái vi mở bức thư thì thấy chỉ là tờ giấy trắng phan việt thừa nhận với cô hôn ước giữa anh và quận chúa là giả phan việt kể lại cho dương thái vi biết về giao kèo giữa bản thân anh và quận chúa lưu thiến hai tháng trước sau khi cuộc thi tranh kết thúc để che mắt thế lực của bọn gian thần trong triều họ đã dựng nên hôn ước giả để Phan Việt có thể thuận lời về Hòa Dương nhậm chức, tiến hành trả án. Dương Thái Vi vẫn nghĩ có lẽ Phan Việt thật lòng thích thượng quan chỉ nên mới giải thích giao kèo giữa anh và quận chúa cho cô. Dương Thái Vi và Phan Việt cùng đến thẩm gia xem xét, thấy đồ trẻ con trong nhà đều có hai bộ. Gặp đại thẩm đỡ đẻ cho thẩm gia thì biết được nhà họ thẩm có một cặp song sinh, đứa lớn tên thẩm tử, đứa nhỏ là thẩm nghiêm. Thẩm nghiêm sinh ra đã mù lòa, có khả năng kêu gọi côn trùng. Tính tình thẩm nghiêm lầm lì từ nhỏ, không tiếp xúc với ai, luôn ở trong phòng chứa củi do đó người ngoài cũng không biết thẩm gia có hai đứa con một ngày thẩm nghiêm vô tình để những con độc trùng nó gọi tới hại chết cha mẹ anh trai thẩm từ vì quá đau buồn nên đã rời khỏi quê nhà đến hòa dương học tập không bao giờ trở về nhà họ thẩm kể từ đó cũng không ai gặp được người em trai là thẩm nghiêm nữa phan việt và dương thái vi suy đoán rằng người trong đại lao chính là thẩm nghiêm khi thẩm từ đến hòa dương thẩm nghiêm cũng đi theo thẩm từ chết thẩm dương bất chấp mạo hiểm giả làm anh trai quay về thư viện tìm cơ hội sai độc trùng trả thù đám người Trần Phú. Tuy nhiên, động cơ gây án rõ ràng như vậy liên quan gì tới cánh rừng sau núi có người giả thần giả quỷ, lại có can hệ gì với tổ chức Hoa Văn Sóng Nước? Để tìm câu trả lời, hai người lần nữa đến nhà Lao gặp Thẩm Nghiêm, Thẩm Nghiêm như biết trước hai người sẽ đến, đồng ý hợp tác nói cho hai người những gì y biết về Hoa Văn Sóng Nước. Tuy nhiên, đổi lại, hai người phải giết Trần Phú. Dương Thái Vi quay về tìm tài liệu muốn chữa độc cho Trần Phú, hỏi rõ người này về án ma chơi năm đó. Thấy Dương Thái Vi cứ trốn tránh mình, cộng thêm nghe lời suy đoán của a trạch phan việt nghĩ cô thực sự ghét anh chắc lan giang trong phòng của tôn trấn ở ngân vũ lâu cũng tìm được ngọc thiềm thử một loại thuốc dẫn quý công dụng giúp tái sinh da thịt chắc lan giang hẹn gặp bạch tiểu sinh tiểu sinh vui vẻ dọn hàng sớm nữ trang xinh xắn đến gặp chắc lan giang thì biết được anh hẹn gặp chỉ vì muốn biết thông tin của những kẻ đang bán ngọc thiềm thử ở chợ quỷ dương thái vi cũng đã tra ra được thông tin của loại côn trùng gây ra triệu chứng của trần phú huyễn minh trùng dương thái vi định thử chữa trị cho trần phú Phan Việt thấy sự né tránh của Dương Thái Vi đối với mình, nghĩ rằng cô thực sự ghét anh, dự định sau khi tra án xong sẽ để cô đi. Dương Thái Vi châm cứu cho Trần Phú một lúc thì ra ngoài thư viện tạm nghỉ, bị một trong số các thư sinh đánh ngất. Khi cô tỉnh lại, thấy bản thân bị nhốt trong một phòng kho, nhanh trí giả vờ đau bụng, tóm được thư sinh đã nhốt mình. Dương Thái Vi được vị thư sinh này cho xem một quyển sổ ghi lại những hành vi bắt nạt của ba kẻ cầm đầu là những thư sinh giàu có gồm Trần Phú, Liễu Sử, Liêu Ca đối với các bạn đồng môn. Những thư sinh xuất thân vốn nghèo khó, của cổ bé họng bị chúng gọi là heo, chó, lê, gà, xem như xúc vật mà ức hiếp. Họ cũng không dám lên tiếng tố cáo do Trần Trưởng viện binh vực con trai, sợ bị những gia đình giàu có, có thế lực của ba tên bắt nạt chặn đường khoa cử, đành ngậm miệng chịu đựng. Thư sinh nọ cầu xin Dương Thái Vi, nếu cô cứu Trần Phú, để hắn tỉnh lại, có thể họ lại phải tiếp tục chịu đựng tháng ngày bị bắt nạt. Cũng cầu xin cô đừng nói cho ai biết rằng anh ta đã kể lại cho cô những bê bối này của thư viện. Dương Thái Vi vẫn lựa chọn cứu Trần Phú, vừa tỉnh, Trần Phú đã tố cáo ngay thẩm từ với cha. Trần trưởng viện kêu gào Phan Việt nhanh chóng xử án, đòi lại công bằng cho con trai lão ta. Về lại huyện nha, Dương Thái Vi kể lại sự tình cho Phan Việt. Huyện nha mở xét xử công khai vụ án ma chơi bắt hồn. Dù mưa lớn, rất đông dân chúng hòa Dương vẫn tới xem. Dương Thái Vi vì thuyết phục những thư sinh từng bị bắt nạt lên công đường làm chứng đã nhờ đám trẻ đọc lớn bài văn về những đức tính của kẻ sĩ, một lòng vì nghĩa. Trên công đường, Trần Phú đẩy hết tội lỗi lên thẩm nghiêm, nói thẩm nghiêm dùng yêu thuật độc trùng hãm hại hắn cùng hai đồng bạn thẩm nghiêm nhận tội vừa kịp lúc dương thái vi cắt ngang buổi xét xử lấy ra quyển sổ được thư sinh nọ đưa cho khi cô đến thư viện giải trùng độc cho trần phú trần trưởng viện nói rằng quyển sổ đó là do con trai thích sáng tác viết bừa không đủ làm chứng cứ dương thái vi lập tức cho mời tất cả những thư sinh ở thư viện tân trịnh tiến vào công đường làm chứng cho thẩm nghiêm tố cáo hành vi của trần phú và sự bao che của trần trưởng viện trần phú dựa vào việc thẩm từ còn sống do thẩm nghiêm vẫn đang mang thân phận anh trai cho rằng chỉ cần ra tiền bồi thường cho thẩm từ là xong chuyện. Lập tức, Phan Việt cho khiêng bộ xương của thẩm từ mà anh và Dương Thái Vi đào được trong rừng ra. Thẩm nghiêm công khai mình là em trai song sinh của thẩm từ đã chết. Thẩm nghiêm cũng kể lại quá trình bản thân ở sau núi chứng kiến anh trai bị hành hạ khi anh chôn xác thẩm từ sau núi, rồi dùng thân phận thẩm từ quay lại thư viện Tân Trịnh tìm thời cơ, lợi dụng đặc tính hướng sáng của Huyễn Minh Trùng điều khiển trùng thâm nhập vào người ba kẻ thủ ác, dùng đom đóm dẫn đường cho ba tên bắt nạt đi theo, nhảy xuống vách núi. Trần Phú hết đường chối cãi, bị đầy đi biên ải lao dịch. Thẩm Nghiêm do dùng trùng, dẫn dụ giết chết hai mạng người cũng bị tạm giam, chờ xét xử. Nhìn Dương Thái Vi vui vẻ làm việc nghĩa, Phan Việt đã quyết trong lòng sẽ không buông tay nữa. Hai người đang trò chuyện thì A Trạch chạy, chạy tới, báo đã tìm được nhật ký của Thẩm Từ bên dưới một tảng đá bên tường rào thư viện. Nhật ký của Thẩm Từ có nhắc đến Mậu Trang, một thư sinh khác mà Phan Việt từng đề cập đầu vụ án, đồng thời có cả hình vẽ hoa văn sóng nước. Nhật ký của Thẩm Từ ghi lại, một năm trước, trong một đêm nọ, mậu trang vì tò mò lén đi theo trần trưởng viện và thấy được ông ta có liên hệ giao dịch với một đám người kỳ lạ trong rừng ma sau núi đám người kia đi thuyền thắp sáng đèn lồng hoa văn sóng nước ra hiệu với trần trưởng viện chứng kiến sự việc kỳ dị mậu trang vô cùng sợ hãi thẩm tư vì trấn an mậu trang nói rằng có lẽ do mậu trang học quá nhiều mà sinh ảo giác sau núi vốn không có sông lẽ nào lại có thuyền được rồi khuyên mậu trang nghỉ ngơi giữa đêm thẩm tư thức giấc gọi mậu trang thì thấy bạn mình đã chết dù trước đó mậu trang vẫn vô cùng khỏe mạnh lo sợ cái chết của bạn có liên quan tới câu chuyện kỳ lạ kia thẩm tư giữ bí mật nhờ mỗ tác đến kiểm tra thi thể mậu trang khi cùng mỗ tác về phòng thì hay tin trần trưởng viện đã cho hỏa táng thi thể do lo sợ mậu trang mắc bệnh dịch phan việt suy đoán vì mậu trang phát hiện được hành tung đáng ngờ của tổ chức bí ẩn và trần trưởng viện nên đã bị diệt khẩu dương thái vi và phan việt lần nữa vào rừng điều tra manh mối tại nơi dương thái vi từng bị dây leo kéo đi họ phát hiện một nhà kho ngầm thông với sông bên dưới mặt đất Dương Thái Vi cũng tìm thấy một mảnh bao vải đã rách có hoa văn lạ ở đây, hai người nhanh chóng trở lại huyện nhà. Trần Trường Viện ở một góc rừng đã nhìn thấy họ. Trên đường ra khỏi khu rừng, Dương Thái Vi và Phan Việt nghe thấy âm thanh có người kêu cứu, hai người thấy được một chiếc dương, khi mở ra thì bị một đám huyễn minh trùng vọt ra tấn công. Phan Việt dùng kiếm bảo hộ phía trước Phan Thái Vi, bị trùng độc cắn trúng, mắt anh dần mất đi thị lực. Liền sau đó, đám người áo đen, đao mặt nạ kéo tới tập kích, dương thái vi bất chấp dùng lời nói chỉ dẫn phan việt đã mù đánh với đám người lúc nguy cấp cô ngã xuống bìa rừng phan việt giải quyết xong đám người cũng lao xuống tìm cô phan việt buộc miệng gọi thẳng tên dương thái vi dương thái vi tỉnh lại phát hiện phan việt đã biết thân phận của mình không phải thượng quan chỉ hai người xúc động ôm nhau chắc lan giang cùng tiểu sinh bên phía chợ quỷ điều tra về phương thuốc hoán ra đổi thịt kia theo người nọ đến trước mộ phần chắc đường chủ cha ruột chắc lan giang mở ra lối đi bí mật đi vào trong mộ chắc lan giang cũng đi theo vào trong gặp được người ngồi xe lăn. Ở huyện Nha, Dương Thái Vi dùng nước tuyết liên chữa mắt cho Phan Việt nhưng không có tác dụng, hai mắt anh chảy ra huyết lệ, để hỏi rõ cách chữa, Dương Thái Vi đến đại lao tìm Thẩm Nghiêm, Thẩm Nghiêm nói rõ huyết minh trùng y nuôi sau núi chưa bao giờ tự tấn công người, bảo Dương Thái Vi tranh thủ châm cứu, nếu không Phan Việt có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn. Phan Việt được Dương Thái Vi chăm sóc khi bị mù, cô nói đã biết Phan Việt lén hôn mình ở quận Nam, muốn nhân cơ hội đòi lại quyền lợi, nhẹ hôm lên khóe môi anh. Phan Việt kéo Dương Thái Vi vào lòng, trực tiếp hôn cô hai người cũng dần mở lòng không ngần ngại thể hiện tình cảm với nhau phan việt kể lại cho dương thái vi về vết sẹo trên bụng là do khi dương thái vi chết anh từ chối hôn sự với quận chúa chọc giận hoàng đế nên bị hoàng đế lấy cớ anh ép dân nữ kết hôn hại chết người bắt về đại lao dương thái vi nói rằng dù phan việt có thực sự mãi mãi không nhìn thấy nữa cô vẫn sẽ ở cạnh anh bên phía ngân vũ lâu chắc sơn cự cha ruột chắc lan giang lộ mặt kể từ khi bị kim thủy bang gài bẫy vụ nổ ông vẫn chưa chết nhưng bị bỏng nặng và tàn phế ông cũng cho biết bản thân cũng chỉ là con chó bị kẻ khác lợi dụng sai xử. chắc lan giang vô cùng thất vọng về người cha này dương thái vi ở huyện nha sau khi nghiên cứu cả đêm cũng tìm ra cách châm cứu chữa khỏi mắt cho phan việt nhờ y phục ngày đó của dương thái vi có vệt trắng của muối hai người phát hiện có thể tổ chức kia và trần trưởng viện của thư viện tân trạch cấu kết buôn lậu muối họ lập tức tới thư viện tra xét thì thấy sổ sách và trần trưởng viện đều đã biến mất tiểu sinh đến huyện nha tìm dương thái vi nói rằng a giang có lẽ đã gặp chuyện ở ngân vũ lâu nhóm phan việt Dương Thái Vi và Tiểu Sinh của đến sau núi Ngân Vũ lâu thăm dò, thấy được chữ chác trên thực hạp. Dương Thái Vi nhớ để mảnh vải rách kia cũng có chữ chác, suy đoán bí mật của thư viện Tân Trịnh có liên quan tới Ngân Vũ lâu. Phan Việt về huyện nha lệnh cho mọi người điều tra bến thuyền và các thương vụ của Ngân Vũ lâu. Ngân Vũ lâu cho người gửi thiếp mời Phan Việt đến Ngân Vũ lâu uống rượu. Chắc sơn cự định lệnh giết chết Phan Việt, bảo toàn Ngân Vũ lâu. Tiểu Sinh nhận được lời động viên của Dương Thái Vi, dự định khi gặp được Trác Lan Giang sẽ bày tỏ với anh. Theo thiếp mời, Phan Việt một mình vào Ngân Vũ lâu gặp Trác Sơn Cự. Dương Thái Vi cùng Tiểu Sinh cũng lẻn vào chia ra tìm Trác Lan Giang. Phan Việt nói nhiều thuốc trị bỏng ngọc điểm thử mà Ngân Vũ lâu giao dịch ở chợ quỷ, đồng thời có lời của Cố Ung. Anh đã biết có lẽ Trác Sơn Cự còn sống, nói ông hẳn phải có điều bất đắc dĩ nên mới phải giả ma giả quỷ nhiều năm qua. Trác Lan Giang trong ngục thấy được bát cơm có tín hiệu của Dương Thái Vi, lấy được chìa khóa ngục giam. Trác Sơn Cự dùng nến dẫn lửa, dự định tự thiêu cùng chết với Phan Việt trong gian chính Ngân Vũ lâu. Trác Lan Giang đối mặt với Tôn Trấn, lấy mạng mình ra đe dọa để vào trong chính đường của ngân vũ lâu tôn trấn nói rõ lý do chắc sơn cự cho anh phải cúi đầu hợp tác với tổ chức kia là vì chúng nắm thóp được chắc lan giang dùng kiếm của anh đe dọa chắc đường chủ phan việt bên trong chính đường cùng chắc sơn cự nói chuyện anh nói bản thân hiểu được chắc sơn cự vì muốn bảo hộ chắc lan giang nên mới chấp nhận tiếp tay cho tổ chức bí mật kia tuy nhiên anh cho rằng những điều chắc sơn cự làm đã vô tình khiến con trai mình trở thành kẻ vô tri chắc lan giang vốn mang tâm khí thiếu niên cao ngạo không cần đến sự bảo hộ như thế Việc làm của Trác Sơn Cự dù là bên nào giành chiến thắng cuối cùng cũng sẽ khiến con trai ông muôn đời mang tiếng xấu. Phan Việt đưa ra lệnh bài xá tội của quận chúa, hứa với Trác Sơn Cự nếu ông chịu hợp tác khai ra thông tin tổ chức kia, anh sẽ bảo toàn cho Trác Lan Giang. Trác Sơn Cự vì con trai, xin Phan Việt bảo vệ con mình, dù ông không thể nói thêm thông tin gì cho Phan Việt được. Tuy nhiên, từ chỗ Trác Sơn Cự, Phan Việt cũng biết kẻ nội gián trong huyện nha không phải người của ngân vũ lâu mà là kẻ dưới trướng trực tiếp của người cầm đầu tổ chức. Phan Việt nói rằng dù chắc đường chủ có nói ra chân tướng hay không, anh vẫn sẽ giúp chắc Lan Giang, bởi anh coi chắc Lan Giang là bạn bè. Chắc Lan Giang sau khi chôn cất cha, thay ông xin lỗi Dương Thái Vi về cái chết của cha mẹ cô năm đó. Để lại thuốc trị bỏng cho Tiểu Sên, chắc Lan Giang quyết tâm rời Hòa Dương điều tra tổ chức ép chết cha anh. Tiểu Sên lo lắng tìm kiếm anh khắp Hòa Dương. Khi đến bến thuyền, thấy chắc Lan Giang ở trên thuyền đang dần xa. Tiểu Sên cũng lên đường, để lại thư cho Dương Thái Vi, nói mình biết chắc Lan Giang đi đâu. Phan Việt theo như lời hứa với cha Trác Lan Giang, gián cáo thị Ngân Vũ Lâu bị giải tán do làm nhiều việc phạm pháp. Trác Đường Chủ, đầu sỏ Ngân Vũ Lâu đã tự sát, những người còn lại nếu một lòng hướng thiện sẽ không truy cứu trách nhiệm. Tại Bách Hoa Cung, Thanh Đế cũng khen ngợi Phan Việt, nhưng cũng lo sợ Bách Hoa Cung sẽ là mục tiêu tiếp theo. Phan Việt cùng Dương Thái Vi bàn tính việc điều tra tiếp theo, thì thấy có bỏng người bên ngoài, nghi ngờ chính là kẻ nội gián trong huyện Nha, họ đuổi ra ngoài. Việc làm ăn của Ngân Vũ Lâu và Bến Đỏ được giao lại cho huyện Nha Hòa Dương quản lý, Phan Việt cho tổ chức tiệc mừng tại huyện Nha để bắt gian tế. Đêm đó, Phan Việt cho người lục soát phòng ngủ chung ở huyện Nha, bắt được Lưu Bổ Khoái. Lão chủ bạ hôm sau cũng xin cáo lão về quê. Tuy nhiên, khi rời huyện Nha, ông ta lại đến cam hầm ẩn trong mộ chắc sơn cự của Ngân Vũ lâu tìm thấy một bức thư. Lão chủ bạ bị A Trạch bắt được, thấy đã lộ thân phận, lão cắn lưỡi tự sát. Dương Thái Vi và Phan Việt cùng đọc bức thư chắc sơn cự để lại. Bức thư là của một cô gái ở kinh thành viết cho Dương Đình Úy, cha của Dương Thái Vi 10 năm trước trong thư viết rõ trong triều có một người quyền cao chức trọng là gian tế nước địch kẻ này âm thầm xây dựng cứ điểm ở hòa dương vơ vét của cải chúng dùng ký hiệu hoa văn sóng nước để liên lạc cô nương này hẹn gặp phan đình úy ở cầu vọng nguyệt để nói rõ sự tình trần trưởng viện của thư viện tân trịnh đến gặp kẻ bí ẩn là đại ca giao ra sổ sách buôn lậu muối và xin người này cứu con trai lão đang bị giam ở huyện nha người được gọi là đại ca bảo trần trưởng viện ở lại nơi của hắn không cần lo lắng vì đại nghiệp đã sắp thành trong nhà lao huyện nha Lưu Bổ Khoái được thả ra, kể lại cho Phan Việt biết bản thân cũng đã nghi ngờ trong huyện nha có gian tế từ lâu. Từ vụ án hội đèn lồng, Lưu Bổ Khoái đã bắt đầu theo dõi hành tung khả nghi của lão chủ bạ, tuy nhiên không có chứng cứ. Khi bị Vu Hoan bắt vào đại lao, Lưu Bổ Khoái biết rõ hẳn Phan Việt đã có kế hoạch tra ra gian tế nên cũng đồng thời phối hợp. Lưu Bổ Khoái thấy được Phan Việt là một vị quan tốt, hy vọng có thể dốc sức phụ tá cho anh. Dương Thái Vi và Phan Việt vì muốn tìm ra vị cô nương đã viết thư cho Dương Đình Úy 10 năm trước, bèn tìm đến điểm hiện trong thư là cầu vọng nguyệt trên cầu vọng nguyệt nhìn xuống thấy được quán trọ lại phượng nghĩ rằng vị cô nương nọ có thể đã từng đến đây hai người đến quán trọ hỏi thăm danh sách khách lưu trú của quán trọ 10 năm trước ông chủ nghe mô tả của dương thái vi về cô nương đến từ kinh thành định nói ra gì đó thì bị vợ chặn lời để bà chủ rời đi dương thái vi ra hiệu cho phan việt dùng mỹ nam kế bà chủ vui vẻ đi hâm cháo cho phan việt ông chủ quán thấy vợ đi rồi kể lại cho bọn họ về vị cô nương nọ họ thương vô cùng xinh đẹp vào 10 năm trước đã từng trọ lại đây một tháng thương cô nương hay ngồi ở lầu hai ngắm cảnh trên cầu vọng nguyệt suốt thời gian ở trọ như đang trông đợi ai đó về sau vị thương cô nương này thuê một căn nhà bên kia đường mở quán trà mưu sinh tuy nhiên 9 năm trước hòa dương xuất hiện vụ án thiên sư hồi sinh thương cô nương không may là một trong 8 nạn nhân của vụ án hai người rời quán trọ dương thái vi bần thần suy nghĩ về lời của ông chủ quán cô kể lại với phan việt khoảng thời gian án thiên sư xảy ra cô đã đến hòa dương được một năm sư phụ cô khi đó vẫn còn là mỗ tác ở huyện nha cô đã cùng sư phụ đến xem hiện trường vụ án và bị ám ảnh một thời gian dài. Hai người trở về huyện Nha Tra lại hồ sơ án thiên sư. Vụ án bắt đầu từ ngày 13 tháng 4, Hòa Dương lần lượt có tám nữ tử bỏ mạng trong các trạng thái khác nhau. Thi thể các nạn nhân hướng về các hướng tương ứng với tám quẻ càn, hôn, tốn, chấn, khảm, ly, cấn, đoài. Vị thương cô nương từng viết thư cho cha Dương Thái Vi là nạn nhân bị đồng lòng thiêu chết. Tất cả các nạn nhân đều không có liên quan tới nhau. Hung thủ giết người, không cướp của cũng không cướp sắc, không có hung khí gây án tại hiện trường. Hung thủ bị nhìn thấy ở hiện trường các vụ án là Lục Ai Ca. Trưởng giáo của Lạc Vân Môn tên là Tiết Tiệm Ly. Dưới trướng y là nữ đệ tử Lục Ai Ca, hung thủ các vụ án kia. Lục Ai Ca thiên tư thông minh, thấu hiểu đạo tu hành từ nhiều sách cổ, nhanh chóng trở thành nhân vật sánh ngang với Tiết Tiệm Ly ở Lạc Vân Môn, rất được dân chúng Hòa Dương tôn sùng. Khi án thiên sư xảy ra, nhờ sự chỉ điểm của dân chúng, quan binh huyện nha Hòa Dương tới Lạc Vân Môn lục soát thì tìm thấy một quyển bí kiếp thành tiên trong phòng Lục Ai Nội dung bí kiếp ghi lại, có thể lợi dụng tám quẻ bát càn hiến tế tám nữ tử thể chất cực âm để thành tiên. Cách thức ghi chép trong bí kiếp giống hệt cái chết của mỗi nạn nhân trong vụ án. Tuy nhiên, trước cả khi nạn nhân đầu tiên của án thiên sư xảy ra chuyện, Lục Ai Ca đã chết do trúng độc kim đan. Do đó, việc Lục Ai Ca xuất hiện một cách ly kỳ, gây ra cái chết của tám dân nữ khi đó vô cùng kỳ lạ. Vụ án được cho là do thiên sư hồi sinh giết người, kết thúc qua loa. Dương Thái Vi đề nghị đi tìm sư phụ cô để hỏi về sự tình năm đó ở huyện nha họ đến căn nhà ngoài thành của bạch tiểu sen để tìm khương sư phụ đồng thời phan việt cũng cho lưu bổ khoái đến gia đình các nạn nhân trong vụ án để điều tra khương sư phụ cho phan việt một gây vào chán bài xích anh hại chết đồ nhi ngoan của ông tối đó dương thái vi kể lại cho phan việt năm đó khi cô lưu lạc bị người vu hoàn ăn cắp được sư phụ giải vây cứu giúp liền đi theo xin ông thu nhận mình làm đồ đệ chắc lan giang đến kinh thành tìm tới hiệu cầm đồ lưu ký trong lời tôn trấn lấy ra lệnh bài kim thủy băng nhưng bị trưởng quầy đuổi đi anh đánh với người của tiệm cầm đồ một trận đòi gặp trưởng quầy thực sự nói rằng ngày mai sẽ lại tới tiệm tìm người bạch tiểu sinh cũng đã tìm được chắc lan giang hai người gặp nhau tiểu sinh rõ cô thích anh nhưng vẫn bị chắc lan giang vô tình đuổi đi hôm sau phan việt ở trước hương sư phụ quỳ kính ông một ly rượu hứa sẽ chăm sóc tốt cho dương thái vi khương sư phụ vui vẻ nhận rượu bắt đầu kể lại vụ án năm xưa khương sư phụ kể lại tình trạng thi thể của các nạn nhân gặp nạn trong vụ án thiên sư 9 năm trước cho dương thái vi và phan việt mọi nghi ngờ lúc này đều hướng về trưởng giáo lạc vân môn tiết tiệm ly phan việt và dương thái vi giả làm phu thê mới cưới đến lạc vân môn cầu con điều tra lại vụ án năm xưa khi họ đến bái lễ trước mặt tiết tiệm ly cả hai người được mùi dược hương kỳ lạ tại đây họ cũng phát hiện ra lục ai ca chưa chết đang bị tiết kiệm ly giam giữ trong mật thất và dùng mộng hoa hương để khống chế ở kinh thành tiểu sinh thuê phòng ở đối diện phòng trác lan giang dương thái vi và phan việt ở lạc vân mông chia nhau hành động cứu được lục ai ca đưa người trở về huyện nha nhóm phan việt vừa đi tiết tiệm ly cũng dẫn theo một đoàn người lạc vân môn đuổi tới tại huyện nha lục ai ca kể lại quá trình xảy ra vụ án thiên sư 9 năm trước bản thân cô vì muốn chữa trị cho nội thương của tiết kiệm ly đã nghiên cứu ra quy tàng hồi thiên lực phương pháp hiến tế người sống để phi thăng thành tiên rồi bị tiết tiệm ly lợi dụng làm giả cái chết của lục ai ca đổ hết mọi tội lỗi giết người lên đầu cô hắn nhốt cô vào địa lao dùng mộng hoa hương để khống chế tâm trí muốn ép cô tiếp tục nghiên cứu cách thành tiên bởi vì sau khi tiết tiệm ly đã giết người hiến tế hắn vẫn chưa thể phi thăng Lục Ai Ca xin lỗi không có manh mối khả quan nào cho việc điều tra của huyện Nha, dự định mai danh ẩn tích, sám hối nốt phần đời còn lại. Dương Thái Vi sai thị nữ Lăng Nhi tiễn Lục Ai Ca. Trong số, số sổ sách của Tiết Tiệm Ly được Lưu Bổ Khoái đưa về huyện Nha điều tra, Dương Thái Vi và Phan Việt phát hiện một quyển lý giải kinh thư. Có ghi chép của Tiết Kiệm Ly như đang nhắc nhở một người tên là Sân Sân không nên có những lý giải tà đạo. Họ phát hiện ra con dấu trên bản ghi chép có tên của Lục Ai Ca, bèn suy đoán Lục Sân Sân chính là tên tục của Lục Ai Ca. Lục Ai Ca mới thực sự là kẻ gây ra cái chết của các cô nương trong án Vu sư, Lăng Nhi có thể đang gặp nguy hiểm. Ở trong rừng, khi Lục Ai Ca đang dùng xích sắt trói Lăng Nhi, Tiết Kiệm Ly đánh đến, ngăn cản rồi tự kết liễu mạng sống của bản thân. Thấy người thương chết dưới kiếm của mình, Lục Ai Ca cũng tuyệt vọng tự cắt cổ. Cứu được Lăng Nhi, A Trạch cũng bày tỏ tình cảm với Lăng Nhi. Theo lời khai của Lục Ai Ca, cô ta chỉ giết 4 trong số 8 nạn nhân của vụ án thiên sư, Dương Thái Vi suy đoán, những nạn nhân còn lại là do kẻ khác mượn danh nghĩa Lục Ai Ca giết người. Phan Việt và Dương Thái Vi liền bắt đầu khám nghiệm tử thi trên bốn nạn nhân sau cùng của án thiên sư, trong đó có vị thương cô nương kia. Cả bốn nạn nhân này đều có ngậm đồng tiền của Bách Hoa Cung. Theo tập tục an tán ca kỹ của Bách Hoa Cung, các kỹ nữ khi chết sẽ được cho ngậm đồng tiền với hy vọng kiếp sau họ sẽ được sinh ra trong gia đình giàu có, không phải lên đên vì tiền bạc nữa. Phan Việt và Dương Thái Vi theo đó tìm tới Bách Hoa Cung cùng Thanh Đế Cung chủ nói chuyện. Phan Việt nói anh biết người từng đốt rơm là Thanh Đế vì muốn đưa ra chỉ dẫn trong vụ án ma chơi ở thư viện Tân Trịnh cũng biết bách hoa cung chủ không có ý đồ xấu hy vọng thanh đế hợp tác điều tra thanh đế dẫn họ đến nơi để bài vị của các tỷ muội bách hoa cung đã chết phan việt hỏi thanh đế lý do muốn báo thủ có liên quan gì đến tổ chức hoa văn sóng nước kia bách hoa cung mỗi năm đều bồi dưỡng ra một nhóm ca kỹ xuất sắc đưa đến tặng cho một vị quan quyền cao chức trọng ở kinh thành các ca kỹ đã chết năm đó cũng là ca kỹ bách hoa cung do một tay thanh đế bồi dưỡng đối với nhau thân thiết như tỷ muội nhất là vân thường hay còn gọi là thương cô nương chết cháy trong án thiên sư chưa đến nửa năm vào kinh nhóm người vân thường lén trốn về bách hoa cung do sợ bị diệt khẩu vì nhặt được bức thư liên lạc giữa tên quan kia với địch quốc hơn hết kẻ này còn có thế lực lớn mạnh tới hòa dương thanh đế bảo họ tạm thời lánh đi che giấu thân phận ở lại hòa dương để dần nghĩ đổi sách vân thường trong thời gian này cũng viết một bức thư gửi cho đình úy dương tế an mong ông lật đổ được đám người đó tuy nhiên hành động của vân thường bị tổ chức kia phát giác cả nhà dương đình úy cũng bị sát hại các vị cô nương quyết định im lặng mai danh ẩn tích song bốn người lại lần lượt bị giết trước khi chết Vân Thường có đến gặp Thanh Đế và tặng lại cho cô một chiếc khăn thêu. Vì lo lắng cho Vân Thường, Thanh Đế cũng cho người âm thầm theo bảo hộ, tuy nhiên vẫn không bảo vệ được. Vân Thường khi biết bản thân sắp phải chết cũng không dám nói ra tên của tên quan đứng sau. Do đó, vì không để ai nghi ngờ, mỗi năm Bách Hòa Cung vẫn tiếp tục đưa ca kỹ đến Kinh Thành. Tuy nhiên, hành động của kẻ đứng sau cũng như tổ chức hoa văn vô cùng cẩn trọng. Thanh đế cũng không biết được địa điểm chính xác cũng như kẻ thực sự đứng sau thu nhận các tỷ muội bách hoa cung là ai. Thanh đế cho biết thêm, vài ngày tới, sẽ có ma ma đến đưa một nhóm ca kỹ của năm nay về kinh phan việt và dương thái vi đề nghị năm nay cũng sẽ tham gia cùng bách hoa cung ở kinh thành kẻ đứng sau tổ chức hoa văn sóng nước nghe báo cáo lại phan việt sắp được triệu về cung điều tra hắn kẻ đến báo cáo nói rằng phan việt vẫn chưa biết được ai là người đứng sau trác sơn cự do chúng đã xóa hết mọi dấu vết ở hòa dương kẻ bí ẩn ra lệnh cho thuộc hạ sắp xếp để phan việt không được nhàn rỗi khi về lại kinh thành cung chủ bách hoa cung một lòng gửi gắm mọi hy vọng tìm ra chân tướng cái chết của các tỷ muội vào phan việt hai bên hợp tác trong lần đưa ca kỹ vào kinh lần này. Thánh chỉ triệu Phan Việt về kinh cũng đến huyện Nha, mọi người trong huyện Nha mở tiệc chúc mừng. Dương Thái Vi cũng đào lại ngọc bội định ước giữa họ mà cô đã chôn xuống góc vườn huyện Nha lên. Hai người hy vọng sẽ không phải chia xa nữa. Chắc Lan Giang tiếp tục đến tiệm cầm đồ kia, nhận được lời nhắn hẹn ở quán rượu Hồng Phúc từ trưởng quầy. Tiểu Sen lo lắng, lén đi theo thì bị anh phát hiện, rút kiếm đe dọa. Ở quán rượu Hồng Phúc, Chắc Lan Giang gặp một kẻ trong tổ chức bí ẩn, nói rõ muốn biết cha mình vì kẻ nào làm việc kẻ đối diện yêu cầu chắc lan giang giết vị quan đang uống rượu trong quán sau khi hoàn thành có thể sẽ được gặp kẻ bí ẩn đứng đầu trong tổ chức phan việt và dương thái vi cũng đã về đến kinh thành phan việt được triệu vào cung dương thái vi về thượng quan phủ gặp lại thượng quan lan lăng nhi nhìn thấy tiểu thư nhà mình vốn thích chó nay lại sợ khi gặp lại chú chó thượng quan chỉ từng nuôi cũng thấy kỳ lạ nhưng lại lựa lời biện minh cho dương thái vi phan việt vào cung diện kiến hoàng hậu và quận chúa tỏ ý bà và lễ bộ muốn nhanh chóng thúc đẩy hôn sự của anh với quận chúa Phan Việt tìm cách trì hoãn, cha của Phan Việt cũng có mặt tại đó, ngầm ép anh chấp nhận hôn sự. Phan Việt nghi ngờ lễ bộ có ý đồ khác khi thức đẩy hôn sự của anh với quận chúa Lưu Thiến. Phan Cẩn, cha của Phan Việt dò hỏi anh đột ngột về kinh có phải vì muốn điều tra quan lại ở kinh thành, khuyên anh đã báo được thù cho nhà họ Dương, cũng nên dừng lại, nhưng bị Phan Việt phản bác. Lúc Phan Cẩn định nói thêm gì đó với con trai, Tôn Hy Minh ở lễ bộ phụng chỉ hoàng hậu đến gặp Phan Việt, đưa ra danh sách lễ vật cho đám cưới đã chuẩn bị sẵn lịch trình của phò mã một tháng sắp tới vô cùng dày đặc phan cẩn thấy không khuyên được con trai nhìn bóng lưng phan việt rời đi mà lắc đầu bất lực dương thái vi nhớ lại khi được lăng nhi đỡ lời trước mặt thượng quan lan hỏi ra mới biết lăng nhi đã hiểu rõ thân phận thật sự của mình từ lâu lăng nhi qua thời gian ở cùng dương thái vi cũng biết được tiểu thư trước mặt là người tốt cuộc sống của lăng nhi từ khi dương thái vi ở trong thân xác thượng quan chỉ cũng trở nên tốt hơn do đó lăng nhi quyết giữ kín bí mật hy vọng bảo vệ được vị tiểu thư này dương thái vi cũng bị cảm động bởi tấm lòng của lăng nhi bảo lăng nhi từ nay không còn chủ tớ hai người có thể xem nhau như tỉ muội thượng quan lan vì lo lắng em gái xa nhà nhiều ngày cho người chuẩn bị vô cùng nhiều món ăn lúc dương thái vi đang giàu dĩ vì phải ăn quá nhiều thì nhận được lời hẹn của phan việt ở phong nhà uyển để phù hợp với nơi ăn chơi so kè của các vị tiểu thư giàu có ở phong nhã uyển lăng nhi dẫn dương thái vi đi chỉnh trang lại đến phong nhã uyển sớm hơn giờ hẹn dương thái vi gặp lại một số tiểu thư ngày trước thích so kè hơn thua với thượng quan chỉ từ những vị tiểu thư này dương thái vi biết được hôn lễ của phan việt và quận chúa đã được ấn định vào tháng sau đám tiểu thư châm chọc dương thái vi định dùng phấn hoa hại cô mất mặt vừa lúc dương thái vi đánh đổ hộp phấn hoa vào vị tiểu thư cầm đầu đám người nọ quận chúa tới nơi muốn gặp riêng dương thái vi nói chuyện quận chúa nói rõ đã biết cô là dương thái vi may mắn sống sót sau ngày đại hôn với phan việt từ khi dương thái vi gặp nạn định ước giữa cô và phan việt cũng nên được hủy bỏ việc phan việt cưới quận chúa cũng là lẽ thường dương thái vi lập tức nhận lấy ly rượu trên tay quận chúa uống hết Cô nói rằng đã khiến quận chúa hao tổn tâm sức dùng rượu độc thử lòng. Quận chúa bất ngờ, mỉm cười, khen ngợi Dương Thái Vi thực sự là một nữ tử đặc biệt, Lưu Thiến quận chúa nói rằng bản thân đã hiểu lý do Phan Việt có chấp niệm với Dương Thái Vi nhiều như vậy. Hai người vui vẻ, uống rượu kết giao làm bạn bè. Phan Việt ở lễ bộ chuẩn bị cho hôn lễ, cùng quận chúa lên xe ngựa, cảnh này vô tình bị tiểu sinh nhìn thấy. Trên xe, Dương Thái Vi cũng chờ sẵn, vừa gặp lại người thương, Phan Việt liền lo lắng hỏi thăm. Ba người cùng nhau trò chuyện về tổ chức hoa văn sóng nước và quá trình bọn chúng thu nhận ca kỹ từ bách hoa cung hàng năm. Quận chúa nhắc nhở họ hành động cẩn trọng. Phan Việt đi cùng Dương Thái Vi cầm chiếc ô đỏ đến gặp thanh đế ở phố Liễu như đã hẹn. Một vị cô nương đã chờ sẵn dưới chân cầu dẫn hai người vào gian nhà, gặp lại thanh đế và nhìn thấy nhóm ca kỹ đang tập múa Dieu e. vân dân vũ, tuyệt học của bách hoa cung. Điệu múa vô cùng đặc biệt, phải là người khổ luyện nhiều năm mới có thể nhuần nhuyễn. Thanh đế giới thiệu tâm phúc Vân Nhi, sẽ đảm nhận vai trò truyền tin cho họ nếu được chọn vào phục vụ tên quan bí ẩn kia. Hai ngày sau, sẽ là ngày tuyển lựa ca kỹ, kế hoạch hợp tác điều tra giữa Thanh Đế và nhóm Phan Việt cũng sẽ được thực hiện. Rời khỏi điểm hẹn với Thanh Đế, Phan Việt đưa Dương Thái Vi đến đào viên lúc nhỏ, nơi Phan Việt hay tìm tới mỗi khi gặp chuyện không vui trong nhà. Trên đường đưa Dương Thái Vi về Thượng Quan phủ, hai người tìm cách nói chuyện với Thượng Quan Lan, muốn để vị ca ca này yên tâm về quan hệ yêu đương giữa họ. Thượng Quan Lan vô tình bắt gặp lúc Phan Việt thân thiết thổi bụi rơi vào mắt cho Dương Thái Vi thượng quan lan chất vấn phan việt không yêu muội muội mình nhưng lại cố tình dây dưa khi đang có hôn định với quận chúa khiến thượng quan chỉ bị người người cười chê mà cả đời cũng không có được danh phận gì dương thái vi đỡ lời vì muốn thượng quan lan yên tâm cô nói bản thân cô đã thật tâm chúc phúc phan việt và quận chúa thượng quan lan thấy vành mắt muội muội nhà mình đỏ lên thì càng không tin sợ muội muội chịu thiệt đòi phan việt phỉ trả lời ra lẽ phan việt nói với thượng quan lan trước 15 tháng sau sẽ hủy hôn với quận chúa anh lấy tính mạng ra đảm bảo hy vọng thượng quan lan cho anh thời gian sắp xếp bản thân anh nhất định sẽ cho thượng quan lan câu trả lời như ý thượng quan lan chấp nhận rời khỏi phòng bên phía chắc lan giang để gặp được kẻ đứng sau tổ chức hoa văn sóng nước anh tấn công chiếc xe ngựa của vị quan kia ra tay giết hết đám người theo yêu cầu chỉ còn lại con trai nhỏ của vị quan nọ khóc lóc thảm thiết trên xe ngựa chắc lan giang tới quán rượu gặp tiểu sinh hai người cùng nhau uống đến say khướt chắc lan giang cõng tiểu sinh về lại nhà trọ tiểu sinh chú ý thấy vết thương trên người chắc lan giang giúp anh bôi thuốc hai người suýt chạm mặt nhau trong khoảng cách gần chắc Lan Giang cũng bày tỏ với Tiểu Sinh, nhờ có cô mà anh mới cảm thấy bản thân còn sống. Một đêm tình nồng ý đậm của hai người dần trôi qua. Sáng hôm sau, khi chắc Lan Giang ra khỏi phòng, gặp lại tên đã giao yêu cầu giết người ở quán rượu. Người này đưa tin tới, chủ nhân hắn đã đồng ý gặp mắt chắc Lan Giang, ba ngày sau sẽ có xe ngựa đến rước anh tới tiệm cầm đồ lưu ký. Kẻ này cũng chú ý tới Tiểu Sinh, chắc Lan Giang nói cô không liên quan tới việc ân oán của mình. Tiểu Sinh nghe được cuộc trò chuyện, khi kẻ kia rời đi, cô ôm chắc Lan Giang nói rằng dù anh có tội ác tày trời, bị cả thiên hạ đuổi giết, cô cũng không quan tâm vì cô thích anh. Ngày tuyển chọn ca kỹ cũng đến, vạn ma ma đến căn nhà nhỏ, lần lượt lướt qua từng ca kỹ. Tuy nhiên, lướt đến Vân Nhi, bà ta không hài lòng vì nốt ruồi dưới mắt cô, chấp nhận thu nhận tất cả các ca kỹ, ngoại trừ Vân Nhi, do ngoại hình không hợp phong thủy, có thể gây hại đến chủ nhân. Dưới lời cầu xin của thanh đế, bà ta cho Bách Hoa cung thêm một cơ hội, ba ngày sau nếu có người thay thế Vân Nhi, sẽ đến xem xét, đồng thời đưa nhóm ca kỹ đi. Dương Thái Vi chủ động nghĩ ra cách, mong muốn Thanh Đế hỗ trợ mình luyện múa, thay thế vị trí của Vân Nhi. Phan Việt khi nghe được đề nghị của Dương Thái Vi, nổi giận không đồng ý, anh lo lắng bản thân sẽ không bảo vệ được cô, lần nữa khiến cô rơi vào nguy hiểm. Dương Thái Vi an ủi Phan Việt, hứa rằng sẽ hết sức cẩn thận hành động, cô cũng tin tưởng có sự bảo vệ của anh, bản thân sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ có chiêu trò ngày xưa Dương Thái Vi hay dùng trong nghĩa trang để dọa bọn trộm mộ, qua nhiều lần luyện tập, cô cũng dần nắm bắt được múa điệu vân dân vũ như hẹn định vạn ma ma lần nữa đến xét duyệt ca kỹ dương thái vi cũng thành công trả trộn vào nhóm ca kỹ lần này các cô nương đeo bịt mắt ngồi trên xe ngựa đến thì la uyển dương thái vi cũng thuận theo kế hoạch để lại dấu vết trên đường cho nhóm phan việt và người của thanh đế đến thì la uyển nhóm ca kỹ phải nộp lại tất cả vật dụng cá nhân dương thái vi cũng vừa đánh rơi túi phấn hương để lại dấu vết cuối cùng trước khi bị đưa đến nơi tiếp theo cho phan việt lần theo dấu dương thái vi nhóm người phan việt tìm tới được một căn nhà nhỏ gần khu phố cảm thấy căn nhà quá nhỏ và đơn sơ, không phù hợp biểu diễn múa hát để tiếp đãi quan chức quyền quý. Nhóm Phan Việt chia nhau ra đi hỏi thăm dân cư xung quanh về căn nhà. Nhóm ca kỹ và Dương Thái Vi lúc này được dẫn đến một nơi ăn chơi vô cùng náo nhiệt, vạn ma ma cho các cô nương thoải mái chọn lựa phục sức, chuẩn bị chỉnh trang, chờ đón khách. Nhóm Phan Việt sau khi tìm hiểu thì biết được căn nhà nhỏ vốn chỉ là nhà hoang, không có người ở đã lâu, cảm thấy kỳ lạ, họ vào bên trong tìm kiếm thì thấy được một mật đạo. Nhân lúc các cô nương khác trong nhóm ca kỹ vui vẻ lựa chọn phục sức, Dương Thái Vi đi quanh thì La Uyển xem xét thì bị Vạn Ma Ma bắt gặp. Cô viện cớ muốn đi tiểu, Vạn Ma Ma thấy biểu hiện của Dương Thái Vi thì chỉ vào một nô dịch câm điếc ở phía xa, nói rằng mọi việc ở thì La Uyển tuân theo quy củ, việc không nên nhìn thì đừng nên tọc mạch, nếu không kết cục sẽ giống kẻ nô dịch kia. Bà ta nói rằng chừng 10 năm trước, nô dịch kia cũng là cô nương nổi tiếng nhất nhì thì La Uyển, nhưng vì đắc tội với Hoa Khôi mà bị Tả Uyển chủ trừng phạt, trở thành bộ dạng nhếch nhác hiện tại. Nhóm Phan Việt lần vào mật đạo, nhưng không tìm đến được chỗ của Dương Thái Vi mà đi ra đường lớn. Dương Thái Vi và hai ca kỹ khác được dẫn vào một gian phòng dành cho khách quý. Vạn Mama Ma nhắc nhở bọn họ phải chú ý tiếp đón người trong phòng thật tốt vì những người này là khách quý bậc nhất trong số các khách quý của Thị La Uyển. Vào trong, bà ta giới thiệu hai người ngồi sau màn là Uyển Chủ và Hà Đại Nhân. Các cô nương bắt đầu biểu diễn cho hai người sau màn. Hà Đại Nhân sau khi xem múa thì rất hài lòng. Uyển Chủ Thị La Uyển lại tiếp tục tặng thêm ông ta một hộp vàng thẻ. Hà Đại Nhân của Thị La Uyển trao đổi về một giao dịch nào đó. Hà đại nhân nói đã làm việc cho tổ chức đã lâu, nhưng mãi chưa gặp được chủ nhân của Uyển chủ. Uyển chủ đáp lời, chủ nhân hắn không lộ mặt là vì sự an toàn của Hà đại nhân. Đứng bên ngoài rèm che nghe nội dung cuộc trao đổi, Dương Thái Vi đoán rằng tên tà Uyển chủ nọ cũng chỉ là quản sự của Thí La Uyển, đứng sau sai khiến hắn còn có người khác. Hà đại nhân nhận vàng, giao ra một quyển sổ. Tên tà Uyển chủ lấy được quyển sổ nọ liền lập tức rời khỏi. Dương Thái Vi được tên Hà đại nhân kia chỉ định vào tiếp rượu. Phan Việt và quận chúa đang nghe đọc danh sách lễ vật của hôn lễ sắp tới vì lo lắng cho dương thái vi phan việt phối hợp với quận chúa nhân lúc viên quan lễ bộ bị quận chúa đánh lạc hướng a trạch giả làm thích khách để tạo cớ cho phan việt tiến hành lục soát khu phố tìm dương thái vi trong thì la uyển dương thái vi bỏ thuốc chuốc say tên quan họ hà khiến tình hình thì la uyển hỗn loạn để lén vào căn phòng được người của thì la uyển canh gác cẩn thận nhìn thấy sừng dê bài trí trong căn phòng như đang thờ tế sừng dê cùng với hoa văn trên tấm thảm dệt phía sau bàn tế dương thái vi nhớ lại lời cố ung trước khi chết Biết được hoa văn sóng nước trên những tấm lệnh bài của tổ chức bí ẩn thực chất là hình ảnh biểu tượng của sừng dê. Trong căn phòng, Dương Thái Vi cũng thấy được giấy tờ thông hành có khả năng liên quan tới vụ việc buôn lậu muối trong vụ án thư viện Tân Trịnh. Cô nhanh chóng để mọi thứ lại chỗ cũ, nấp vào góc phòng. Phan Việt cũng gió giết cho lục soát khắp con phố để nhanh chóng tìm ra nơi Dương Thái Vi và nhóm ca kỹ được đưa tới. Dương Thái Vi lúc này ở trong góc phòng nhìn thấy một kẻ áo đỏ đang thực hiện bài tế trước sừng dê. Lúc người này vừa châm thêm đèn xong, vị tả uyển chủ nọ cũng chạy vào báo lại hà đại nhân uống say sau khi tỉnh táo thì nói rằng một ca kỹ mới tới đã lén bỏ thạch tín vào rượu của ông ta tả uyển chủ cho rằng thì la uyển đã bị kẻ bên ngoài trà trộn vào người bí ẩn áo đó ra lệnh truy tìm và giết dương thái vi dương thái vi cũng đang tìm cách lén trốn khỏi nơi này giữa đường gặp phải một người chưa biết là địch hay bạn phan việt phát hiện ra người đẩy xe đồ ăn thừa rất lớn đi ra từ tiệm vải chu ký để đi đổ thì tìm tới được thì la uyển ẩn sâu bên trong phan việt lấy cớ tìm kiếm thích khách ám sát quận chúa xông vào thì la uyển kề kiếm lên cổ vạn ma ma đòi lục soát khi phan việt soát kiếm từng phòng trong thì la uyển thì bị tả uyển chủ tập kích khi anh so chiêu với hắn ta và phát hiện một bên mắt của hắn có màu vàng nhạt hơi khác lạ a trạch lúc này chạy đến báo rằng không tìm thấy dương thái vi nhưng thấy được xe của phan phủ vừa đi ra từ cửa sau thì la uyển phan việt lập tức quay về phan phủ chĩa kiếm vào phụ thân đòi ông giao ra thượng quan chỉ phan cẩn kể lại ông đã biết thân phận thật sự của thượng quan chỉ hiện tại là dương thái vi nhờ lần vô tình nghe thấy phan việt và dương thái vi thân mật trò chuyện ở vườn nào khi ông đi tìm anh bàn về hôn sự của anh và quận chúa biết hai người phan việt còn cùng nhau lật lại án cũ của cả nhà đình úy dương tế an phan cẩn lo lắng con trai sẽ bị truy sát như dương tế an khi xưa còn phan việt chỉ trích cha mình nhút nhát chỉ biết nghĩ cho bản thân hai cha con lời qua tiếng lại phan cẩn giao lại dương thái vi cho con trai hai cha con tan giã trong không vui khi Phan Việt dẫn Dương Thái Vi rời Phan Phủ, đệ đệ cùng cha khác mẹ với anh là Phan Cối đã nhìn thấy. Trên xe ngựa, họ trao đổi những thông tin mà Dương Thái Vi đã tra được khi ở trong Thì La Uyển. Nghe Tạ Uyển chủ báo cáo lại tình hình ở Thì La Uyển, kẻ áo đỏ tức giận vô cùng. Biết danh sách khách mời của Thì La Uyển có phụ thân của Phan Việt, ông ta ra lệnh điều tra Phan Cẩn. Tạ Uyển chủ cũng báo cáo lại với chủ nhân của hắn về việc chắc Lan Giang đã hoàn thành yêu cầu giết người của họ. Kẻ bí ẩn tỏ ý hài lòng, suy tính cách lợi dụng chắc Lan Giang. Ở quán trọ, Chắc Lan Giang và Tiểu Sinh vừa uống canh gà vừa trò chuyện. Chắc Lan Giang hỏi lý do Tiểu Sinh thích anh. Cô vui vẻ trả lời là vì thấy anh đẹp trai. Dù mọi người đều nói Phan đại nhân là mỹ nam, nhưng trong lòng Tiểu Sinh cô luôn thấy Chắc Lan Giang vẫn là đẹp nhất. Hai người thoải mái thể hiện tình cảm. Trước khi hẹn định ba ngày để gặp kẻ đứng đầu tổ chức bí ẩn, Chắc Lan Giang dẫn Tiểu Sinh ra ngoài chơi. Hai người cùng nhau viết thẻ tên treo lên cây ước nguyện. Tiểu Sinh ước nguyện xong mở mắt ra thì thấy miếng ngọc bội cô không nữa mua đã được Chắc Lan Giang treo trên thẻ điều ước còn chắc Lan Giang thì đã rời đi từ lúc nào rồi phía Phan Việt khi trò chuyện với thanh đế họ biết được kẻ cùng Phan Việt đánh nhau ở thì La Uyển tên Tả Uyển chủ kia chính là người đã từng truy sát vân thường cô nương của bách hoa cung năm xưa Tiểu Sinh tìm đến gặp Dương Thái Vi mong Phan Việt và Dương Thái Vi giúp cô tìm chắc Lan Giang do cô lo lắng anh gặp phải nguy hiểm cảnh Dương Thái Vi đi cùng Phan Việt bị vị Tư Mã tiểu thư có ý ganh đua hãm hại Dương Thái Vi khi uống trà ở nhã uyển nhìn thấy để cảm ơn Dương Thái Vi và Phan Việt giúp tìm chắc Lan Giang Tiểu Sinh mời hai người ở lại ăn cơm khi Tiểu Sên mở dương trang sức, Dương Thái Vi ngửi được mùi hương giống với loại hương mà người áo đỏ bí ẩn dùng tế bái sừng dê trong thì La Uyển. Thông qua Tiểu Sinh, Phan Việt và Dương Thái Vi biết được loại hương liệu nọ là hương hồ dương của Khương tộc. Dương Thái Vi nhờ Tiểu Sinh dẫn đường đến gặp cô nương Khương tộc đã bán hương liệu cho Tiểu Sinh. Đến tiệm hương liệu, vị cô nương Khương tộc cho biết hồ dương hương là hương liệu độc quyền, cả kinh thành chỉ mỗi cửa tiệm của cô bán. Phan Việt cũng nhờ cô nương Khương tộc xem giúp hình vẽ hoa văn sừng dê bí ẩn cô nương nọ lập tức nhận ra hoa văn mây hình sừng dê biểu tượng của bộ tộc đao hãn thuộc khương tộc mọi việc ngày càng sáng tỏ do ảnh hưởng từ những trận chiến giữa triều đình trung nguyên với khương tộc trong nhiều năm không ít người khương tộc di cư đến lạc tây kẻ đầu sỏ của tổ chức bí ẩn có thể là một trong số những người khương tộc bị lưu lạc do chiến tranh hoa văn mây sừng dê chính là ký hiệu để tổ chức này âm thầm nuôi dưỡng thế lực ở hòa dương đồng thời chúng bắt tay với khương tộc dùng bến đỏ hòa dương buôn lậu muối vào trung nguyên kiếm lợi khổng lồ chắc lan giang gặp được kẻ đầu sỏ nói rằng bản thân muốn làm việc cho ông ta, trả mối thủ giết cha, cướp vợ với Phan Việt. Giải phu nhân vì lo lắng muội muội chịu thiệt thòi khi nghe Tư Mã tiểu thư kể về quan hệ giữa Phan Việt với thượng quan chỉ, hiện tại là Dương Thái Vi. Mời Phan Việt đến dự tiệc ở phủ Thái úy hỏi rõ quan hệ giữa anh và Dương Thái Vi muốn anh dù có quan hệ gì cũng nên sớm cắt đứt. Phan Việt trấn an phu nhân, nói rằng những tin thất thiệt kia đã được anh làm rõ với quận chúa. Phan Việt đi dạo riêng với Thái úy thì bị Trác Lan Giang đeo mạng che tập kích, đâm trúng phan việt ở lại phủ thái úy dưỡng thương vài ngày dương thái vi lo lắng nhờ quận chúa giúp đỡ để vào trong thăm anh phan việt cùng dương thái vi trò chuyện họ suy đoán chắc lan giang bị ép buộc ám sát phan việt phan việt cũng đoán người đã giết trương đại nhân ở ngoài thành cũng chính là chắc lan giang dương thái vi và phan việt lo lắng cho tình cảnh của chắc lan giang bên phía chắc lan giang sau khi cố ý làm thất bại nhiệm vụ ám sát phan việt quay về bẩm báo với kẻ đầu sỏ anh được an bài ở lại trong tổ chức chắc lan giang muốn nhân lúc kẻ đứng đầu còn chưa hoàn toàn tin tưởng nhanh chóng cho hắn một đòn chí mạng. Sau khi nghỉ ngơi ở phủ Thái úy, Phan Việt cùng quận chúa rời đi, anh nói rằng bản thân đang tra lại quan tịch của quan viên kinh thành, sẽ sớm báo lại kết quả cho quận chúa. A Trạch đi điều tra quan tịch, biết được trước năm cảnh xương thứ 12 đăng ký quan tịch chưa được siết chặt, dễ dàng thay đổi. A Trạch trở lại báo cho Phan Việt, đồng thời nói anh nghe ngóng được biên quan xảy ra bình biến với Khương tộc, tin này cũng được đưa về phủ Thái úy. Phan Cối, đệ đệ của Phan Việt cùng uống rượu với tên tôn đại nhân của lễ bộ, phụ trách lo liệu hôn sự của quận chúa. Hắn khích bác Phan Cẩn bị phụ thân thiên vị. Phan Cẩn kể lại cho tên tôn đại nhân nọ nghe, bản thân vô tình biết được thượng quan chỉ chính là Dương Thái Vi, con gái Dương Tế An năm xưa. Phan Việt đến tra xét lầu xanh cũng vì cứu cô. Bên phía Phan Việt, quận chúa đến kể lại cho họ tình hình binh biến. Phát hiện Lưu tướng quân là người Khương tộc, hiện vừa bị cách chứ đại tư mã, giam giữ trong phủ Thái úy. Tuy nhiên, Lưu tướng quân danh tiếng vốn rất tốt, vì triều đình mà đã nhiều lần đẩy lùi Khương tộc, bỗng nhiên giờ lại nổi dậy ở biên quan nhóm phan việt nghi ngờ có hàm oan ẩn chứa bên trong phan việt và quận chúa tiếp tục chia nhau điều tra quan tịch kinh thành lần nữa hẹn gặp nhau ở phong nhã uyển phan việt đến đại lao phủ thái úy tìm lưu tướng quân thì gặp phụ thân anh cũng đang ở đó cha anh mở lời hỏi thăm đưa cho anh một lọ thuốc dưỡng thương rồi khuyên anh không nên dây dưa vào vụ việc lần này phan việt thuyết phục lư tướng quân kể rõ sự tình binh biến lưu tướng quân kể lại quân phí của đại quân tây bắc vốn đến từ thuế muối địa phương những năm trở lại đây Việc thu thuế muối công trở nên khó khăn do chịu ảnh hưởng từ việc buôn muối lậu giá rẻ của khương tộc. Đời sống của ngoại quân Tây Bắc trở nên khó khăn, trong quân doanh có người nhân cơ hội tung tin tướng lĩnh đút túi riêng. Tướng lĩnh cho trấn áp những người này, khiến một binh sĩ bỏ mạng, dẫn đến binh biến lớn. Phan Việt nghi ngờ đại tướng quân Tuân Kiên, người có khả năng được bổ nhiệm vào vị trí đại tư mã thay thế Lưu tướng quân là người gây nhiễu loạn, nhưng bị Lưu tướng quân bác bỏ, nói Tuân Kiên là người kiên trung, lại là người lạc tây, tuổi tác đã cao, không có khả năng mưu phản. Phan Việt khi thấy Lưu tướng quân vén ống tay áo ăn cơm, liền nhớ tới Thái úy cũng từng có động tác y hệt. Lưu tướng quân nói rằng người lạc Tây vốn cưỡi ngựa từ bé, không quen tay áo rộng vướng víu của Trung Nguyên, nên đã hình thành thói quen sắn tay áo khi ăn. Quận chúa ở phủ Thái úy điều tra binh tịch thì bị Thái úy bắt gặp. Hắn ta ngả bài đưa cho quận chúa xem quyển binh tịch của mình. Phan Việt và Dương Thái Vi cũng đã phát hiện giả Thái úy, giả Thuyên chính là kẻ sau màn. Quận chúa có thể gặp nguy hiểm. Thái úy đem tính mạng của phu nhân cũng là tỷ tỷ của quận chúa ra uy hiếp, Phan Việt và Dương Thái Vi đến nơi phủ tìm quận chúa thì thấy quận chúa cầm dao tự Dương Thái Vi bị vu an ám sát hoàng thân quốc thích. Phan Việt quỳ dưới mưa xin cha cho vào đại lao gặp Dương Thái Vi. Phan cần nhớ lại ngày xưa bản thân ông từng vì lồi đồn thất thiệt mà nghi ngờ phu nhân mình tư thông với người ngoài. Phan Việt không phải con ruột ông, khiến Phan phu nhân tự mình treo cổ tỏ rõ trong sạch. Ông đồng ý giúp Phan Việt. Vào đại lao gặp người thương, Dương Thái Vi vô cùng áy náy vì không thể cứu được quận chúa. Chắc Lan Giang trong tổ chức biết tin Dương Thái Vi gánh tội mưu sát quận chúa thái úy đắc ý vì đã trừ khư được hậu họa lệnh người theo dõi phan việt nếu anh dám liều mạng thì hành quyết tại chỗ chắc lan giang định ám sát thái úy nhưng lại bị hắn phát giác anh bèn vờ như bản thân đến xin hắn cho gặp dương thái vi lần cuối vào ngày hành quyết cô phan việt vì dương thái vi đi khắp nơi tìm nhân chứng nhưng không ai đồng ý giúp đỡ anh trở lại thượng quan phủ nói rõ với thượng quan lan về cái chết của thượng quan chỉ thượng quan lan không tin lười phan việt tức giận đánh phan việt anh đến phòng muội muội thầm khóc nhớ lại những biểu hiện của cô khi xưa và lúc dương thái vi sống lại trong thân xác thượng quan chỉ giả thuyên tra tấn dương thái vi nhưng không thể khiến cô nhận tội hắn để phan việt đích thân lên công đường cho anh tự phải thẩm tra người thương mặt khác giả thuyên cũng muốn giữ kín thân phạm thật sự của dương thái vi tránh cho những lão thần năm xưa nghi kỵ cái chết của gia đình dương đình úy đòi lật án trên đường đến công đường phụ thân phan việt đến gặp dương thái vi đưa cho cô một phong thư hoàng hậu cho người đưa tới một phong thư những điều buộc phải hỏi phạm nhân Tránh cho Phan Việt xử lý không nghiêm vì nể tình xưa. Dương Thái Vi trên công đường thừa nhận tự bản thân đeo đuổi Phan Việt nhưng luôn bị anh khước từ. Cô cũng nói mình bị hàm oan. Thái úy phu nhân tức giận muốn Dương Thái Vi nhận tội. Phan Việt yêu cầu Dương Thái Vi đưa ra chứng cứ, tự biện hộ cho mình. Dương Thái Vi kể lại góc độ vết thương trên người quận chúa đã chỉ rõ là một vụ tự sát, yêu cầu khám nghiệm thi thể. Phan Việt nói rằng ghi chép hiện trạng thi thể bị đâm nhiều nhát, máu thịt be bé bét. Dương Thái Vi giải thích về đặc điểm những vết thương cho thái úy phu nhân vẫn xin được mở quan tài khám nghiệm lại thi thể để rửa sạch hàm oan lúc phan việt định lui lại thời gian kết án để tiếp tục điều tra thượng quan lan và lăng nhi tiến vào công đường đòi dương thái vi cho một câu trả lời về cái chết của muội muội thân phận thật sự của dương thái vi cũng được đưa ra ánh sáng tương kế tự kế cùng nhóm người dưới trướng phan việt cướp ngục cứu dương thái vi về căn nhà nhỏ từng đưa ca kỹ đến mọi người tụ họp tạm thời lánh đi phan việt đến thăm dương thái vi nói rằng thượng quan lan đã đến nơi khác lánh nạn họ phải nhanh chóng lật đổ giả thuyên trả lại trong sạch cho tất cả những người liên quan tới vụ án. Trong phủ Thái úy, giả phu nhân nhớ lại lời Dương Thái Vi trước khi ngất đi vì bị đâm, nhắc nhở bà câu Thê Hà Lĩnh cẩn trọng người bên gối. Mà Thê Hà Lĩnh là tên của vở kịch nhỏ kể về quá trình gia đình bà gặp nạn ở Lạc Tây, chỉ có bà và muội muội mới biết. Giả Thuyên Trấn An phu nhân nói rằng có lẽ Phan Việt biết được danh xưng này từ chỗ quận chúa, vì để Dương Thái Vi thoát tội mà nên đã cho cô biết. Nhóm Phan Việt cũng muốn mau chóng liên lạc với chắc Lan Giang, sợ anh gặp phải nguy hiểm. Thanh đế biết nhóm Phan Việt gặp nạn cũng quay lại kinh thành hy vọng có thể giúp đỡ Phan Việt đưa kẻ đầu sỏ ra ánh sáng. Đồng thời, gửi lời xin lỗi tới Dương Thái Vi vì bức thư tố cáo của muội muội Vân Thường mà khiến gia đình Dương Thái Vi gặp nạn. A Trạch trở về báo với họ quan binh sắp tìm đến, Thanh đế ở lại đối phó đám quan binh, tranh thủ thời gian cho Phan Việt và Dương Thái Vi trốn đi. Trên đường tránh né đám quan binh, hai người gặp lại Trác Lan Giang, Phan Việt đề nghị cùng hợp tác lật đổ Giả Thuyên nhưng Trác Lan Giang không đồng ý. Sau khi giúp Phan Việt và Dương Thái Vi thoát khỏi quan binh truy sát, chắc lan giang nói bản thân đến kinh thành trả thù cho cha đã không còn màng đến mạng sống dương thái vi hỏi anh không để ý tiểu sinh vẫn chờ đợi anh hay sao chắc lan giang hơi sững lại không trả lời rời đi chắc lan giang quay lại gian trọ nhỏ đứng ngoài cửa lén nhìn tiểu sinh cầm ngọc bội anh mua đang đợi anh trở về dương thái vi và phan việt sau một ngày trốn khỏi truy đuổi của đám quan binh trở lại nơi hẹn với thanh đế từ thanh đế dương thái vi biết được những ca kỹ đã luyện qua vân giang vũ mắt cá chân đều sẽ bị tổn hại Dương Thái Vi nhớ lại kết quả khám nghiệm bốn thi thể trong thiên sư khi trước mắt cá chân đều lành lặn. Bọn họ suy đoán Vân Thường không hề chết, mà được bọn người dùng mạng cô nương khác ngụy trang chết do bị đồng đúc nóng chảy. Thanh đế không tin tỉ muội thân thiết ngày xưa khiến cô bất chấp tất cả điều tra kẻ đầu sỏ để trả thù cho lại có thể là người của bọn tổ chức kia, lừa gạt cô nhiều năm. Dương Thái Vi cũng kể cho Phan Việt về nô dịch câm điếc do đắc tội với Hoa Khôi thì La Uyển. Đoán rằng Hoa Khôi năm đó chính là Vân Thường, mà mối quan hệ giữa Tả Kinh Phi, Uyển chủ thì La Uyển không bình thường, hắn ta là người mến mộ vân thường chống lưng cho cô ta ở thì la uyển mà tả kinh phi khi nhận lệnh phải giết vân thường từ giả thuyên đã nghĩ ra kế hoạch tìm người chết thay cho vân thường chắc lan giang bàn với phan việt và dương thái vi sẽ tự mình tìm cách tra ra sổ buôn lậu muối làm chứng cứ lật đổ thế lực của giả thuyên sau khi thành công anh sẽ trở lại đón tiểu sinh cùng nhóm phan việt về lại hòa dương thông qua thành đế biết được sở thích ăn mứt giang nam quý hiếm của vân thường lăng nhi và a trạch giả làm người bán mứt may mắn dụ được tả kinh phi a trạch theo dõi tả kinh phi tìm ra Vân Thường. Thanh đế gặp lại Vân Thường vô cùng thất vọng vì bị phản bội suốt 10 năm chất vấn Vân Thường vì bản thân mình mà đứng nhìn các tỷ muội bách hoa cung chết thảm. Dương Thái Vi thuyết phục Vân Thường ra làm chứng, làm sáng tỏ cái chết của các vị tỷ muội bách hoa cung và Dương gia nhiều năm trước, đưa tổ chức kia ra ánh sáng. Nhóm Phan Việt dự định sẽ công khai tội ác của Giả Thuyên vào ngày diễn ra nghi thức nhận dấu đại tư mã. Trác Lan Giang ở phủ Thái úy tìm ra sổ sách buôn lậu muối nhưng bị đám người Giả Thuyên phát giác, bắt đi tra tấn, muốn anh khai ra tin tức của nhóm Phan Việt tức giận vì bị Trác lan giang mắng mình là chó của khương tộc giả tuyên cho tả kinh phi dùng dao đâm anh tra tấn dã man vân thường hạ thuốc mê và huân hương khiến thanh đế ngất đi chạy về báo lại việc thân phận của nàng ta đã bại lộ cho phu quân tả kinh phi của nàng muốn nhanh chóng cũng hắn rời khỏi kinh thành trần trưởng viện đến bảo Trác lan giang nên vì bản thân mà khai ra hành tung đám người phan việt anh không đồng ý nhưng xin ông ta làm giúp một chuyện trước khi anh chết Trác lan giang dở vừa không chịu nổi tra tấn muốn khai ra tung tích phan việt lần cuối dùng hết sức bóc cổ giả thuyên bị thuộc hạ của giả thuyên một kiếm đâm chết tả kinh phi đưa thê tử vân thường rời kinh ngay trong đêm bị giả thuyên phát giác và cho người truy sát giả thuyên nhận được tin báo mọi chuyện đã được xử lý gọn ghẻ thì vô cùng hài lòng lễ nhậm chức đại tư mã diễn ra thi thể chắc lan giang cũng được trần trưởng viện đưa về gian trọ nhỏ cho bạch tiểu sinh tay anh vẫn nắm chặt viên kẹo đường như khi trước anh từng dùng đồ ngọt để an ủi tiểu sinh đương lúc lễ nhận ấn diễn ra ấn hổ phù sắp được trao cho giả thuyên phan việt và dương thái vi tiến vào trong nói rõ chân tướng mong lật đổ giả thuyên Dương Thái Vi cầm theo bài vị của cha, kể rõ biến cố gia đình 10 năm trước và những vụ án ở Hòa Dương liên quan tới tổ chức Hoa Văn Mây Hình Sừng Dê. Nhân chứng là Vân Thường và Lăng Nhi được truyền vào gặp Hoàng hậu. Vì cứu Vân Thường, Tả Kinh Phi đã bỏ mạng trên đường rời kinh, Vân Thường đưa ra bức thư có in vân tay của Giả Thuyên liên hệ với Khương tộc địch quốc làm chứng cứ, yêu cầu Giả Thuyên điểm ấn lần nữa để so sánh với vân tay trong thư. Giả Thuyên theo lệnh Hoàng hậu, mở găng tay, lộ ra bàn tay đã bị hủy vân tay do bị thương khi cứu giá tiểu thái tử giả thuyên chống chế rằng phan viết biết hắn bị thương nên mới làm giả chỉ thư mua trục ca kỹ ở thì la uyển muốn vu khống hắn cấu kết ngoại địch không có chứng cứ định tội hoàng hậu định kết tội vu không cho phan việt tiểu sinh đẩy xác chắc lan giang vào lễ nhậm chức yêu cầu công khai khám nghiệm tử thi các vị lão quan từng là bằng hữu của dương đình úy khi xưa cũng ra mặt mong hoàng hậu cho phép làm rõ dương thái vi tiến hành khám nghiệm tử thi theo vết thương chắc lan giang tự để lại mong được tra xét phía đông phủ thái úy để tìm sổ xếp buôn lậu muối hoàng hậu ra thời hạn một nén hương để lục soát thái úy phủ nếu không có chứng cứ sẽ xử trảm phan việt tương kế tự kế với hoàng hậu nhóm phan việt tìm ra được sổ giao dịch muối khiến hắn bại lộ mưu đồ tạo phản lúc giả thuyên lệnh cho người của hắn thảm sát tất cả trong lễ nhậm chức binh cứu viện của phan việt đã bao vây hiện trường tiêu diệt tất cả nhóm lính tạo phản giả thuyên cũng bị phu nhân bắn chết vụ án sáng tỏ phan việt từ biệt cha trở về hòa dương thượng quan lan gặp lại dương thái vi trong dung mạo của muội muội mình buồn bã xin lỗi cô trác lan giang được nhóm tiểu sinh phan việt và dương thái vi chôn cất bên cạnh mộ phụ thân anh trác sơn cự sau khi kính rượu với mộ phần bằng hữu thân thiết phan việt và dương thái vi rời đi tiểu sinh quỳ bên mộ người thương nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ với trác lan giang phan việt và dương thái vi cùng nhau hẹn ước đứng trên cầu ngắm nhìn cảnh tượng dưới thành tấm lệnh bài khắc số 2 của tổ chức sừng dê của giả thuyên được đưa về phan phủ phan đình úy lập tức cho người đưa đến phòng vật chứng canh giữ cẩn mật ở nơi nào đó tấm lệnh bài số 1 được xếp ngay ngắn vào hộp vật chứng cảm ơn các bạn đã xem kênh violet review phim các bạn hãy like và đăng ký để mình có nhiều động lực ra nhiều video mới và chất lượng nhé